như một sau mùa hè sao nói băng. Chim cung cút cười cung bằng. Cái này mới là bác Tôn Am A. Trải rác vài câu, hào khí ngàn vạn. Đám người một cái thoải mái, phản phất thấy được năm đó hăng hái, bại tận thiên hạ đệ bác kiếm tiên, cũng có thể trông thấy bây giờ nghèo túng, nhưng như cũ dương dương tự đắc bác Tôn Am. Nhưng không quản là ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên trên trời tiên, hoặc là trở về vẫn là hậu thiên luyện linh trích tiên nhân. Từ câu kia sao không tiêu giao quá thay có thể nhìn thấy nó tâm cảnh liền chưa từng gợn sống qua thành công cùng thất bại tự hồ trong mắt hắn không có gì hơn đều là một loại nhân sinh trải nghiệm đều có thể đến vui không lấy vật vui không lấy mình buồn loại này coi nhẹ cùng siêu thoát cảnh giới làm cho người kinh ngạc kiếm đạo luyện linh đạo thậm chí đại đạo ba ngàn người tu đạo hoặc cần thiên phú hoặc cần nghị lực hoặc cần cơ duyên nhưng vô luận như thế nào tâm nhất không thể thiếu biến thành trích tiên nhân sao không tiêu dao quá thay rất nhiều luyện linh sư lẩm bẩm niệm này câu xem như mơ hồ rõ ràng vì sao bác tôn am sẽ là bác tôn am có thể trở thành bác tôn am mà mình chỉ có thể tự thẹn không bằng có được như thế đạo tâm người dù là chỉ dùng ba điểm thiên phú ba điểm cố gắng lại há hội không thể thành sự đây chính là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn cho dù hắn bác tôn am không tu kiếm cũng sẽ ở một đoạn thời khắc tại cái khác đường một lần là sông a sao không tiêu dao quá thay sao không tiêu dao quá thay hư không bên trên ở trên cao nhìn xuống đạo không thương bị một lời ngăn chặn lại bản thân đều muốn vỗ tay tán dương hắn là thật không nghĩ tới mình minh biếm tối phúng mấy câu bác tôn am dùng bực này phương thức tùy tiện hóa giải cùng phản kích không cẩn thận mảnh tưởng tượng cũng là gia hỏa này như thế nào giống người thường có thể vì ngoại nhân đôi câu vài lời mà tâm cảnh có chỗ chấn động không giống với nhiều yêu yêu cảm xúc bên ngoài hóa từ tiểu thụ co được giảng được bác tôn am cho dù hiện nay nhìn xem lại nghèo túng thực chất bên trong ngạo khí liền không có yếu xuống tới qua từ trích tiên nhân ba chữ có thể nhìn thấy một chút. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng mình thất bại, chỉ là tạm đi thế gian, trải nghiệm hồng trần. Kỳ hạn đến lúc, hắn cuối cùng đem lên như diều gặp gió, trời cao một thước. Năm đó một chuyện, đối với hắn thật không có nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhân đều là cho là hắn lưu lạc 30 năm, có hay không một loại khả năng. Hắn chỉ là chủ động thả chậm bước chân, lựa chọn một cái khác đầu con đường tu luyện. Đạo khung thương ở trong lòng nổi lên hỗn tạp suy nghĩ, suy nghĩ chuyển hướng nơi khác, phản phất dòng ra bác tôn am tâm tư. Nếu như là người khác, hắn đánh chết không tin có người có thể chủ động làm ra như vậy lựa chọn, lựa chọn yên lặng. Là bác tôn am lời nói, hết thảy đều là có khả năng. Như vậy, có cái gì đồ vật đáng giá ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên bác tôn am, buông xuống phi tốc tiến cảnh, ngược lại lựa chọn trọn vẹn hơn 30 năm thời gian để mà lắng động, chỉ đợi hậu tích bạc phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Đạo không thương suy nghĩ nhất định về sau, con ngươi chậm rãi phóng đại. Hắn có chút lắc đầu, lấy một loại có chút thổn thức giọng điệu đối phía dưới người kia nói bác tôn am a à, bác tôn am ta nên nói như thế nào đâu thật không hổ là ngươi nhưng toan tính đến tận đây ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được đạo điện chủ đang nói cái gì như vậy một mảng lớn chiến trường lại không người nghe hiểu được chuyện bỗng nhiên chuyển đến trên trời đi đạo khung thương nói bên trong nói bóng gió phế tích phía trên bác tôn am chỉ là nhẹ cười xoay người tại đống đá vụn bên trong dùng chỉ có bốn ngón tay tay trái vốc lên một quyền cắt sở hữu người nhìn xem hắn, đều không minh động tác này vì sao, ngay cả đạo không thương đều lộ ra nghi hoặc. Bác Tôn Am lại đứng lên lúc, chỉ nhẹ nhàng đem bốn ngón tay thả mở, tùy ý sau khi chiến đấu gào thét thiên địa gió, ngón tay giữa nhọn cắt chảy một chút xíu mang hộ đi. Cho đến đất cát không sai biệt lắm chảy hết, hắn trong lòng bàn tay hiện ra một cái nho nhỏ, màu đen, nghiễm nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức xuân trùng. Thế giới yên tĩnh lấy, liền gió đều tại chờ đợi. Bác Tôn Am đầu ngón tay khẽ vuốt qua cái này băng lãnh màu đen tiểu trùng, chậm bế hai mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Các bụi không biết như thế nào cố định, Xuân Trùng không hiểu như thế nào vĩnh sinh. Cho nên, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi đàm luận việc này. Tại ngươi thế giới, ta quá khùng điên, tại trong mắt ta, cái này là thật bình thường bất quá một bước, tiến lên một bước. Bác Tôn Am bước ra một bước, ngẩng đầu lên, xa nhìn cái kia ngày xưa đối thủ. Thật lâu, hắn nghẹn ngào vừa cười, cuối cùng vẫn là không cách nào nhiều lời, sau mùa hè sao nói băng. kim cung cút cười cung bằng tùy ngươi nghĩ ra sao a à. lần này đừng nói là đạo không thương sở hữu người đều nghe được bác tôn am trong lời nói khinh thường chi ý sớm nghe nói để bác kiếm tiên cuồng nhưng hiếm có người có thể nghĩ đến một ngày kia bọn hắn lại cũng có thể bản thân cảm thụ phần này tùy tiện liền quỷ thần khó lường đạo không thương tại hắn bác tôn am trong mắt cũng không là cùng một cái thế giới người hắn lại cũng cho rằng đạo không thương không thể nào hiểu được hắn là bởi vì cấp độ không đủ t trong sân tất cả người quan sát hút mạnh khí lạnh không khỏi càng hiếu kỳ bác tôn am toan tính. Cái kia rốt cuộc là cái gì, liền đạo điện chủ đều không thể nào tiếp thu được. Sao thiên còn lớn hơn, sao cái này hư không đảo chi cục, còn khó hơn lấy tính toán, tưởng tượng. Chỉ có nơi xa thân ở ngoài cuộc, ông còn tại nằm ngáy o o từ tiểu thụ lệ tịch nhi, môi đỏ cài lấy mấy sợi bị gió đỡ dậy tóc bạc, mơ hồ có thể nghe hiểu được đạo khung thương chỗ. Còn nhớ kỹ bác cung bên trong chiến dịch về sau, thánh nô đám người co lại đến một cái u ám hang núi bên trong. Lúc đó, bác Tôn Am còn đang vì từ tiểu thụ chỉ đường. Còn vẫn là một tử tịch thời kỳ lệ tịch nhi, nghe lén qua giữa hai người đối thoại. Khi trò chuyện cùng không thành thánh, chung vi nô hàm nghĩa lúc, bác Tôn Am có sách qua đầy miệng hắn phong thánh nguyên nhân. Thánh quá mơ hồ, thánh đế vậy hết cách xoay chuyển. Cho nên ta muốn phong thần, chỉ đợi lại lần nữa rút kiếm ngày, đem cái này ô uế thế giới, trảm hắn cái máu me đầm đìa. Khi đó từ tiểu thụ thậm chí một tử tịch, đều còn tưởng rằng như vậy ngôn luận xa vời mặt đất, quả thực quá cao, quá hư, qua đi cũng làm như thành nói đùa. Nào có bán thánh, thánh đế không thể phá bắt đầu. Bây giờ hư không đảo đại chiến một trận, lệ tịch nhi tin tưởng, nếu như từ tiểu thụ tỉnh lại lần nữa, nên cùng mình bình thường, rõ ràng bác tôn am lại chưa từng hí quá lời. Phong thần Vượt qua bán thánh, thánh đế, trực chỉ phong thần xưng tổ cảnh. Cái này, mới là hắn giả tâm sao. Lệ tịch nhi im ắng miếng môi, thấp mắt lường trong ngực từ tiểu thụ một chút. Nàng tự giác nếu như là chỉ dựa vào chính mình, khả năng cuối cùng cả đời, đều không sẽ sinh ra như vậy ý nghĩ điên cuồng. Nhưng có từ tiểu thụ tại, lúc này nghĩ đến, lại có thể lấy bình tĩnh tiếp nhận loại này điên cuồng tồn tại. Trong ngực ngủ say người, ý chí sợ không thua này. Chân trời, đạo không thương trên mặt đã không có nhiều tốt nhan sắc có thể nhìn. Chính là bởi vì coi trọng, hắn không cách nào đem bác tôn am lời nói cùng người khác nói bình thường khi gió thoảng bên tai, bỏ mặt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là quá kinh người. Đã nhiều năm như vậy, bác tôn am vẫn là như vậy không coi ai ra gì, liền hắn đạo khung thương đều vẫn không có thể nhập nó phát nhãn a à, thật là cao quý đâu đạo khung thương dễu cật xuống rất nhanh tâm cảnh về ổn từ chối cho ý kiến nói khác nghề như cách núi ta chỉ có thể chúc ngươi thành công ta lại không cách nào chúc ngươi thành công bác tôn am tứ miệng phản bên trên có ý riêng nói bựa lão đạo người khác ta không biết ngươi tâm tư ta lại có biết một hai ngừng lại một cái bác tôn am liếc nhìn lệ tịch nhi phương hướng nói cho đúng là nhìn về phía từ tiểu thụ sau đó chầm chậm lắc đầu ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng. Đạo không thương con mắt một cái nheo lại, chỉ giữ trầm mặt. Hợp thời, lệ tịch nhi trong ngực từ tiểu thụ ưng một tiếng, cũng liền mở mắt ra, vừa vặn nối liền bát tôn am dời đi ánh mắt. Bọn hắn đang nói chuyện ta. Hắn cảm giác một cái nhìn rõ toàn trường. Ngươi đã tỉnh. Lệ tịch nhi kinh ngạc vui mừng. Không có, là ngươi mắc mờ. Bọn hắn đang nói chuyện ta. Nhận nguyền rủa bị động giá trị, một. Lệ tịch nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo, đem từ tiểu thụ ném ra ngoài, vì một tiếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có trọng yếu như vậy. Ta nhưng quá trọng yếu. Từ tiểu thụ bẹp lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn đứng ở không trung, cảm thụ được gió mát sưu sưu, rõ ràng không kịp nhuyễn ngọc ấm áp như vậy thơm ngọt, hắn đột nhiên có chút hối hận tỉnh lại. Nhưng lập tức cảm ứng khí hải, cái này trọng yếu hơn. Không bao lâu, từ tiểu thụ liền thấy tự thân khí hải thâm hụt, đạo cơ có hại. Trong lòng một lột bột, từ tiểu thụ sắc mặt biến trắng. Ngươi thế nào? Lệ Tịch Nhi đỡ cái này mơ mơ màng màng, lão đảo một cái thiếu chút nữa rơi ngã đồ đần. Vẫn được, không có ra cái vấn đề lớn gì. Từ Tiểu Thụ một bên khoát tay, một bên trong lòng điên mắng. Khí hải rạn nứt, đúng là đạo cơ bị hao tổn. Hắn một thân bị động kỹ đang điên cuồng chuyển vận, cũng chỉ là đem hắn vận đến thức tỉnh trở về, còn lại thương cũng không biết có thể khôi phục hay không. Coi như có thế, từ tốc độ này nhìn, đến tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở về đến trước kia trạng thái. Sẽ không thật chữa trị không tới a. À quả thật cưỡng ép tiếp nhận tứ đại thánh đế lực cuối cùng kiệt lực còn chém ra một kiếm bàn nhược vô quá miễn cưỡng từ tiểu thụ sắc mặt cổ quái một đợt cuối cùng vuốt lên mình không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại người ta bác tôn am ngón tay cũng bị mất hai căn nhiều năm như vậy đều không khôi phục lại được còn có thể tiếp tục tu kiếm trên người mình thương thế kia hẳn là là tiểu vu gặp đại vu hắn ở chỗ này bản thân làm lấy tâm lý phụ đạo lệ tịch nhi xem xét từ tiểu thụ bộ này lạnh nhạt không cần quan tâm bộ dáng ngược lại càng biết được gia hỏa này trên thân phiền phức lớn rồi. Nàng không có nhiều lời cái gì, chỉ là phản tay nắm lấy từ tiểu thụ tay, lẳng lặng làm bạn. Nhận lo lắng, bị động giá trị, một. Không cần gánh. Từ tiểu thụ đang nói, thân thể mãnh liệt cứng đờ, cảm giác tay đều tê, uống thành vô tụ, xích tiêu thủ. Rất nhanh hắn ánh mắt một nghiêng, nhìn về phía chiến trường, bọn hắn đang nói chuyện cái gì. Lệ tịch nhi liếc mắt nhìn hắn, trò chuyện một chút chỉ tốt ở bề ngoài, người thường nghe không hiểu đồ vật. Đó là ngươi ân a à, ta là ý nói tới nghe một chút nói không chừng ta nghe hiểu được a à, ngươi thật thông minh lệ tịch nhi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái liền không có ý định cùng người bị thương so đo đem vừa rồi hai người nói báo cho từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ vuốt ve lên cái cầm đến bác tôn am toan tính quá lớn đạo không thương muốn đoán chừng vậy không nhỏ nhưng cái trước vì phong thần mà phong kiếm cái sau là vì cái gì một dạng vẫn là nói cái khác nhưng hiệu quả như nhau từ tiểu thủ trong đầu đột nhiên nhảy vào đạo khung thương trước đó sáng qua, đủ để đánh bay thần ngục thanh thạch thánh đế lực đầu kia giống như là ngọc thạch chế tạo cánh tay. Lại nhớ lại lên bữa lão đạo nhưng thật ra là cái bề ngoài bình tĩnh, nội tâm điên cuồng, còn lại bởi vì một ít nghiên cứu bị ngũ đại thánh đế thế gia kêu dừng điên cuồng người. Từ tiểu thủ trong lòng có một hai phỏng đoán. Có lẽ đạo khác biệt, nhưng đạo khung thương toan tính, không thể so với bác tôn am phong thần con đường thấp bao nhiêu, thậm chí càng thêm rung động. Nơi xa hai người lâm vào ngắn mũi dằn co, giống như là lão bằng hữu trùng phùng một dạng, đối mặt hồi lâu, rõ ràng có chút ẩn ý đưa tình. Từ tiểu thụ nhìn xem nhìn xem, khóe môi đều muốn nhếch lên. Nhưng hai người thế dằn co, rất nhanh ứng thanh mà băng. Đạo không thương đột nhiên cười to, ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn, sau mùa hè sau nói băng. Chim cung cúc cười cung bằng. Bác Tôn Am liền đem lòng bàn tay chết xuân trùng bắn bay, nói khẽ, sâu kiến công dụng được, hướng chết chi đạo. Bác Tôn Am, ngươi thật ngông cuồng. Đức không xứng vị, mới thất bại, cái này, liền là ngươi bị kêu dừng nguyên nhân cho nên dừng tay a à. ngươi chỉ là một câu lời khuyên chỉ thế thôi có nghe hay không từ ngươi bác công am phất đánh gãy đạo không thương nói hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa đạo không thương chính còn muốn cãi lại hư không đảo rung lên tứ phía thánh đế lực mờ mịt đang nhanh chóng tụ tập ngô lệ tịch nhi kêu lên một tiếng đau đớn trên thân quay về giấy lên bạch viêm tuy nói bạch viêm vô hại nàng mà dù sao là thánh đế lực dù là nàng là chí sinh ma thể vẫn như cũ đến sức chịu đựng xuất hiện mang đến thống khổ. Đối loại này thống khổ, từ tiểu thụ tự mình kinh lịch qua, tự nhiên sẽ hiểu. Hắn nhớ mày, phía sau màu đỏ thao thiết đầu thú vừa hiện, há miệng đem lệ tịch nhi trên thân tuôn ra lực lượng toàn bộ một ngụm nuốt. Ăn như gió cuốn. Đóa một tiếng, lệ tịch nhi trạng thái khôi phục, từ tiểu thụ lại kém chút trên rỉ lên tiếng. Út. Hắn rốt cục vẫn là áp chế không nổi, thân thể bị trọng thương đều bị cổ năng lượng này liệu khỏi không ít. Nhưng chỉ này một tiếng, phát giác được bên hông lệ tịch nhi quá dị ánh mắt, hắn vội vàng nhẹ tiếng nói, khục dưới nói. Ngươi liền không cần đi ra, chỉ còn lại có một cái không ảnh hưởng toàn cục đạo khung thương, không dùng được ngươi. Trên người lệ tịch nhi, chính là tẩn chiếu lão tổ lực lượng. Đối với tẩn chiếu lão tổ vì sao không dám phụ thân mình, từ tiểu thụ có một điểm suy đoán. Có lẽ, chính là bởi vì nó đã nhận ra nguy hiểm khả năng sẽ phát sinh cùng loại phong vu cẩn phong ấn lực mang theo linh trí xâm nhập thân thể của mình, lại bị bị động hệ thống chém giết nguy hiểm. Cho nên, tứ thần trụ lúc tẩn chiếu lão tổ gặp thời lựa chọn lệ tịch nhi. Cái này không có gì đáng ngại, tóm lại không có ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Hiện tại hết thảy kết thúc, bác tôn am muốn làm rơi đạo khung thương. Huy hoàng qua nhất thời từ tiểu thụ, biết được đối phó chỉ là bán thánh, không dùng được lớn như vậy phô trương, cho nên lên tiếng. Tẩn chiếu lão tổ lực lượng cũng liền mai danh ẩn tích, lại thật không ra ngoài. Ta lợi hại a. À. Từ tiểu thụ lập tức đắc ý đến kiêu mi, rất nhanh ý thức được cái này băng băng mặt không còn là tiểu sư muội, tự chút nhục nhã nghiêng đầu qua. Bình thường a. À. Bên tai dường như nhiều đạo thất như rồi mũi thanh âm. Từ tiểu thụ như vậy nhạy cảm đều kém chút nghe không được, nhất thời liếc mắt nhìn lại, ngươi nói cái gì? Gió dơ lên tóc bạc, mông lung bên mặt, lệ tịch như nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm phương xa chiến trường, đại chiến hết sức căng thẳng. Kỳ quái. Từ tiểu thụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, muốn hất ra lệ tịch như tay lại không vung được. Nồng đậm sinh mệnh linh khí, không giây phút nào thông qua lòng bàn tay ôm nhuận truyền lại mà đến, bị phương pháp hô hấp nhanh chóng chuyển hóa tư liệu lấy thương thế từ tiểu thụ há to miệng đang muốn lên tiếng phương xa một tiếng oanh minh tiếng vang đem hắn câu kia ta nguyên phủ bên trong mình liền có sinh mệnh linh ấn cắt đứt long đưa mắt nhìn lại nhưng gặp đàm phán không thành hai người không cần nghĩ ngợi xuất thủ bác công am vẻn vẹn chỉ là điều tứ thần trụ bên trong ba phần tư lực lượng đạo không thương liền không nói hai lời lựa chọn tự bạo là liền là tự bạo cái kêu oanh minh tiếng vang không có vung ra không có dị biến, không có thương hại đến bất kỳ người. Phản tại một tầng thiên cơ thuật cái bọc phía dưới, đem hết thảy đạo không thương tại hư không đảo lưu lại vết tích xóa đi. Bác Tôn Am bên cạnh thân dơ lên màu xanh xiền xích, tự nhiên cũng liền đã mất đi mục tiêu. a à, chạy thật nhanh. Nhìn lên trước mặt hư vô lỗ đen, cảm thụ được dần dần tiêu di tại không thuộc về đạo không thương khí tức, bác Tôn Am chỉ là lắc đầu vừa cười, liền để xuống việc này. Đạo không thương hắn không có khả năng bắt được, điểm ấy sớm có đoán trước gia hỏa này vì chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau không biết có bao nhiêu vậy không có khả năng như vọng tắc thánh đế như vậy chọi cứng sau bị bắt tự tổn bản thể lực hắn tin khôn cực kỳ ván này có thể nói liền không có chân chính bước vào qua bo bo giữ mình chỉ là này cục không vào người trong cuộc nơi nào có thể bỏ chạy đâu bác tôn am sờ tay vào ngực lấy ra một khối truyền âm thạch đối trước người to lớn lỗ đen lại nhìn quanh hướng hư không đảo bên trên nơm nớp lo sợ đám người nên kết thúc linh nguyên rót vào Bác Tôn Am thân thể chợt rung lên, nhưng hắn rất tốt che giấu xuống như vậy rung mạnh, vậy thời khắc ẩn giấu đi trong lòng bàn tay đá. Thế là đạo âm lã lướt, quanh quẩn khắp nơi, đây cũng là đạo không thương chỗ nghe không được lời khuyên. Ban ngày thường si mộng, thường thường có thể thành. Muốn giống tiêu giao ta, lại xuất nhập điên ma đạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1322, đi lang thang A. Tốt, các vị. Sở hữu người còn đắm chìm trong đạo điện chủ vậy mà tự bạo, cùng bác tôn am trước đây một tiếng bên trong lúc phế tích bên trên cái kia đạo bóng dáng ngừng tạm mảy may không có ngoài ý muốn cùng dư thừa suy nghĩ chỉ nắm vuốt truyền âm thạch mở miệng lần nữa cảm ơn các vị nể mặt thưởng mệnh xem ta hư không đại lễ bây giờ nghi thức kết thúc còn lại các loại không được xem cho nên cũng liền không cần như vậy lưu thêm không tiễn không tiễn là có ý gì tại các phiên thánh chiến bên trong còn có thể tại lúc này còn sống sót người đã là ít càng thêm ít từng cái không nói chiến lược phi phàm tức là có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Liếc nhìn lại, tàn phá cự nhân quốc gia bên trong, có thể di động toái thi khối thịt, trôi nổi hồn linh chi thể, ảnh xuất thái hư ý chí. Tất cả đều cũng có. Nhưng có hoàn chỉnh nhân loại hình thái, mấy không thể gặp. Giờ phút này nghe tiếng, sống sót sau tai nạn người không khỏi kinh hãi. Nghe lời này ý tứ, hay là tập thể diệt khẩu. Chống đỡ đến bây giờ, cuối cùng nhịn không được bác Tôn Am sau khi chiến đấu thanh toán, hắn không có ý định để sở hữu người sống nhưng đám người lộ vẻ đánh giá cao mình tại nào đó người suy nghĩ bên trong vị trí sâu kiến bò đường bên trong chết cạnh đường sống bác tôn am ép căng liền không có đem những người này để vào mắt chỉ nói là xong nhìn về phía quỷ nước kết thúc a quỷ nước lật tay lại thứ diện chi môn sáng lên ông tội nhất điện di chỉ phía dưới tối tăm không mặt trời trong cung điện cái kia chút lệ thuộc vào cấm pháp kết giới đạo văn mạch lạc điểm điểm biến mất bành một thanh âm vang lên bất quá chớp mắt thời khắc Đám người dưới lòng bàn chân nổ tung tiếng vang, một đạo bóng dáng bay ra. Đó là cái hết sức tuổi trẻ thanh niên, toàn thân nhân lấy hơi nước, khuôn mặt cùng trần trụi thân thể tại bóng nước che lấp lại mơ hồ không rõ. Nhưng đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy là gặp được một cái khác quỷ nước. Thủy hệ áo nghĩa trận đồ. Là, bóng nước bên trong thanh niên vừa mới bay hiện, dưới chân liền xoáy triển khai sáng chói áo nghĩa trận đồ. Trong không khí độ ẩm đang gia tăng, biến đến vô cùng ẩm ướt. Tí tách. Rất nhanh, bầu trời liền đánh rớt dọc mưa chỉ bất quá mưa kia giọt không phải màu mực mà là bình thường nước nhan sắc cho đến đây sở hữu người dường như mới hiểu rồi người trẻ tuổi kia là ai linh bộ thủ tọa vũ linh tích vũ linh tích chưa từng nghĩ đến mình lại thật có thể bằng vào mình nhục thân lực lượng đánh vỡ cái kia tối tăm không mặt trời trong cung điện cấm chế một khi phá phong hắn giận mà bay lên trời chỉ muốn tìm kia đối chính mình ra đòn mạnh nam tử hắn không cách nào tán thành mình trước đây đâm chiêu suy nghĩ hắn cấp bách cần một cái người trong cuộc khẳng định đáp án nhưng khi tìm thấy đáp án này trước đó, hắn có càng quan trọng sự tình được làm. Ta bị hắn đổi. Người kia tất nhiên ẩn nút tiếng thánh thần điện đường một phương bên trong, không thể nói trước còn sẽ đối với nhiều yêu yêu các loại tối hạ độc thủ. Suy nghĩ đến tận đây, vũ linh tích ở trên không cứng đờ, so như hóa đá. Hắn thấy được cái gì? Nâng là chỗ xem, khắp nơi vết thương. Trong ấn tượng cái kia cao có thế nhập mây cự nhân quốc gia kiến trúc cổ xưa không còn, chỉ còn lại tàn bại một mảnh sau khi chiến đấu đá vụn phế tích. Nếu không phải biết được mình còn tại tội nhất điện phương vị, Vũ Linh Tích thậm chí cho là mình phá phong ngoài ý muốn xâm nhập nào đó một phương vị thứ nguyên không gian thế giới, chứng kiến cái gì chiến trường thời viễn cổ. Nơi này có thi cốt máu chảy, thối nát thánh ý. Ngay cả siêu việt bán thánh phía trên lực lượng vết tích, đều dăng khắp nơi, rõ ràng có thể ngửi. Đây là tội nhất điện. Mới bước lên đảo lúc thấy có lịch sử cổ xưa, khoan thai phong cảnh, duy mỹ hình tượng cự nhân quốc gia cảnh sát mỹ lệ, cùng giờ phút này tàn phá vế tích chi tượng trong đầu tiên chớp giao về, từng cái chiếu rọi. Vũ Linh Tích cảm giác mình là ngủ say có một thế kỷ lâu, khi tỉnh lại thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Hắn áo nghĩa trận đồ xông vào nước đại đạo, thông qua lưu lại tại hư không đảo bên trên các nơi hàm lượng nước, trộm gặp cái khác phương vị thảm đạm hình tượng. Vỡ vụn đọa uyên, vốc ngược trên đó u minh quỷ đô, nổ tung thánh pháp trường, không thấy dãy núi cùng thạch cự nhân ngủ say cốc, bị một kiếm bổ điểm huyết giới, khô cạn thanh đầm, rừng cổ đức đoạn rừng kỳ tích, rách nát không lửa tuyệt tẩn hỏa vực, lại thêm dưới chân đã thành đá vụn phế tích tội nhất điện chính đại tuyệt địa mất ráo nơi này phát sinh qua thánh chiến đế chiến nơi này vẫn là hư không đảo ngoài đảo ta quen thuộc cái chỗ kia vũ linh tích ở trên không thất thần thật lâu không cách nào tỉnh lại cách đó không xa quỷ nước thấy thế tiến lên trước một bước đưa tay chống đỡ mi tâm một trận thuận thế đem ẩm ướt tóc sau này vẫy lên khẽ cười nói đã lâu không gặp hài tử của ta thanh âm này vũ linh tích đột nhiên quay đầu thấy được tại thánh pháp trường bên trong bị dán tại đồ đằng trụ bên trên, tiến vào qua như vậy huyền bí mộng cảnh sau thấy có ảnh sức thân hình nam tử. Cũng chính là hắn, dẫn đến mình tiến tội nhất điện, lập tức bị phong, đã ngừng lại tiếp xuống hết thảy hành động. Hắn thì thay vào đó, lợi dụng linh bộ thủ tọa thân phận, hoàn thành một ít tiện lợi. Nhưng lần này, cái kia đạo bóng dáng không còn mơ hồ, vậy không có hé mở hoàng kim mặt thú che lấp. Hắn là chân thật như vậy, tỉnh đứng yên ở thiên một bên khác, như là hồ nhỏ tại diễn võ trường bên ngoài nhìn xem mình huấn luyện. Cha, Vũ Linh tích răng môi một trương, sắc mặt liền dữ tợn, muốn trách cả mí mắt, gào ra một thanh âm vang lên thiên triệt bạo rống. Vũ mặt. Một tiếng này nổ sóng âm cuồn cuộn, hóa thành mắt thường thấy được hữu hình chấn động đẩy ra, kém chút không có đem bát tôn am đều cho lật tung. Từ tiểu thụ đều có thể nghe rõ hai chữ này nồng đậm mà phức tạp cảm xúc, phẫn nộ, quán trách, quyến luyến, cừu hận, tưởng niệm, áp chế, vui vẻ, đau khổ. Qua. Từ tiểu thụ lắc đầu trong mắt giấy lên hừng hực bát quái diễm hỏa hắn nhìn một chút trong gió sụp đổ vũ linh tích lại nhìn một chút rỗi rảnh lạnh nhạt vũ mặt ngoái nhìn là huyết lệ đầy rẫy con trai lại dò xét là mây trôi nước chảy phụ thân từ tiểu thủ bắt lấy lệ tịch nhi tay liền đập lên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đặc sắc thật sự là quá đặc sắc ta nguyện xưng là thế giới danh họa thiên tài về sau cha con áo nghĩa đừng hầm hư không vô tình lừa gạt sống mơ mơ màng màng duy nhất còn sống làm vì một người ngoài cuộc từ tiểu thủ đương nhiên nhìn ra được quỷ nước thiết trong cuộc dụng tâm lương khổ quân không thấy hư không đảo một ván về sau, thánh thần điện đường toàn tuyến sụp đổ. Nhị hào chết, nhan vô sắc chết, nhiều yêu yêu chết, đạo không thương tự bạo, vọng tắc thánh đế ý niệm bị bắt. Còn có rất rất nhiều không tên không họ hồng y, bạch y, lục bộ thủ tọa các loại, cũng mất hơn phân nữa. Đơn độc vũ linh tích, hoàn hảo không chút tổn hại. Từ kết quả luận, ai nấy đều thấy được, đây là quỷ nước triểu nặng tình thương của cha. Nhưng cái này yêu, tinh tế tưởng tượng, không khỏi quá nặng nề chút lấy một cái con trai thì dắt đi thay vào vũ linh tích cái gì cũng không làm vốn là thánh thần điện đường lập trường bị phụ thân vô tình lợi dụng cho đến chiến cuộc cuối cùng mới tái xuất sau khi ra ngoài người chết sạch hắn nên như thế nào quay đầu hắn nên thế nào đối mặt là cá nhân đều không thể nào tiếp thu được dạng này cục diện liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ chỉ có thể đem xem như một ác mộng hết sức đi lãng quên lại vô luận như thế nào làm không được a à? vũ linh tích rõ ràng là muốn nói điểm cái gì nhưng khóe môi nhúc nhích run rẩy hồi lâu lời gì đều nói không nên lời sau khi chiến đấu phế tích gió là lạnh lẽo như vậy từ tay mắt mũi miệng rót vào mắt thấu tạng phủ mắt qua lòng bàn chân quỷ nước tay trái bưng thứ diện chi môn tay phải vồ một cái hiện ra ngự hải thần kích từng bước một tiếng lên trước không cần tha thứ ta hài tử của ta như ngươi thấy ta lợi dụng ngươi mà thánh thần điện đường người chết hết như yêu yêu nhan vô sắc nhị hào dạ kiêu đằng sơn hải quỷ nước thuộc như lòng bàn tay ngự hải thần kích trên tay hắn điên cuồng rung động, giống như tại chống lại lấy cái gì. a, à, đúng, còn có vị này. Hắn giống như là nhớ ra rồi cái gì, trong tay trái thứ diện chi môn sáng lên. Cái kia giấu tại hư vô, nhưng đạo không thương tự bạo chỗ không thể mang đi tư đồ dung nhân, đầy rẫy kinh dị dãy dụa lấy phù ra thân hình. Không. Khe lương kêu trên chỉ vang lên nửa lần. Ba một tiếng, tư đồ dung nhân liền nổ thành huyết hoa, chết không tán thân nơi. Áo nghĩa bán thánh, nghiền nát lúc này tư đồ dung nhân, như là nghiền nát một con kiến. Quỷ nước ánh mắt đều không dao động dù là một cái, liền như vậy dẫn theo không còn rung động, an tĩnh ngự hải thần kích, đi tới Vũ Linh Tích trước mặt. Hắn ánh mắt là như thế lạnh nhạt, phản phất một giây sau, hổ dữ muốn ăn con. Vì, vì. Vì sao a? À? Vũ Linh Tích thân thể rung rẩy, rốt cục có thể phát ra âm thanh, lại không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy. Hắn không thể nào tiếp thu được cái kia từ nhỏ truyền cho mình chung với Thánh Sơn, chung với Thánh thần điện đường, chung với đạo cùng mình lý niệm phụ thân lần nữa trở về, lại lựa chọn phản bội. Thậm chí ở trước mặt hắn, đem tư đồ dung nhân tiện tay bóp nát. Hắn đã có thể tuyệt tình đến tận đây, chẳng phải cũng là tại chứng minh hắn lời nói không qua, thánh thần điện đường, toàn viên bỏ mình. Kỳ thật đều không cần chứng minh. Cái này phương rách nát chiến trường, dăng khắp nơi bán thánh giao thủ vết tích, cùng cuối cùng đứng ở nơi đây nơi bên trên thánh nô đám người, không một không tại tuyên án thánh thần điện đường tại hư không đảo chiến dịch bên trong kết cục. Như vậy, mình đâu? chính mình cái này linh bộ thủ tọa có phải hay không cũng nên rơi vào kết cục như thế chết tại vị này tuyệt tình phụ thân trong tay vũ linh tích mong muốn phản kháng nhưng hắn còn không động liền cảm giác tự thân hoàn toàn mất khống chế cho dù là trong thân thể một giọt máu một đạo khí tại lúc này đều không thuộc về mình quỷ nước chưa từng dùng thứ diện chi môn phong cấm lại hắn năng lực nhưng thủy hệ áo nghĩa bán thánh đối thủy hệ luyện linh sư lực khống chế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu vũ linh tích liền không cách nào động đậy hắn tựa như là một đầu bị tháo răng nanh sửa hổ, liền gào thét đều lộ ra nải thanh nải khí, không cách nào tại chính thức sơn lâm bá chủ trước mặt phóng xuất ra dù là một chút hổ uy. Giết ta, giết ta. Vũ Linh tích âm thanh rung rẩy, đã thấy được quỷ nước cao cao nhất lên ngự hải thần kích. Từng có lúc, đây cũng là hắn tha thiết ước mơ thần vật, thủy hệ chí bảo, độc nhất vô nhị. Suy nghĩ còn chưa đoạn. Suy. Quỷ nước được như ý nguyện đem cái này một kích đưa vào Vũ Linh tích lồng ngực, máu bắn tung tóe, rơi khắp không trung cái này một kích coi như phía dưới sở hữu người lông tơ đứng đấy từ tiểu thụ cũng vì đó sững sờ thật động thủ quỷ nước vô luận cách làm như thế nào nó khổ tâm từ tiểu thụ vẫn là nhìn ra được một hai nhưng lúc này hắn thật có điểm suy nghĩ không thấu cái này mang thù tiểu nhân hổ dữ còn không ăn thịt con a à. ngô vũ linh tích vậy không nghĩ tới tử vong giáng lâm sẽ như thế đột ngột vũ mặt vậy mà thật không đúng rất nhanh vũ linh tích cảm thấy không đúng Hắn cố nhiên tại tiếp nhận một kích động đâm thủng ngực thống khổ, nhưng ngự hải thần kích hấp thu huyết dịch của hắn tốc độ, khác hẳn với bình thường nhanh. Lại máu trôi qua, không phải là biến mất, mà là dung nhập. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Vũ Linh Tích đã mất đi thống khổ, cảm giác được mình linh niệm liên hệ vật bên trong, có thêm một cái mang theo bất mãn cùng đối với mình chẳng thèm ngó tới Linh. Linh! Nơi nào đến Linh? Quỷ nước rốt cục buông lỏng ra nắm ngự hải thần kích tay, tùy ý cái này thập đại dị năng vũ khí đâm vào chính mình con trai trong ngực, ở tại thân bên trong dừng lại hắn ép trước thân thể đưa lỗ tai vừa cười dùng chỉ có hai cha con mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra đường tại dưới chân không cần quay đầu đi lang thang a vũ linh tích còn không có phản ứng kịp dưới chân hắn thủy hệ áo nghĩa trận đồ tự động xoáy dương mà mở cùng một thời gian quỷ nước dưới chân không có sai biệt lộ ra càng sáng chói càng lớn trận đồ tới hòa lẫn oanh hư không đảo nổ tung một tiếng vang thật lớn tọa lạc tứ phương tứ tượng môn ầm vang mở ra Cửu thiên phía trên, càng là mở ra một cái hư không môn. Năm môn đều tới. Cộng thêm thứ diện chi môn dẫn dắt. Vũ Linh Tích chỉ cảm thấy mình về tới Thánh Pháp Trường bên trên bị tưởng nhớ một khắc này, toàn thân linh nguyên bị rút khô, cơ hồ đã mất đi ý thức. Thiên không tung xuống thánh quang, bao phủ cái này đến cái khác người sống sót. Bất quá nửa cái hô hấp thời gian, gió thổi qua, sở hữu người đã mất đi thân hình, bao quát Vũ Linh Tích. Vắng ngắt. To như vậy hư không đảo, đã mất đi cái kia vụn vặt chỉ trích âm thanh lại thành cái không người đảo yên tĩnh. Còn lại ở đây người, vậy bất quá thánh nô mấy người. Không khỏi có chút quá. Bác Tôn Am dậm chân mà đến, nhìn trời cao, thanh âm không lớn, nhưng bán thánh lại là có thể nghe được. Không quá. Quỷ nước lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, rơi xuống phía dưới, sóng vai mà đi, hắn quá thuận, chưa hề kinh lịch qua ngăn trở, ta không hy vọng hắn đi đến cùng ta một dạng đường. Hắn hiện tại liền thánh thần điện đường đều không về được, cũng không về lại sẽ bị xem như thật phản bội hắn đã không nhà để về. Trở về không phải cũng là cậu vô nguyệt, nhan vô sắc hàng ngủ. Ngươi nên thu lưu hắn. Hắn không phải chó. Bác Tôn Am nghe được khóe môi nhếch lên. Quỷ nước cũng cười liếc mắt nhìn hắn, lại nói bổ sung, không nhận đồ bố thí. Từ tiểu thụ ở phía xa nắm sư muội bay tới, một mặt hồ nghi, ta có lý do nghi ngờ, các ngươi tại ngấm ngầm hại người chút cái gì. soát một cái, quỷ nước cùng bác Tôn Am ánh mắt cùng nhau định tại sư huynh muội hai nắm chặt trên hai tay. Đúng là đều không dời ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm, ánh mắt chết khóa. Nhận ngờ vực vô căn cứ, bị động giá trị, hai. Lệ tịch nhi gương mặt xinh đẹp một hồng, vội vàng buông tay. Ngươi cứ như vậy đem ngự hải thần kích đưa ra ngoài. Từ tiểu thụ ngược lại không lắm phát giác, gãi gãi trên tay dư ôm, rất nhanh tán đi vẫn chưa thỏa mãn. Quỷ nước dương mắt lên nhìn, từ cô gái tóc bạc trên mặt quét qua, gật đầu. Ta từ nhỏ dạy hắn kích thuật, vốn nên tại hắn thời điểm thành niên, đem ngự hải thần kích truyền cho hắn, đáng tiếc ta bỏ qua hắn lễ thành nhân đây là đến trễ làm bạn từ tiểu thụ a một tiếng ngươi con trai sợ là sẽ không cảm kích hắn ăn rất nhiều đắng nhiều năm như vậy đều là một cái người gắn gượng vượt qua quỷ nước ánh mắt sáng rực theo dõi hắn ai không phải đâu từ tiểu thụ giống như là cái gì cũng không thấy ngươi hỏi qua ngự hải thần kích ý nguyện sao nó vui lòng cái rắm nó rõ ràng tại cự tuyệt vậy còn ngươi quỷ nước ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi thậm chí nhiều một chút nguy hiểm tia sáng. Từ tiểu thụ nhìn thẳng hắn, thật lâu vừa cười, người vật vô hại hắt một tiếng, chỉ cần hắn không chọc ta, nhưng ta cũng không có ý định tùy tiện thả qua hắn. Quỷ nước đang muốn lại mở miệng, không cẩn thận thấy được bên hông chống đỡ lấy cái cầm, một mặt xem kịch vui biểu lộ bác tôn am. Hắn không nói gì. Hắn cái gì mới nói. Quỷ nước thở dài một tiếng, cho ta cái mặt mũi đi, ta dù sao cũng là cái áo nghĩa bán thánh, các ngươi dù sao vậy thiếu ta rất nhiều ân tình ai còn không phải cái bán thánh đâu từ tiểu thụ tung tung trên tay bán thánh vị cách quỷ nước một cái nghĩ đến hắn dùng thứ diện chi môn hỗ trợ cắt đức thánh kiếp từ tiểu thụ khoảng cách kiếm đạo phong thánh chỉ thiếu chút nữa chỉ cần hắn muốn đó là cái quái thai a sách đi điều kiện nhưng đừng quên các ngươi cũng còn thiếu ta quỷ nước nhìn về phía từ bắt hai người sớm thăm dò cái này hai bẩn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ngươi muốn đi từ tiểu thụ chỉ là hỏi lại đúng quỷ nước gật đầu đem thứ diện chi môn giao cho bác tôn am hợp tác kết thúc ta sẽ rời đi thánh nô tiếp xuống trời đất bao la áo nghĩa bán thánh lớn nhất ta nửa cái tự do ngừng tạm quỷ nước nhìn chằm chằm bác tôn am đừng quên ngươi đáp án từ tiểu thụ nghe được cười thoát ly thánh nô cái này nhưng quá tốt rồi ngươi là nhân tài a quỷ nước mới thái hư hư không đảo lớn như vậy cục ngươi đều có thể quậy tung được đến nhẹ nhõm nắm phong thánh như thế nào được ngươi loại này nhân tài sao có thể tự do nửa cái tự do, có chân chính tự do vui không? Từ tiểu thụ nắm lên quỷ nước tay, trong mắt chứa nhiệt lệ, quỷ nước tiền bối, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1323, Thánh Nô đã chết, thiên lâu đương lập. Rất không cần phải. Quỷ nước không cần nghe đều có thể đoán được từ tiểu thụ điểm này vết bẩn tâm tư một hai. Hắn nhưng không có thật muốn gia nhập ai, vì ai bán mạng thói quen. Tại Thánh Nô hắn đều chỉ treo một cái tên, chỗ đó hội lùi lại mà cầu việc khác bỏ đi bác tôn am lựa chọn từ tiểu thụ nói hay không là ta chuyện có nghe hay không là ngươi sự tình từ tiểu thụ hiển nhiên khó chơi phối hợp nói ra chúng ta hợp tác a trên trời đệ nhất lâu cùng ngươi cá nhân về sau ngươi không cần lại nhìn hắn ánh mắt hành sự từ tiểu thụ nói xong liếc nhìn bác tôn am cái sau sắc mặt không có một gợn sóng liền một vẻ kinh ngạc đều không có hiển nhiên sớm đoán được người nào đó hội ăn nói ngông cuồng tiếu không động cùng chu nhất viên đã nhích lại gần ngay tiếp theo Mai Tị Nhân vậy chủ động xích lại gần, nghe lấy ba người nói chuyện, vì cái này ngay thẳng trần thuật mà động cho. Quá trực tiếp. Liền nửa điểm nguyễn chuyển một chút ý tứ đều không có. Cánh vừa cứng rắn, liền mong muốn lựa chọn tự lập môn hộ. Chu nhất viên trong mắt chứa mong đợi. Tiếu không động âm thầm khóa lông mày, tâm tư rơi vào chỗ khác. Mai Tị Nhân thờ ơ, hắn tồn tại là tốt nhất dầu bôi trơn, thánh nô cùng trên trời để nhất lâu không dám quyết liệt. Ơ trước mặt đào chân tường. Quỷ nước một mặt buồn cười, đợi một hồi, gặp bác Tôn Am không nói chuyện, nhân tiện nói. Coi như ta hiện tại rời khỏi Thánh Nô, tại ngoại giới trong mắt cũng là một thể, qua chiến dịch này, ta cùng Thánh Nô không phân khác biệt. Cho nên, ta coi như rời đi, về sau cũng không thiếu được còn có lui tới, về phần ngươi cái kia cái gì trên trời để nhất lâu, có cái gì có thể hấp dẫn ta địa phương. Từ tiểu thụ lớn một chút đầu, có A, à, ngươi thủy tinh cung còn tại ta chỗ này đâu. Quỷ nước sắc mặt thay đổi bất thường, một cái âm trầm. Hắn nhớ tới nhiều lần bạo thể thống khổ, từ tiểu thụ ý vào không hiểu rõ tình hình làm hắn tốt cơ hội, hiện tại còn dám hết chuyện để nói. Nhận nhìn hầm hầm, bị động giá trị, một. Ha ha, chỉ đùa một chút. Ngươi nhìn, hắn không phản đối, liền là ngầm đồng ý. Từ tiểu thụ chỉ hướng biểu lộ mập mờ lập trường không rõ bác tôn am. Ngươi là ý tưởng gì? Quỷ nước đồng dạng nhìn lại. Từ tiểu thụ không cho bác tôn am nói chuyện cơ hội. Hắn nói, sẽ không trói buộc ta tự do, tùy thời có thể lấy tách ra đi, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Trên trời đệ nhất lâu cùng với Thánh Nô cái này cây đại thụ trưởng thành, lại độc lập bề ngoài, càng có thế mang đến rất nhiều trợ giúp. Ví dụ như ngươi hiểu kỹ giác chi thế sao? Từ tiểu thụ khoa tay dưới gặp cái này hai bẩn người thần sắc trở nên nghiền ngẫm, liền thở dài khí, buông xuống giải thích một phen dự định, thẳng vào chính đề. Ta rất nhanh có thể kéo đến tước nguyệt hôi cung phái chủ chiến kết minh, bởi vậy giao hảo phái bảo thủ vậy không phải là không được, tham thần trong tay ta. Hắn cầm ra một cái mèo béo nhỏ, lệ tịch nhi bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái tham thần đều có thể lấy ra lợi dụng. Nhưng lợi dụng hiển nhiên cực kỳ thành công. Cái này vừa nói, quỷ nước cùng bác Tôn Am hai mặt nhìn nhau. Túc Nguyệt hôi cung phái chủ chiến, từ tiểu thụ đã câu được. Từ bạch trụ cung chủ tới tay, thống nhất nam vực cùng đông vực hắc ám thế lực, hình thành từ tiểu thụ nói kỹ giác chi thế liên minh, là bác Tôn Am một mực tại trong bóng tối tiến lên sự tình. Vì thế, bán nguyệt cư không ít giúp Túc Nguyệt hôi cung bận biệu, cơ hồ dùng hết tất cả tồn kho chùi đít giấy nháp. Nhưng bạch trụ cung chủ hỉ nộ vô thường, vĩnh viễn không cho tin chính xác, liền là kéo lấy. Bác Tôn Am đương nhiên biết, Thánh Nô thế mạnh, mình thế mạnh, ai đều sợ hãi bị làm vũ khí sử dụng, cho nên Bạch Trụ lựa chọn có thể lý giải. Cho nên hắn đã muốn từ bỏ, bắt đầu tay kế hoạch bá vương ngạnh thượng cung khả thi. Nhưng nếu như là trên trời đệ nhất lâu, đang ngồi cơ hồ đều là thông minh người, rất nhanh hơn phân nửa liền hiểu từ tiểu thụ lời này phân lượng. Trừ cái đó ra, luận cao tầng chiến lực, ta còn có ta thân ái lão sư. Từ tiểu thụ lại thêm trọng chú, nói xong một nắm kéo tới tỷ nhân tiên sinh. Mai tỷ nhân tính chất tượng trưng uống éo thân dãy dụa, liền nghe đồ nhi ngoan mắt hiện ngôi sao, tranh công giống như mở miệng. Lão sư, ta học được từ ngươi. Một kiếm cảm thánh bàn nhược vô, có đẹp trai hay không? Lão kiếm thánh một cái không kéo được. Hắn nhưng nhẫn nhịn hồi lâu, một mực không có đàm luận việc này. Chân trước tại hư không đảo hắn mới một kiếm thanh không nhị hào thánh niệm, chân sau từ tiểu thụ trong mèo vẽ hổ liền dùng này thức chém nhiêu yêu yêu. Học sinh như thế tập kiếm tiến cảnh, làm lão sư, há có thể không tự ngạo. Lập tức thấy sở hữu người ánh mắt trong lại, mang theo sùng kính. Mai tị nhân một thanh tiếng nói, hơi ngẩng đầu, thông dong phất tay áo, duy trì cao nhân không nói, chỉ cầm trong tay quạt giấy rung đi ra. Sở hữu người ánh mắt liền phối hợp một chút dời. Dễ nói dễ nói. Quá tao. Từ tiểu thụ thuận thế liền dao động lên lão sư cánh tay. Nhưng là còn có thật nhiều kiếm thuật không có học, ta phải nhiều thỉnh giáo với ngài A, à, ngài về sau có thế lưu tại trên trời đệ nhất lâu sau mai tị nhân trên mặt ý cười cứng đờ động tác trên tay dừng lại từ tiểu thụ hai tay liền bắt đi lên cự lực quấn đến mai tị nhân tay đều lắc không dưới không nói đến đổi phiến hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xem mặt quạt một mặt mừng rỡ nói dễ nói dễ nói lão sư ngài đây là đã đồng ý sao quá tốt rồi rốt cục có người có thể vì ta làm chủ mai tị nhân mới há miệng ra còn chưa lên tiếng từ tiểu thụ sắc mặt so lật sách còn nhanh hơn chớp mắt cực kỳ bi ai thở dài một nắm nước mũi một nắm nước mắt bôi lên dùng biến hóa gạt ra một chút sền sệt buồn nôn trong suốt chất lỏng nghĩ tới ta cùng nhau đi tới va va chạm chạm từ linh cung đi ra lại bị hố tiếng bạch quật trở về bát cung bên trong lại dựa vào tang lão đầu vì ta thế thân ngăn đỡ mũi tên mới có thể sống sót nhưng ta là sống tiếp được hắn lại tiến vào biển chết qua ta đau nhất qua không có lão sư hài tử giống viên cỏ a ta bị người từ vân lôn dãy núi lợi dụng đến hư không đảo đều không dám phản kháng bác tôn am khóe môi kéo một cái còn tốt còn tốt từ tiểu thụ trùng điệp nắm lấy mai tỷ nhân cánh tay mịt mờ trà sắc hai lần còn tốt qua may mà ta gặp ngài lần này nhưng có người có thể thay ta làm chủ thay ta kêu oan sở hữu người nhận xem thường bị động giá trị 4. nhận nguyền rủa bị động giá trị một lệ tịch nhi đem đầu hướng bên bên hông đi a à, thua thiệt có một đôi thần ma đồng không có mắt thấy nàng nghe được lỗ tai đều hồng không biết từ tiểu thụ lời này làm sao nói ra được. Chỉ có Mai Tị Nhân nghe lọt được, lắc đầu có chút thổn thức, người đứa nhỏ này, đúng là thụ không ít đắng. Cho nên ngài thật đáp ứng, không đi. Từ tiểu thụ nhưng quá trực tiếp, hắn biết được mình hí cũng liền có thế cảm động mình, ở đây cái nào cá nhân tin nhìn không ra. Lão hữu ứng chính là. Mai Tị Nhân cười dùng quạt xếp điểm một cái từ tiểu thụ đầu. Hắn cũng không phải thật cưng chiều, vậy có mình suy nghĩ. Đã vào cuộc, giúp ai đều là giúp. Thánh nô vị trí đã đủ, hệ thống thành hình. Hắn một cái lão tiền bối đi qua, cứng rắn chen không hòa vào đám kia người trẻ tuổi không khí, tương phản hội hết sức khó xử. Hàng thứ mấy đâu? Hắn mai tị nhân sẽ không coi trọng cái này chút, chắc chắn sẽ có người coi trọng, hắn vậy sẽ không nghĩ cái này chút, nhưng chắc chắn sẽ có người muốn. Gia thành tinh, gia nhập thánh nô hậu quả, mai tị nhân sớm vuốt thanh. Cầm thủ tọa vị trí không có khả năng, khuất tại thứ hai, thánh nô lại sai bảo không dậy nổi. Như vậy xem xét, tại trên trời đệ nhất lâu lăn lộn cái nguyên lão cho là nhất nơi đến tốt đẹp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên trời đệ nhất lâu thật có thể độc lập đi ra. Ngươi nhìn. Ta người. Từ tiểu thụ đạt được khẳng định đáp lại, con mắt lúc này tỏa ánh sáng, cuối cùng dừng lại, bay bổng một hô. Hàng gia. Chíp chíp. Hiện. Bạch hổ môn một bên, một tiếng chói tai hót vang vang lên. Đã thu liễm thành một đầu bàn tay lớn nhỏ mập mạp trùng trắng hàng gia đông đưa xỏa tung cái đuôi, thi triển ra siêu thánh độn, không dám trì hoãn nữa hơi chạy tới. Ấy! Thụ gia gọi ta tiểu hàng liền thành. Gặp qua bác tôn am đại nhân, gặp qua mai tỷ nhân tiên sinh, gặp qua quỷ nước tiền bối, gặp qua bên này cái, này, cái này cái này, cái này các vị tiền bối. Dù là tiếu không động, chu nhất viên đều là thái hư. Có thế đứng tại bác tôn am đại nhân bên người nói chuyện, hàng gia thực chất bên trong cũng cảm giác yếu đi bọn hắn bối phận. Hắn hèn mọn đã quen. Lúc này tới sau rung lẫy bẫy, chờ đợi sai bảo. Tới. Lệ tịch nhiên nhìn thấy cái này bán thánh trùng trắng nhỏ vậy mà thật đang phát trung mà không phải là giả, vẫy tay một cái. Hàng gia như được đại xá, nhảy một cái, nhảy lên tiểu tổ tông trong lòng bàn tay, lúc này mới cảm giác lòng có ngọn nguồn. Luận địa vị, vị này lớn A. Vừa rồi nàng và thủ gia tay trong tay không trung đứng lặng, có như thần tiên quyến lữ một màn, ai chưa từng nhìn thấy. Khục, vị này cũng là bán thánh. Từ tiểu thụ nhìn thấy hàng gia như thế hèn mọn, đều không có ý tứ giới thiệu, nhưng hắn phản ứng là cực nhanh. Đồ vật, cái gì đồ vật?" Hàng gia sững sờ. Thần ngục một góc. Hàng gia vội vàng đem đồ vật lật ra đi ra. Thánh đế lực ở trên người hắn đã rút đi, nhưng lực lượng toàn bộ thu về cái này đến từ thần ngục Thanh Thạch đại nhân quà tặng bên trong cũng không có trôi qua. Từ tiểu thủ bắt qua thần ngục một góc, đem lật cho đám người nhìn, tiểu hàng liền là thần ngục Thanh Thạch đưa tới. Hắn lại nhìn về phía Chu Tước Môn phương hướng, thiên nhân ngũ suy tội nhất điện bên trong nói chuyện, còn giữ lời sao? Chu Tước Môn huyết hồng chi thiên, sớm tại tứ thần trụ lực biến mất sau đi theo rút đi đương nhiên lực lượng sẽ không xói mòn nội đảo vị nào sẽ buông tha cho biện pháp dự phòng cục cuối cùng thật sự về hang ổ nữa nha thất thụ đại đế lực lượng toàn bộ rót vào huyết thế châu thiên nhân ngũ suy còn tại tử vong nghe tiếng hắn cái kia thay thế bán thánh vị cách huyết thế châu nhảy một cái nhảy ra đỉnh đầu màu đỏ tươi vừa phun dưới mặt nạ thiên nhân ngũ suy liền mở ra mắt chắc chắn tự nhiên hắn lại phát ra hai âm thanh một đạo là suy yếu thiên nhân ngũ suy mình, một đạo đến từ thất thụ đại đế. Diêm vương cùng ta vậy có hợp tác, thiên nhân ngũ suy là ta trung thành nhất minh hữu, thất thụ đại đế cũng là. Từ tiểu thụ lạnh nhạt nói ra, lại chuyển mắt nhìn về phía thanh long môn. Long bảo. Lần này, không cần hắn nói xong. Ngao. Thanh long môn một bên, nương theo tứ thần trụ biến mất, mà đế hắc long lực lượng đã không kiên trì được quá lâu. Hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, bay lên trời lướt đến, tập trung vào từ tiểu thụ thánh đế vẫy rồng bên trong. Từ tiểu thụ, nhớ kỹ giữa chúng ta ước định, bản đế tại nội đảo chờ ngươi. Ma đế Hắc Long, cùng từ tiểu thụ quan hệ đã tốt như vậy. Nghe thấy cái này Hắc Mạch chi chủ chủ động lấy lòng, cực kỳ rõ ràng nhất vì từ tiểu thụ trợ uy lời nói, liền bác Tôn Am đều nhiều một chút kinh ngạc. Hắc Long cao ngạo, hắn là biết. Từ tiểu thụ đã thành công tại ván này bên trong khuất phục nó, nó nguyện ý vì này áp thưởng lớn. Nhận nhìn chăm chú, bị động giá trị, tám cảm thụ được bên người nhiều người như vậy kính ngưỡng ánh mắt từ tiểu thụ sướng cười một tiếng đột nhiên liền mở ra nổ tung tư thái kim bang nở rộ cái kia ẩn ẩn uy hiếp cảm xúc đem sở hữu người giật nảy mình nhao nhao sau lại từ tiểu thụ phía sau lại triển khai che trời hai cánh một băng một hỏa khí ý ngang nhiên ngạo sắc nói thánh nô đã chết thiên lâu đương lập bản tọa cánh chim đã phong đem tự lập môn hộ làm cái kia đại vương bác tôn am ngươi có gì dị nghị không bác tôn am mí mắt cơ bắp giật mạnh vô cùng cứng ngắc nhìn xem cái này đột nhiên liền phát bệnh người trẻ tuổi, đầu ngón chân cũng không khỏi cuộn lên. Nhưng gặp từ tiểu thụ bể nghệ khắp nơi, cũng không biết tại nhìn quanh cái gì, rất nhanh lại đưa ánh mắt về phía quỷ nước. Quỷ nước, bản tọa cho ngươi thêm một lần cơ hội, có hay không gia nhập ta thánh nô. A à, Phi Trên trời đệ nhất lâu Quỷ nước lúc đầu thật còn có chút suy nghĩ, thấy thế trong đôi mắt một cái liền đã mất đi sắc thái. Hắn quay đầu bước đi, các ngươi tiếp tục chơi đi, tha thứ ta không phụng bồi. Ấy, chớ đi a à. từ tiểu thủ quýnh lên vội vàng thu thần thông xuống tới hướng về phía hắn bóng lưng hét lớn ngươi không cùng ta hợp tác ta liền dùng kẻ bắt chước biến thành ngươi bộ dáng đi tìm vũ linh tích đánh nhau quỷ nước bước chân dừng lại tiếp lấy càng nhanh rời đi ta liền nói với hắn nuôi ngươi nửa đời người liền bỏ qua ngươi cái lễ thành nhân dạy toàn cho chó ăn ngự hải thần kích cho ngươi ngươi liền muốn ngươi cũng xứng làm ta con trai quỷ nước rung động xuống kém chút không có xoay người lại thu thập người mắng xong hắn ta liền cùng hắn giảng ta quỷ nước là như thế nào bỏ bao công sức tại hư không đảo một ván bên trong bảo vệ ta con trai a à con trai ô ô ô ta để hắn cảm động đến khóc ròng ròng thực sự còn không ta liền biến thân ta giả gái lại đi lừa gạt vũ linh tích tình cảm sách tiểu gia hỏa vẫn rất non ta muốn để hắn trải nghiệm lòng người hiểm ngô lệ tịch nhi ngươi làm gì sở hữu người đầy mặt trung động nhìn xem bị cưỡng ép che miệng kéo đi từ tiểu thụ như gặp kinh khủng quỷ thần ngay cả bác tôn am đều ngây ra như phỏng hoàn toàn không gặp qua bực này ra bài con đường. Đây là cái người. Bọn hắn tại bên hông nghe lấy, đều vì quỷ nước lúng túng đến móc chân, từ tiểu thụ làm sao nói ra được. Còn có. Cái này, đây là có thể nói sao? Từ. Tiểu. Thụ. Viễn không một đạo gầm thét vang lên, mặt đỏ tới mang tay quỷ nước, lại dẫn theo một cây phong nguyên thương, bay bổng đâm tới. Giờ khắc này, hắn sát cơ lộ ra, hoàn toàn không giống như là tại nói đùa. Lệ tịch nhi, chu nhất viên, hàng gia như lâm đại địch, nhao nhao hướng phía trước bên cạnh bước. Mai tị nhân ấm áp hai mắt biến đổi, trong lòng giữ tận kiếm tượng lúc này thức tỉnh, thái thành kiếm trực tiếp lật ra. Ngươi cho ta tại nói đùa. Đã mất đi che miệng kiềm chế từ tiểu thụ, căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là biết tiếng thối, biết được mất, còn tại hung hãn không sợ chết hô to. Ngươi tin hay không, ta còn có thể đi rộng mà báo cho. Ta liền nói ngươi cái này bên ngoài lạnh bên trong tao gia hỏa, ưa thích nhưng thật ra là màu tím hồng đầu. Quỷ nước hoàn toàn biến sắc, như rắn bên trong bẫy tấc, suýt nửa ngạt thở, im miệng. Ta đáp ứng ngươi chính là đào." Từ tiểu thụ vội vàng tiến lên, vẫy lui lệ tịch nhi mấy người, đè xuống tị nhân tiên sinh thái thành kiếm. "Làm gì chứ, làm gì chứ? Quỷ nước tiền bối cùng ta nói giỡn, thăm dò ta thành ý đâu, các ngươi rút kiếm làm gì?" Đè xuống đám người quá kích động phản ứng, hắn mới vội vàng đi lên, đi đến quỷ nước đằng trước, đưa tay ra. Quỷ nước tức giận đến phát run, nào có nắm tay tâm tư. Nắm một cái mà từ tiểu thụ hắc hắc liếc nhìn quỷ nước bên hông ánh mắt bay trở về quỷ nước sắc mặt cơ hồ đóng băng kém chút thức tỉnh băng hệ áo nghĩa rất nhanh lại bình thường trở lại ngoài cười nhưng trong không cười đem trên mặt cơ bắt giật dưới thả đi núi băng mặt lạnh hắn giơ tay lên nhẹ nhàng nắm chặt hai cánh tay chó quỷ nước liền lại nâng lên một cái tay khác cầm thân mật vô gian hảo bằng hữu hợp tác vui vẻ từ tiểu thụ điên cùng vung hai tay kém chút đem quỷ nước cánh tay tháo xuống chỉ là hợp tác Cụ thể chuyện gì, đến lúc đó lại nhìn, ta sẽ chỉ ở trên trời để nhất lâu treo cái tên. Quỷ nước lộ ra ôn hòa cười. Nhận khóa chặt, bị động giá trị, một. Nhận nhớ thương, bị động giá trị, một. Nhận uy hiếp, bị động giá trị, một. Dễ nói dễ nói, lại nói lại nói. Từ tiểu thụ nhìn cũng không nhìn cuộc tin tức một chút, hắn cũng không sợ quỷ nước. Thủ hạ nha, sợ cái gì? Bên ngoài sân tất cả mọi người đã nhìn tê. Cái này lịch sử tính thời khắc. Vì sao a à? vì sao a à nhiều như vậy uy hiếp không có uy hiếp được quỷ nước câu nói sau cùng quỷ nước liền từ bỏ chống lại hai bọn họ là phát sinh qua cái gì sao bác công am đều ngăn không được hiếu kỳ từ tiểu thụ màu tím hồng cái gì lệ tịch nhi hồ nghi ánh mắt tại từ thủy trên thân hai người vừa đi vừa về dao động rất nhanh nhướng mày mũi ngọc tinh xảo vậy đi theo nhíu một cái lộ ra nhỏ không thể thấy ghét bỏ biểu lộ nhận nguyền rủa bị động giá trị một 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 như thế nào từ tiểu thụ yêu thích không buông tay vuốt ve quỷ nước tiền bối trơn mềm bàn tay hướng ra phía ngoài phóng thích ra giữa lẫn nhau thân mật tình cảm nhìn về phía bác tôn am bác tôn am cười tay vươn vào trong ngực ngươi xác thực trưởng thành trên trời đệ nhất lâu có thể độc lập ra ngoài cái này cũng tại ta trong kế hoạch thật từ tiểu thụ đều không nghĩ tới đơn giản như vậy bác tôn am lại đáp ứng hắn còn tưởng rằng cần lại nhiều phí một phen môi lưỡi cuối cùng thực sự vẫn không được vậy liền về sau làm việc bằng mặt không bằng lòng trong bóng tối đang từng bước đem thánh nô từng bước xâm chiếm rơi đào rỗng thánh nô làm lớn mình trên trời đệ nhất lâu tuyệt đối là tương lai lớn nhất chính nghĩa thế lực hắn hắn sao có thể đáp ứng chứ bác tôn am cười liền từ trong ngực móc ra cái gì đồ vật ném tới chúc mừng ngươi hiện tại ngươi có tư cách cầm tới sư phụ ngươi lưu cho ngươi đồ vật tiếp tốt từ tiểu thụ vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với một viên lệnh bài giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 1324, thiên không sinh ta, thế hưởng thái bình, thiên như sinh ta, lâu không bình an. Màu đen giản dị lệnh bài. Mặt trái khắc lấy cái ôm đầu gối cúi đầu trần truồng nữ tử, tứ chi mang theo xiềng xích, là rất có nghệ thuật cảm giác thánh nô huy. Chính diện, thì là tại hỏa diễm đường vân chen chút dưới, khắc vẽ lấy một cái tan chữ. Tan lão lệnh. Từ tiểu thụ nắm vuốt lệnh bài lật xem, nghi hoặc ngước mắt, có ý tứ gì. Sư phụ ngươi hồi lâu trước đó, liền bởi vì cùng ta lý niệm bất hòa, tính nửa cái thoát ly thánh nô đây là hắn trước khi đi giao trả cho ta lệnh chỉ là ta không có đồng ý hắn rời đi tâm hắn vậy còn chưa đi từ tiểu thụ trong mắt lập tức tuôn ra hiếu kỳ hắn là biết được chút điểm mấy cái này bên trong nguyên do nếu không tan lão sẽ không trở lại thiên tan linh cung nhưng cũng coi như chỉ dòng bề ngoài không thấy nó tường thế là hỏi cho nên các ngươi đến cùng là bởi vì cái gì hắn cho rằng ta vẫn là quá cực đoan nóng lòng cầu thành phá vỡ đương kim tình thế của đại lục lật đổ ngũ đại thánh đế thế gia thống trị, việc này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể tùy tiện hành động. Chúng ta hẳn là đợi thêm cái mấy chục năm, đợi đến hết thảy chuẩn bị chu toàn, ngầm liên minh chi thế đại thành, quỷ thú lực cũng không hội xuất hiện phản vệ tình huống các loại. Như thế rời núi, đại cục nhất định. Từ tiểu thụ nghe tiếng gật đầu. Tăng lão suy nghĩ không phải không có lý. Bác Tôn Am đúng là mãn, thánh nô bây giờ còn chỉ có một cái thánh nô, liền tuất nguyệt hôi cung minh cũng còn không có kết xuống, đã đối thánh thần điện đường tuyên chiến, một bàn tay không vỗ nên tiếng A. À. Cái này thỏa đáng liền là ngạnh cương. Có lẽ bác Tôn Am cảm thấy cái này rất bình thường, nhưng cái này cũng chỉ có thể là nhằm vào hắn cá nhân mà nói. Ở bên cạnh hắn người, tin tưởng từng cái đều là áp lực núi lớn. Mà nếu như vào lúc này nội đảo quỷ thú thả ra, lại thật xuất hiện không thể khống chế, hoặc là nho nhỏ một cái phản bội các loại tình huống. Trí mạng. Vạn kiếp bất phục. Từ tiểu thụ có thể tưởng tượng, trước đó hoặc là về sau hành động, dù là chỉ là một cái vòng như xe bị tuột xích, cũng có thể cho thánh nô mang đến bao lớn đau đớn hư không đảo một ván thánh thần điện đường có thể nói là bại hoàn toàn bán thánh đều bỏ mình mấy vị nhưng thương thế kia đến căng cơ sao không có đối với thánh thần điện đường mà nói cái này thậm chí không tính là trọng thương bọn hắn còn có rất nhiều lần có thể làm lại cơ hội nhưng mà như vậy bại thế nếu như thánh nô ăn một lần đâu từ tiểu thụ như vậy tưởng tượng nghiêm nghị kinh hãi thánh nô chân chính cao tầng liền bán thánh đều không có mấy vị toàn bộ nhờ nội đảo quỷ thú tại chống đỡ, căn bản ăn không được một lần đánh bại, mà một khi bại, lấy nội đảo quỷ thú như vậy nước tiểu tính, từng người hẳn là tan tác như ông vỡ tổ, quy về thiên địa, cầu cầu tự thân an toàn. vốn là lâm thời tụ tại bác tôn a một người danh nghĩa lỏng lẻo liên minh, càng nhiều còn có khuất phục tại võ lực người. tổ chức này nhìn như cường đại, toàn bộ nhờ bác tôn a một người đỉnh lấy. hắn dao động một cái thân sở hữu người cùng quỷ thú đều phải nhìn một chút có phải hay không muốn ngược lại, hắn cục một tiếng thấu đám người đều phải ngẫm lại có phải hay không có thể kết thúc chiến đấu rời đi. Hết lần này tới lần khác hắn là bác Tôn Am, hắn quá mạnh. Ngươi đây, từ tiểu thụ thật không có cái gọi là tuyệt đối thiên vị cùng lập trường, chỉ lấy một người ngoài cuộc thị giác làm hỏi, đối với tan lão lo lắng, ngươi ý nghĩ là cái gì? Bác Tôn Am một tiếng dễu cợt, răng môi hé ra, tầm nhìn hạn hẹp. T. Từ tiểu thụ hút mạnh khí lạnh, mắt nhìn bên hông đám người các hiển dị dạng biểu lộ, trong lòng tự nhủ ngươi cho ta tan lão đầu lưu chút mặt mũi có được hay không, hắn còn ở bên trong đâu. Ta cảm thấy hắn cân nhắc chưa hẳn liền có sai lầm bất công. Từ tiểu thụ cân nhắc tìm từ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ta vậy tầm nhìn hạn hẹp. Phàm phu suy nghĩ, một mực như thế. Bác công Am bình thản nói ra, hắn đương nhiên không sai, sai là hắn xem thường đối thủ của hắn. Từ tiểu thụ lại một vòng chú ý đám người, thấy được từng người trong mắt đè ép vẻ giận. Khá lắm. Còn kém không có chỉ hiện cái mũi mắng các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Nguyện nghe cao kiến từ tiểu thụ âm dương quái khí mà nói. Cao chưa nói tới, lấy ngươi làm thí dụ, đã ra hư không đảo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian trưởng thành sao? Bác Tôn Am liếc mắt trông lại. Ách! Chủ đề một cái chuyển đến trên người mình, từ tiểu thụ sửng sốt hồi lâu, rất nhanh ý thức được phiền phức lớn rồi. Mình làm thịt nhiêu yêu yêu. Tại hư không đảo bên trên còn tốt quy tắc có hạn chế. Một khi thật về thánh thần đại lục, đừng nói thành lập trên trời để nhất lâu gây sự, có thể hay không có dù là một ngày thở dốc thời gian, cũng thành vấn đề thánh đế họ nhiêu sẽ thả qua hắn tuyệt không có khả năng thánh thần điện đường mười người nghị sự đoàn vẫn lạc ba vị sẽ buông xuống cừu hận tuyệt không có khả năng bác tôn am ánh mắt trông về phía xa thấy cực kỳ lâu dài thản nhiên nói ra hư không đảo ngươi chính là thiên hạ đệ nhất treo giải thưởng mục tiêu vô số phiền phức đem hội theo nhau mà đến ngươi so với ta tốt bắt lại chỉ là cái vương tọa đạo cảnh hư không đảo bên trên chiến tích trên thực chất là mượn ngoại lực truyền đi càng là nói nhảm lại khoảng cách ngươi thành là chân chính bán thánh còn có thời gian quá dài. Dù là ngươi có thế một khi ngộ đạo, rút ngắn cái thời gian ngắn, cần phải bao lâu? Mười ngày, nửa tháng. Sở hữu người vốn còn đắm chìm trong đó, trong lòng còn có sầu lo, bỗng nhiên sững sờ. Đây chính là bác tôn am trong mắt một khi ngộ đạo. Vương tọa đạo cảnh đến bán thánh, nửa tháng thời gian. Ở giữa trảm đạo, cử tử lôi kiếp, thái hư cảnh, cho hết ngươi tóm tắt. Dù là đột phá không có bình cảnh, chỉ bằng vào từ tiểu thụ cứng như bàn thạch đạo cơ, muốn xông thánh cảnh, sợ là nửa tháng thời gian một mực đập thánh dược đều không nhất định xông đến đến đây đi. Cái này còn không nói ngươi có thể hay không một khi ngộ đạo đâu, cho nên thời gian vẫn phải sau này kéo dài. Theo các ngươi tư duy đến, 10 năm đều tính ngắn, mặc dù ta tin tưởng ngươi không cần. Bác Tôn Am nở nụ cười, thu hồi ánh mắt, cho nên ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ cho ngươi trong khoảng thời gian này, trưởng thành phát dục. Từ tiểu thụ nhất thời trầm mặt. Hắn bây giờ bị động giá trị toàn mãn, đều không nhất định có thế đạt đến còn tốt có cái kiếm thuật tinh thông tại mình vậy được cho nửa cái bán thánh nhưng bây giờ lại đạo cơ có hại nghĩ như vậy đầu đều có chút lớn về sau cực kỳ phiền phức a à. không dụng tâm tồn may mắn tiếp xuống thánh thần điện đường lại phái người tới đối phó ngươi tối thiểu bán thánh tức bước bởi vì ngươi đã vào đạo không thương mắt người khác hội xem nhẹ ngươi hắn sẽ không vừa vặn mượn nhờ ngươi cái này ngoại lực áp bách đạo không thương hoặc là rời đi quế gãy thánh sơn hoặc là chỉnh hợp quế gãy thánh sơn bác tôn am dặn dò một câu về sau lời nói xoay chuyển như vậy trở lại thánh nô bên này a à. cao cao tại thượng người xác thực xem thương sinh như chó rơm nhưng làm ngươi dẫm đau đớn bọn hắn chân về sau cái này chút giả bộ thánh nhân chi đồ cũng hội lôi đình xuất kích thánh nô một mực tiềm ẩn tự nhiên sẽ không nhận đại quan chú chỉ khi nào ngoi đầu lên thương tổn tới ngũ đại thánh đế thế gia cùng thánh thần điện đường căn bản lợi ích dù là chỉ là có cái này xu hướng có chút manh mối ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cho thánh nô thời gian cùng cơ hội sao bác tôn am cái này hỏi một chút, hỏi khó ở đây sở hữu người. Đúng vậy a à. Từ tiểu thụ chém thánh thần điện đường mấy thánh, bên kia thiếu chút nữa mất khống chế, liền thánh đế đều xuất động. Thánh nô muốn động, là bọn hắn căng, làm sao có thể lại yên tĩnh chờ cái mấy chục năm đâu. Nào có vạn toàn chuẩn bị. Chỉ có tại thời gian chiến tranh, mới có thể rõ ràng sống yên ổn. Từ tiểu thụ nhìn thấy chung quanh từng người yên tĩnh lại, liền hiểu bác tôn am tẩy não chi thuật cường đại cỡ nào. Hắn là không bị ảnh hưởng, còn có thể từ cái này quỷ biện bên trong nói ra mình một điểm suy nghĩ ngươi liền không có muốn qua ngươi bây giờ tất cả mọi thứ đều bởi vì ngươi một người mà tồn tại thánh nô quỷ thú còn có ta chỗ không biết ngươi cái khác ác chủ bài ta biết ngươi muốn nói cái gì bác tôn am cười như không cười đây chính là vô tụ thậm chí bọn hắn tất cả phàm phu tục tử đều hội cân nhắc vấn đề vậy là tốt rồi ta có hỏi một chút khả năng những người khác không dám hỏi từ tiểu thụ nhưng quá trực tiếp nói nếu ngươi ngã xuống nữa nha sở hữu người ánh mắt lúc này ngưng đến ngay cả quỷ nước cũng nhịn không được nhìn về phía bác tôn am nhìn về phía vị này yếu đuối mong manh phản phất một giây sau ho khan một cái liền hội an tường qua đời nghèo túng trung niên nhân bác tôn am chậm rãi lắc đầu bình tĩnh nói ta sẽ không ngã xuống ngươi cực kỳ tự tin từ tiểu thụ cười ta như đều không tự tin trên thế giới này liền không người dám đàm tự tin vậy ngươi còn có hay không nghĩ qua nếu như không có thánh nô Thánh thần điện đường quản lý bên dưới thế giới, kỳ thật vậy tương đối yên tĩnh đâu. Đám người nghe tiếng, đặc biệt là đã có tuổi người, đều kinh ngạc nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Cái này suy nghĩ kỳ thật vậy có người sinh ra qua, nhưng không có nhiều ý nghĩa, nghĩ quá nhiều chỉ hội lâm vào bản thân phủ định. Từ Tiểu Thụ tại hư không đảo chiến dịch sau rõ ràng có trưởng thành, có thể nghĩ đến cái này một tầng tới. Mai Tị Nhân đông đưa quạt, động tác cũng không khỏi tăng tốc. Sở hữu người ánh mắt lại nhìn về phía Bác Tôn Am, mong đợi trả lời từ tiểu thụ nhìn như không đứng đắn, có đôi khi nhân gian thanh tĩnh, vấn đề tồn tại chiều sâu. Bác Tôn Am vẫn như cũ cười. Hắn cái kia đục ngầu ánh mắt từ trên mặt mọi người quét qua, tại quỷ nước, mai tị nhân ngang bên trên dừng lại hồi lâu, nói khẽ. Ta không nâng thánh nô, tị nhân tiên sinh cho tới nay sẽ không phong thánh, đương nhiên hắn không quan trọng nơi này. Ta không nâng thánh nô, vũ mặt sẽ không trở thành quỷ nước, linh bộ thủ tọa đại danh càng đem lan truyền thiên hạ, đương nhiên hắn không quan trọng nơi này. Ta không nâng thánh nô, Sầm Kiều Phu sẽ trở thành nam vực cao nhân, Ninh Hồng Hồng hội lưu lạc hồng trần, tan thất diệp hội co đầu rút cổ linh cung, đương nhiên bọn hắn vậy không quan trọng nơi này. Ta không nâng thánh nô, cẩu vô nguyệt còn tại thánh, thần diệt ở chết thập tự nha giác, tạo nhất hán mộng chết say sinh, ôn đình lao kiếm tu đạo, mà nguyệt bắc hoa nhiêu đạo cao tại trong mây, đương nhiên bọn hắn cũng không đáng kể nơi này. Bác công am ánh mắt trở xuống đến từ tiểu thụ trên thân, giọng điệu vẫn bình thản, tình cảm lại không còn đơn nhất. Cái thế giới này không có thánh nô, phàm nhân vẫn như cũ an nhàn, bởi vì có thánh nô không có thánh nô đối bọn họ mà nói kết cục một dạng sinh lão bệnh tử nhưng cái thế giới này không có thánh nô thiên tài vĩnh viễn không cách nào ra mặt bọn hắn cố nhiên sẽ cảm thấy kỳ thật cũng có thể lấy tiếp nhận bởi vì xưa nay đã như vậy nhưng đỉnh đầu có nắp hoa chỉ có thể hướng bên hông nở rộ không phải sao nhưng cái này không dị dạng sao bác tôn am cười một tiếng dài hồi lâu lắc đầu lại nói người khác có thể nhịn ta không thể nhịn người khác có thể tránh ta tránh cũng không thể tránh kiếm tu một hơi, khi nghịch cửu trọng thiên. Không quen nhìn hắc ám, ta liền muốn đứng ra, ta có chỗ gọi là nơi này. Thiên không sinh ta, thế hưởng thái bình, thiên như sinh ta, lâu không bình an. Lời này bác tôn am nói đến bình thản bên hông đám người nghe tiếng như nghe kinh lôi, không không động dung. Nếu như nói từ tiểu thụ suy nghĩ xác thực rất có chiều sâu, cái kia bác tôn am lý niệm thì là rung động sở hữu người. Hắn đứng ở càng cao vĩ độ bên trên, hắn một mực thanh tĩnh ngay cả mai tị nhân đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ý thức được nhẫn nhục chịu đựng đủ rồi người là hội thói quen nhưng nếu không có thánh nô nhưng nếu không có thánh thần điện đường nhưng nếu không có ngũ đại thánh đế thế gia tại hắn niên đại đó hắn cũng không hội dừng bước thái hư đợi lâu như thế mới tại hư không đảo bên trên phong thánh a là cái gì làm cho trước kia mình không quan trọng kiếm thánh hay không đã mất đi kiếm tu hát vang tiếng mạnh chi tâm đâu mai tị nhân đều suýt nữa tìm không trở về dự tính ban đầu nhưng bác tôn am tại giờ phút này cấp ra đáp án là thời đại một sai lầm thời đại chỉ có thể khai ra sai lầm hoa nếu như không theo trên căn bản biến đổi sắc màu rực rỡ cũng chỉ là nhà ấm đồ chơi không có chút nào giả tính thơm động lòng người cũng là thú vốn là có nhiệt huyết cùng giả tính làm sao có thể thật sự tự đoạn răng nanh cùng móng nhọn đâu quỷ nước im ắng trầm mặc hắn biết đây chính là hắn muốn tìm đáp án kia vậy là mình tu đạo sơ tâm mà bây giờ bác tôn am mượn cùng từ tiểu thụ một phen đối thoại đem hắn đáp án nói đi ra đây chính là đại đạo chi tranh sao từ tiểu thụ đồng dạng tâm cảnh có chỗ gần sóng lại phóng tầm mắt nhìn thấy được hư không đảo bên trên đầy đất thương tích vắt ngang thi cốt vỡ vụn quốc gia quan hồn cùng không cam lòng xen lẫn thành gió ô ô rung động nhỏ yếu cùng từ ngải hóa thành trái cây màng bao đắng chua thần tiên đang đánh khung phàm nhân thì gặp nạn hư không đảo như thế trở lại thánh thần đại lục về sau đại đạo chi tranh lại mở lại nên hội nhất lên bao nhiêu mưa gió từ tiểu thụ tận lực không đi suy nghĩ cái này chút cùng mình không quá mức cái gọi là sự tình hắn hiện tại chỉ chú ý mình cùng người bên cạnh nhưng tại lúc này hắn bị bác tôn am một lời dẫn ra nhiều chút hoang mang ngơ ngẩn bác tôn am nhìn xem người trẻ tuổi kia như là thấy được trước kia mình cười nói ta đã từng cùng ngươi có qua một dạng mê võng hoặc là nói chỉ cần là người còn có nhân tính đều nên có qua như vậy suy nghĩ nhưng từ tiểu thụ ngươi sai từ tiểu thụ ngẩng đầu lên ánh mắt không hiểu bọn hắn cũng không phải là vô tội người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong vận mệnh nhất định bọn hắn phải bỏ mạng nơi đây coi như nơi đây trốn qua một kiếp bọn hắn không có kết thúc yên lành kết cục phong hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại đây là bọn hắn lựa chọn không có quan hệ gì với ngươi hối hận sẽ không để cho ngươi càng thêm thanh tĩnh sẽ chỉ làm tâm trói tại bản thân sinh sôi ma chướng từ tiểu thụ sững sờ về sau giống như giác ngộ đúng vậy a à, cùng nhau đi tới mình cảm qua cái nào người không có đường đến chỗ chết đâu từ văn trùng phong không thiệu ất trương tân hùng trương thái doanh thậm chí toàn bộ trương thị từ hồng cẩu sông ngốc kim túc ba nén hương các đại sát thủ cùng dị Nhiêu yêu yêu thậm chí mình chi phối qua tử cục đằng sơn hải hương bố y nhan vô sắc các loại ai không đường đến chỗ chết đâu mọi người từng người tại vì từng người lợi ích tranh đấu lấy được làm vua thua làm giặc sao là thương hại nói chuyện ta hiểu được từ tiểu thụ nhìn xem bác tôn am cùng một thời gian rõ ràng rất nhiều rất nhiều hắn lại lật lên trên tay tan lão lệnh bỗng nhiên lại ý thức được bác tôn am vì sao cùng với chính mình nói nhiều như vậy gia hỏa này rõ ràng cực kỳ chán ghét phiền phức vậy xem thường sở hữu người ở trong đó tất nhiên cũng nên bao quát mình cái này là có ý gì từ tiểu thủ nhất lên lệnh bài ngươi đoán được nhưng đó là sư phụ ngươi lệnh ta chỉ là trả lại ngươi bảo quản thôi ngươi bây giờ hẳn là có thể bảo vệ tốt nó bác tôn am nói xong từ trong ngực lại lấy ra một viên lệnh bài lệnh bài này màu đen mặt sau vẫn như cũ là thánh nô huy chính diện thì là đổi cái chữ một cái thụ chữ quỷ nước sắc mặt khẽ động tiếu không động lông mày nhíu lại mai tị nhân quạt giấy dừng lại hơi có vẻ ngoài ý muốn chu nhất viên nhìn xem lệnh bài kia hai mắt thì là đã tại bắt đầu sáng lên bác tôn am đem cái này chữ thụ lệnh truyền đạt mỉm cười nói trước đó người ta chỉ là đơn giản ép buộc quan hệ chi tại thánh nô mà nói người vậy vẫn còn thảo hạch giai đoạn không đảo chiến dịch, ta thấy được ngươi trưởng thành, có trưởng cờ người một mình đảm đương một phía năng lực. Trên trời đệ nhất lâu đương nhiên có thể độc lập ra ngoài, lại còn cần thánh nô giúp đỡ, từ từng cái phương diện. Vô tụ sau khi rời đi lưu lại xuống vị trí trống chỗ, đồng dạng cấp bách cần đền bù. Mà ta nghĩ, ngươi bây giờ đã có thế sức dẹp nghị luận của mọi người, đem chỗ có âm thanh đều đè xuống. Bị kinh sợ, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ sững sờ nhìn qua cái này quen thuộc vừa xa lạ lệnh bài màu đen, không dám tin nhìn qua bác Tôn Am. Bác Tôn Am vẫn như cũ duy trì đưa ra lệnh bài động tác, hắn giọng một cái, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo một chút trêu tức, giọng điệu có chút cổ quái nói ra. Hiện tại, ta bác Tôn Am, chính thức đối ngươi phát ra mời. Thụ gia, ngài ghế xếp ta đã đúc tốt, nhưng nể mặt đến ta thánh nô, hạ mình một tòa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1325, lịch sử tính thời khắc. Thụ gia. Bác Tôn Am, gọi ta thụ gia. Bị kinh sợ, bị động giá trị, một. Không phải là từ tiểu thụ làm cho giật mình, ngay cả bốn phía đám người, đều bị một tiếng xưng hô cho làm cho thần sắc cổ quái. Cái này quá kinh điển. Từ tiểu thụ vốn là cái cực kỳ hoang đường người, thỉnh thoảng phát bệnh, nói chuyện phím bên trong đột nhiên cho ngươi mở cái nổ tung tư thái, cùng bạo cự nhân, đều là loại bình thường thao tác. Nhưng phát bệnh thời khắc gặp nhiều, mọi người cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn tự xưng bản tọa, tự xưng từ thiếu đều có thể hiểu được, nhưng bác Tôn An cũng tới một tiếng này thụ gia, hắn là xuất từ tâm lý gì? Sở hữu người trước tiên muốn cười. Mong muốn hướng bác tôn am, gia hỏa này cố nhiên nói đến khó đọc, nói đến quá dị, ngôn từ bên trong còn có bảy điểm vẽ nghiêm túc. Hắn đùa lúng túng, vậy đùa thật. Ngươi, ngươi nói cái gì? Từ tiểu thụ có chút khó mà áp chế tâm tình mình. Hắn khóe môi thoáng dương lên, lại cảm giác cái này ra vẻ mình quá giá rẻ, thế là bộ mặt biểu lộ run rẩy nhìn qua cái kia chữ thụ lệnh, nửa ngày không thể tỉnh táo lại. Ta nói. Bác tôn am ý cười sầm sầm, lắc lắc trên tay lệnh nói, thụ gia, ngài lệnh bài ta đã đánh tốt, chỉ cần hiện tại gật đầu, thánh nô người đứng thứ hai vị trí, liền là ngươi. Người đứng thứ hai. Cái này tiếng thứ hai thụ gia đem trên mặt tất cả mọi người cái kia phần quá dị trực tiếp chém giết, mà người đứng thứ hai ba chữ, thì khiến cho người lâm vào ngủ lôi oanh đỉnh rung động ở trong. Quỷ nước sắc mặt cứng đờ. Tiếu không động miệng không khép lại được. Chu nhất viên tại phía sau chỉ cảm thấy mắt bút kim tinh, Nhìn qua thủ gia cùng xưng hô thủ gia vì thủ gia trong truyền thuyết nhân vật, như phàm nhân trông thấy chân long. Tại lệ tịch nhi trên lòng bàn tay bỏ túi chôm trắng nhỏ hàng da, càng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Hắn là tại chân hoàng điện nghe được xong thủ gia trò chuyện hắn cùng bác Tôn Am quan hệ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hiện thực sau so lúc ấy nghe thấy càng thêm để chồng sốc hoảng sợ. Bác Tôn Am đại nhân dùng ngài, dùng thủ gia làm xưng hô, dùng người đứng thứ hai vị trí vì thể đánh bạc, liền vì trói chặt từ tiểu thụ. Xưng hô này cố nhiên có làm quá thành phần tại nhưng thử hỏi trong thiên hạ còn có ai có thể làm cho bác tôn am đại nhân dùng cho dù là loại này hoang đường quá dị giọng điệu tôn xưng một tiếng ngài ta à, người trong cuộc từ tiểu thụ đưa tay lại có chút khống chế không nổi tiểu rung động cái này thật mất thể diện rất nhanh bị hắn ngăn chặn hắn giờ phút này tính hoàn toàn nghe rõ ràng bác tôn am lời nói nhưng động tác trên tay có thể ép khóe miệng đã ngăn không được liệt đến vành tay đi hắn a bác tôn am a từ tiểu thụ có thể miệng này người này quán thầm người này nhưng cũng hoàn toàn thừa nhận bác tôn am thành tựu vẻn vẹn từ trước đó cùng tiếu không động cái kia một thơ một kiếm trong quyết đấu liền cùng một cái tên giả mạo đánh hắn đều phải gặp đỉnh phong thời kỳ bác tôn am có bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu đáng sợ bực này nhân vật thật muốn soi mói liền hắn từ tiểu thụ đều chỉ có thế lấy ra cái cũng liền còn có hô hấp loại này bệnh vặt bác tôn am khoảng cách thành là chân chính truyền thuyết còn kém một cái qua đời phàm là qua đời sợ liền thập đoạn kiếm chỉ đều phải trở thành thất lạc thần kỷ bị hậu thế điên cùng nghiên cứu chỉ vì ngộ được kiếm niệm. Càng đừng đề cập hắn tùy thân bội kiếm, hắn quan kiếm điển, hắn đối các đại kiếm thuật các cực hạn vận dụng. Mà bây giờ bực này nhân vật, mời mình, gia nhập Thánh Nô, vẫn là tiếp nhận tan lão vị trí hàng người đứng thứ hai, tại quỷ nước phía trên. Hắc. Hục, ân. Cái gì? Người nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ. Từ tiểu thụ rõ ràng tiếng nói nghiêm túc hỏi thăm, trên mặt cơ bắp lại đều có chút co rút. Hắn phần ngoài biểu lộ rất bình tĩnh, kỳ thực trên má thịt một mực tại co giật, chỉ là dùng biến hóa khống chế lại không biểu hiện ra đến. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. À. Một hai lần có thể lý giải, lại mà ba liền có chút qua. Lần này, ngay cả đầu óc đi theo biến nhỏ trùng trắng nhỏ, cũng nhìn ra được thụ gia tại giả ngay giả dại, hiển nhiên là nghe tới nghiện. Nhưng bác tôn am lại giống cái kẻ ngu một dạng cái gì đều nghe không hiểu, khóe môi nhếch lên, thập phần có kiên nhẫn trúng chiêu, cần ta nói thứ tư lượt à, thụ gia. Hắc hắc hắc, từ tiểu thụ lập tức không kéo được cười ra đến quay đầu liền nhìn về phía tiểu sư muội ta lúc đầu muốn cự tuyệt hắn lệ tịch nhi thoáng nhìn từ tiểu thụ trên mặt cái này giá rẻ cười đều có chút buồn cười ngươi có thể làm được nhưng hắn quá có thành ý ba tiếng thụ gia vẫn là trước mặt mọi người gọi cái này ai chịu nổi a à? đổi lại là quỷ nước đến đều phải nói một câu tốt cái kia cũng không cần đáp án ta miễn phí giúp ngươi lần này từ tiểu thụ quay đầu lại nhìn về phía bác tôn am thời điểm đều cảm thấy lão tiểu tử này dáng dấp mi thanh một tú, liền cặp kia đục ngầu hai mắt đều tản ra thành thục nam nhân mới có mị lực. Nhưng hắn nói với chính mình không thể loạn, cố gắng khống chế lấy trên mặt ý cười, khôi phục lại bình tĩnh nói, ta hẳn là cự tuyệt ngươi, nói thật. Ta chính là trên trời đệ nhất lâu lâu chủ, muốn thành ngươi thánh nô người đứng thứ hai, chẳng phải là tự xuống giá mình. Không không không. Bác Tôn Am khoát tay, mỉm cười đánh gãy, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, thụ gia. Ngày, đừng có lại kêu, cầu ngươi. Từ tiểu thủ bên môi nhếch lên, kém chút không có trực tiếp đắc cốt, hắn dùng sức đè xuống khóe miệng. Bác Tôn Am nói tiếp: "Trên trời đệ nhất lâu đã tách ra đi, là độc lập mà cao quý. Tựa như vô tụ cùng ta bình thường, người ta sau này vậy sẽ chỉ là bình đẳng hợp tác quan hệ. Ta không thể sai bảo ngươi, vậy sẽ không sai bảo ngươi, dù sao ngươi vậy không còn hội nghe sai bảo, chúng ta đến thương nghị, đến thảo luận, đến cộng đồng chế định kế hoạch cùng phân phối nhiệm vụ, ai đều không so với ai khác cao quý." Ngừng tạm bác công am trên mặt lại nhiều loại kia cổ quái nghiền ngẫm biểu lộ từ tiểu thụ trong lòng trầm xuống ám đạo không tốt đang muốn đưa tay che cái này lão bác miệng đánh gãy thi pháp hắn lời đã nói ra đổi cái góc độ ngẫm lại ngươi còn ở trên ta đâu ngươi là cao cao tại thượng trên trời đệ nhất lâu lâu chủ hiện tại lùi lại mà cầu việc khác đến kiêm nhiệm ta thánh nô người đứng thứ hai vị trí cái này khiến ta thánh nô đám người đều cùng có vinh yên không phải sao ta từ tiểu thụ tay băng định giữa không trung nghiễm nhiên là bị đảo ngược đánh gãy thi pháp. Cái này một hồi, hắn liền biến hóa đều bóp không ngừng, cười hắc hắc liền nhìn về phía Lệ Tịch Nhi, chỉ vào Bác Tôn Am nói: "Hắn hắn. Hắn quá biết nói chuyện." Lệ Tịch Nhi trong mắt ý cười đều vung đi không được, muốn bị hai người này gặp dịp thì chơi cho vui chết, nhưng chỉ điềm tĩnh đáp, người bây giờ nhìn lại giống cái kẻ ngu. "Đúng vậy a, à. ta xác thực giống cái kẻ ngu." Bác Tôn Am lên tiếng như vậy, như thế cho mặt, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết đằng sau sẽ có hố to, làm sao có thể lấy mắt lừa đâu. Hắn rõ ràng hố mình nhiều lần như vậy. Làm sao lúc này, cam nguyện mắt lừa xúc động, vẫn như cũ mãnh liệt như vậy đâu. Từ tiểu thụ ánh mắt từ xung quanh trên mặt mọi người quét qua, rốt cục hoàn toàn thu liễm lại cảm xúc, làm đủ chuẩn bị tâm lý, dự định thật cự tuyệt về sau, nhìn về phía bác Tôn Am. Thụ gia coi là thật không nể mặt a à. Này đáng chết gia hỏa lại cướp lên tiếng. Khác bất luận, coi như là cho ta bác tôn a một bộ mặt, có thể không? Cỏ. Từ tiểu thụ triệt để đỡ không nổi. Mượn bác tôn a mặt mũi nhiều lần như vậy, hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai gia hỏa này mặt mũi uy lực, lại thật là khủng bố như vậy. Hắn quá hội. Cái này một đợt, từ tiểu thụ thề, liền xem như nguyệt cung nô tới đều chống đỡ không được. Cho. Hôm nay, ta từ tiểu thụ tất cho ngươi mặt mũi này. Trên trời đệ nhất lâu sáng lập mới bắt đầu, vốn cũng không khả năng thật thoát ly thánh nô bác tôn am năm lần bảy lượt lại mà bảy thành ý mời liền xem như cái người qua đường từ tiểu thụ đều muốn bị đánh động huống chi hắn là bác tôn am cái này làm ta tiếp dù là ngươi vẫn là muốn lừa ta ta vậy nhận từ tiểu thụ vung tay lên vết miệng liền nhổ tới chữ thụ lệnh cho đến băng lãnh lệnh bài tới tay hắn mới từ mềm mại miên tùng trên tầng mây rơi tỉnh táo lại đến nhưng ta phải nói cho ngươi ngươi muốn hố quá mức lời nói ta không nói hai lời quay đầu rời đi cái này bác tôn am thật đáng sợ há miệng, có thể thi triển không phát động tinh thần thức tỉnh nguyễn kiếm thuật, đem người nâng lên trong mây. Bị kinh sợ, bị động giá trị, một. Làm sao lại thế? Bác Tôn Am miễn cười đưa tay ra đến, hợp tác vui vẻ. Từ tiểu thụ gục đầu xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái tay kia, cái kia chỉ có bốn đầu ngón tay tay. Cái này sẽ là cái lịch sử tính thời khắc. Trên trời đệ nhất lâu đồng bạn, cùng còn chưa gia nhập gia đình chúng ta, nếu như sau này thật bị hố. Không trách ta muốn trách thì trách bác tôn am quá đỉnh. Từ tiểu thụ thật dài làm một cái hít sâu, đè xuống trong lòng như nước thủy triều gần sóng, tại sở hữu người chứng kiến phía dưới, dùng sức nắm lấy cái tay kia. Hợp tác du. suy Một tiếng dị hưởng, màu máu vẫy ra. Từ tiểu thụ ngơ ngác nhìn qua cái kia bị mình tay phải dùng sức tháo xuống bốn đầu ngón tay, hai mắt trong nháy mắt đã mất đi ánh sáng. Thiên địa tự sinh một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân tư nhập, thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Ít ít ít. Thật xin lỗi ta không phải cố ý ta quá kích động cho tới quên ngươi bây giờ là cái phế vật a à không phải ta cũng không phải ý tứ này thật xin lỗi thật thật xin lỗi từ tiểu thụ kịp phản ứng sau liều mạng xin lỗi hắn thậm chí chụp tới bát tôn am cổ tay vội vã a ra sinh mệnh linh khí giống che chở cỏ non bình thường liền muốn đem đối diện người tàn tật này cận tồn bốn đầu ngón tay liều lên đem hắn tôn nghiêm tiếp về thuận tiện đem vừa rồi sự tình đều xem như không có phát sinh qua suy lại là một tiếng dị hưởng từ tiểu thụ tiến ngừng lại. Giờ khắc này, linh hồn hắn cơ hồ cách xác, chỉ hai mắt dại ra nhìn qua trong tay trái lại thêm ra một đoạn cổ tay. Hắn lại nhìn về tay phải, một đống đẫm máu đầu ngón tay. Hắn vừa nhìn về phía bác tôn am mặt. Tốt nghiêm túc. Vì sao A bộ dạng này? Thế giới an tĩnh, Mỹ Diệu giai điệu lập tức tại từ tiểu thụ trong đầu vang lên. T. Bên hông rốt cục tuôn ra một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mai tị nhân quạt giấy tại chỗ liền rơi mất lệ tịch nhi duỗi tay vịn chặt trán thuận tiện che khuất hai mắt quỷ nước da đầu đều tê cả kinh liên tục lùi bước thân thể như rơi cửu u hầm băng cho rét lạnh thành cái băng quỷ tiếu không động nói câu a di đà phật sau liền hướng sau ngã tới chu nhất viên vô ý thức đưa tay đón ở hắn sau đó kịp phản ứng cùng nhau thuận thế nằm xuống hàng gia chưa hề cảm giác giấc ngủ khối lượng giống như hôm nay tốt như vậy ngắn nhỏ chân đạp một cái ngã đầu liền sinh hãn a a a a từ tiểu thụ ngửa mặt lên trời cao cười bốn tiếng cười vui cởi mở mà bá khí trời trong gió nhẹ trời cao khí sản cốt một hư không thiên hắn vội vàng đem trên tay phải đóng kia ngón tay nhét vào bàn tay trái đưa tay hướng hư không một hao a à. a à. hết thảy đều hội lãng quên qua lại đều là mây khói ra đi ta bảo lại một hao a à. a à. lão tử thời tổ ảnh trượng đâu lại lại hao nha hoắt mặc dù các ngươi không nhìn thấy, nhưng nó là tồn tại. Vật này chính là không dư hận đem tặng, không nghĩ tới sao, ta từ tiểu thụ cùng không dư hận còn nhận biết, liền là vị kia răng rơi trong rượu. Đủ. Bác Tôn Am lạnh lùng đánh gãy. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thời khắc mấu chốt, từ tiểu thụ triệu hoán không ra thời tổ ảnh trường, đã không đất dung thân. Hư không vỡ ra một khe hở không gian, tới là như thế kịp thời, nhưng che chở lúng túng. Từ tiểu thụ bóng dáng xe dịch một giây sau từ tiểu thụ liền mang theo tiếng khóc nức nở lên tiếng lão đại không mang theo dạng này chơi a à. người tốt xấu đem ngón tay cùng cổ tay cho ta lại đi ta tốt trả lại người ta a à. phốc lệ tịch nhi không kéo được che miệng cười ra tiếng cái này một cái chớp mắt sở hữu người từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh vô cùng hoảng sợ nhìn về phía nàng thứ hai chân thân như được đại xá lấy một loại hết sức kinh ngạc cùng đối xử chúa cứu thế biểu lộ vậy nhìn về phía nàng bác tôn am cũng nhịn không được ghé mắt nhìn lại Lệ Tịch Nhi trên mặt ý cười ngưng kết, gương mặt xinh đẹp một cái đỏ lên, liền mang tay đều giống như có thế nhỏ ra máu. Xin lỗi, ta vậy không phải cố ý. Nàng thấp như rồi mũi nói một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Lời nói vừa xong, Lệ Tịch Nhi một đầu tóc bạc liền bắt đầu biến sắc, bắt đầu biến thành đen, đồng thời thân thể tại co nhỏ lại đúng là lựa chọn sư xuất đồng môn vô địch động thuật. Nhưng thẻ một nửa, Lệ Tịch Nhi màu tóc biến không trở về, miệng một trương liền phát ra một đạo tràn ngập kháng cự lô ly âm, hoảng sợ mà bén nhọn, ta đừng đi ra ngoài a. À không, ngươi muốn. Ngươi không muốn vào đến A. À. Không, ta muốn. Là chính ngươi cười, không liên quan ta chuyện A. À. A. À. Cuối cùng tiếng thét chói tai này, đúng là ngày bình thường cao lạnh vô cùng lệ tịch nhi phát ra. Tràn diện hoàn toàn mất khống chế. Sở hữu người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn qua bỏ chạy thành công từ tiểu thụ, lại nhìn về phía bỏ chạy thất bại lệ tịch nhi, cảm giác thế giới đều trở nên thập phần đặc sắc. Bác Tôn Am hít sâu một hơi. Hắn vốn là không quá mức cái gọi là cũng biết mọi người hội làm như không thấy. Lần này khiến cho. Đủ rồi, thật. Các ngươi hai cái. Bác Tôn Am nắm một cái tay khác nắm đấm, khớp ngón tay đông đốt rung động, hắn khóe mắt đều tại rung rẩy. Thế giới trong nháy mắt quay về tĩnh lặng. Lệ tịch nhi kẹt tại nửa lui không lùi ở giữa, đầu tóc nửa bạc nửa đen, thứ hai chân thân liền hô hấp đều ngừng lại, sợ lên tiếng. Phía sau bị bừng tỉnh sở hữu người lần này liền con mắt cũng không dám lại nhắm lại, phản phất mí mắt khép kính hội phát ra lớn lao âm thanh, làm cho sở hữu người lực chú ý rơi xuống trên người mình. Tỉnh mịch hư không đảo bên trên, trầm mặt tại lan tràn. Bác Tôn Am đang muốn lên tiếng lần nữa, đánh vỡ trầm mặt, ra hiệu mình độ lượng cực lớn, còn có thể làm được bất kể hiềm khích lúc trước. Hư không cực kỳ đột ngột bị mở bung ra một khe hở không gian. Rất chậm. Rất nhẹ. Tốc độ cùng rùa bò giống như. Phản phất chỉ cần như thế, mọi người liền đều nhìn không thấy. Tất cả trừng to mắt người đều là mù loà. Trong cái khe, lặng yên không một tiếng động nhô ra một cái tay nhẹ nhàng chọc chọc thứ hai chân thân thận sau đó hướng bàn tay hắn bắt đầu nhét đầu ngón tay thứ nhất căng thứ hai căng nhét xong đầu ngón tay lại nhét cái kia gần nửa đoạn cổ tay ấy phát hiện dung lượng không đủ về sau cái tay kia lặng lẽ meo meo chuyển đến bên trái đem thuộc về bát tôn am cổ tay nhét vào thứ hai chân thân bàn tay trái xác thực không có phát ra nửa điển thanh âm nhưng trước mắt bao người giờ phút này chi trầm mặt đinh tai nhức óc ta nhịn ngươi rất lâu. Từ thiên tang linh cung bắt đầu, ta liền muốn giết ngươi. Bác tôn am hai đầu lông mày mảnh liệt đứng đấy, một tiếng quát lớn về sau, thuận tay liền đưa tới mai tỷ nhân rơi xuống đất quạt xếp, hóa thành chọc trời một kiếm mãnh lực đâm tới. Tốt! Ngươi giết ta đi! Ta đáng chết! Ta không xứng còn sống! Thứ hai chân thân tan nát cõi lòng rống lên một câu, hai mắt nhắm lại, sử dụng chung cực phải giết thủ đoạn, ý đồ lấy tiếng làm lùi, tỉnh lại bác tôn am lương tri. Bác Tôn Am cuối cùng tâm tính thượng giai, có thể dung người lớn qua, huống chi từ tiểu thụ vừa gia nhập thánh nô, nói xong muốn bình đẳng. Thời khắc cuối cùng, hắn thu lại thế, không có đem lửa giận phát tiếp đến cái này một cái vô tội thế thân đi lên. Sở hữu người cái này mới phát giác được nâng lên cổ họng tim, trở xuống nó nên đến vị trí đi. Liền lúc này, bác Tôn Am thu lực về sau, đã mất đi lực lượng chế ước quạt xếp, khoát một tiếng, mình dương ra. Một tiếng này nhưng quá trói tai. So tổ nguyên đế kiếp thanh âm còn lớn hơn sở hữu người không khỏi ghé mắt nhìn phía cái kia bị bác tôn am nắm phần đuôi cao sách mà lên quạt giấy mặt quạt chữ lớn rồng bay phượng múa được không đột nhiên đám người nhìn thấy một mặt là dễ nói dễ nói bác tôn am nhìn thấy một mặt là lợi hại lợi hại mai tị nhân trái tim co lại cơ hồ ngưng đập bác tôn am như là đề tuyến như tượng gỗ ken két quay đầu liếc nhìn vị này tiên phong đạo cốt tị nhân tiên sinh lão kiếm thánh đã sớm nhắm hai mắt lại trước mặt còn nhiều thêm một cái khác thanh mở ra quạt giấy che chắn. Mặt quạt bên trên hai cái nổi bật chữ lớn. Xin lỗi. Ngươi vậy không phải cố ý. Ngô. Bác Tôn Am kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực vừa lồi lên, khóe môi tràn ra đỏ thẫm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1326, có việc gọi ta, Đại sư Huynh. Không người biết được vừa rồi cái kia đoạn dày vào thời gian, cuối cùng là làm sao vượt qua. Một chút ở trong lòng tan vỡ đồ vật, càng thêm không cách nào khôi phục lại, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quên lãng nào đó một đoạn ký ức. Cho đến có một đạo lại lẫm bóng dáng xuất hiện ở sở hữu người giữa tầm mắt. Các bằng hữu, mọi việc kết thúc, vì sao nhìn còn như vậy lo nghĩ đâu? Đó là từ phế tích bên trên đi tới một cái phong độ đẹp trai ngọc diện thư sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cổ tại nhà mình hậu hoa viên dạo chơi nhàn hạ thoải mái. Lo nghĩ ca. Từ tiểu thụ đã từ nguyên phủ trở về, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm mãnh liệt quay đầu, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Hiện tại chính là thiếu cái ngoại nhân vào sân đánh vỡ xấu hổ thời điểm, người tới hiển nhiên có cái này phân lượng cùng lực lượng, để mọi người quên lãng vừa rồi sự tình. Về phần trước đây một mình đối mặt không dư hận loại kia khẩn trương cảm xúc, tại nhiều phiên gặp mặt cùng ý thức được đó là cái hữu hảo người về sau, từ tiểu thụ đã không còn sẽ có. Ai? Tiếu không động cảnh giác, hắn lại chưa phát giác mới vừa có người tại phụ cận. Lo nghĩ ca là ai? Chu nhất viên đồng dạng nghi hoặc nhìn lại, đã thấy thư sinh kia từ biến mất đến xuất hiện, toàn bộ đều là một bộ không tồn tại ở thế này ở giữa bộ dáng. Nếu không phải hắn ra tiếng, liền như vậy nhìn lại, chu nhất viên đều suýt nữa muốn bỏ qua người này. Đây là năng lực gì? Người này giống như tại, vậy giống như không phải tại, giống như đến, vậy giống như không phải đến. Hắn đặt chân phương thế giới này, thân hình lại như từ viễn cổ truyền đến hình chiếu, đối thoại lập tức, nhưng lại để cho hình người tại câu thông thời cổ. Không gian cùng thời gian đại thành, tập hợp tại như vậy một bóng người trên thân hiện tại nói cái này lo nghĩ ra là thời không quy tắc đại đạo hình chiếu chu nhất viên ngắn ngủi cũng dám một tin tại hạ không dư hận hữu duy nhìn thấy các vị bằng hữu may mắn quá thay thư sinh ôm quyền vái chào lễ không dư hận mai tị nhân cái thứ nhất quái lạ nhìn đi hắn biết không dư hận nhưng trong ấn tượng gương mặt kia không giống trước mắt người a cẩn thận một lần nghĩ ký ức lại đều đã mơ hồ qua lại duy nhất có thể nhớ lại đến cùng không dư hận có quan hệ vết tích, lại chỉ còn lại có từ tiểu thụ bắt trước hắn lúc, đóng vai qua cái kia trương giả bề ngoài. Còn không hề giống. Ngươi là, cái kia không dư hận. Chu nhất viên biết rõ nơi đây không có chính mình nói chuyện phần, lúc này lại nhịn không được kinh thanh mà ra. Trăng say rượu bên trong không dư hận, nửa ái thương sinh nửa quản hàng. Liền cái kia thập tôn tọa bên trong, nghe đồn chỉ lộ qua một mặt, thế gian liền không có chút nào ghi chép người. Tại hư không đảo chung cuộc nhìn thấy đến đạo không thương, bác tôn am bực này nhân vật chu nhất viên cũng coi như mở rộng tầm mắt nhưng chưa từng nghĩ hắn còn có thể nhìn thấy càng thêm thần bí không dư hận hắn không phải chỉ tại cái kia cái gì trong lầu người có duyên gặp chi ta vậy hữu duyên nếu như ngươi nói là ta cái kia hẳn là ta không dư hận tràn ngập thiện ý ánh mắt nhìn về phía chu nhất viên trong mắt của hắn cũng không điểm cao thấp cùng quý tiện là thập phần nghiêm túc đang trả lời vấn đề này nói xong xoay chuyển ánh mắt lại nhìn phía tiếu không động bằng hữu Ngươi cực kỳ lo nghĩ a." À. Từ Tiểu Thụ được nghe lại cái này quen thuộc âm thanh, cảm giác cũng không lại lo nghĩ. Nhưng lần này không dư hận không phải nói với mình, mà là Tiếu Không Động. Nói cách khác, tại vị này lo nghĩ ca trong mắt, nơi đây mấy người, thuộc về Tiếu Không Động lo nghĩ nghiêm trọng nhất. Tiếu Không Động thần sắc không động, đáy mắt lại có một chút cảnh giác, chỉ là gặp người đến thiện, lợi dụng thiện nói tương đối. Xin ra mắt tiền bối. Không dư hận vậy không đi xoắn suýt cái gọi là tiền bối hay không xưng hô, cười nói ngươi tâm không tại nơi đây, lúc này lấy nói rõ, sớm ngày trở lại. Từ tiểu thụ nhìn xem gia hỏa này, nghe hắn nói, cảm giác hắn đi ra gấp gáp. Đến mang cái sạp hàng, cây cái chiêu bài, viết lên cái thiên cơ thần toán mới được. Dầu gì, đem hắn cái kia lâu cho mang đến, hắn ngồi vào đi nói những lời này liền lộ ra thập phần hòa hợp. Tiếu không động nghe tiếng lại con ngươi siết chặt, thần sắc mang theo mất tự nhiên liếc nhìn bác tôn am, giống như bị nói trúng tâm sự. Từ tiểu thụ thấy thế nhíu mày lại, rất nhanh giật mình. Khoan hãy nói, không dư hận như vậy nhất lên hắn xác thực nhớ tới sau khi chiến đấu nhiều người cảm xúc cái gì tốt là thuộc tiếu không động nhất là uể oải tính cả giao lưu cũng chỉ là câu được câu không trò chuyện rõ ràng tâm tư không ở nơi này trước đó còn không chú ý tới bây giờ nghĩ lại có thể lý giải hư không đảo đại cục kết thúc thánh thần điện đường toàn quân tan tác lui về đại lục nhưng bọn hắn không có khả năng như vậy nghỉ chiến không thể nói trước đã bắt đầu đang mưu đồ ván kế tiếp hạ cục cũng không tại hư không đảo thánh nô vậy phù đến trên mặt nước không có gì hơn liền là thân phận đổi địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lần này đến phiên thánh nô cần tiếp đạo không thương chiêu mà tiếu không động sớm lúc trước một trận chiến bên trong bại lộ tham nguyệt tiên thành đại sư huynh thân phận trước đó bác cung bên trong cẩu vô nguyệt cố nhiên có hoài nghi nhưng không có chứng cớ xác thực không động được tham nguyệt tiên thành lớn như vậy một cái chính diện thế lực hiện tại đạo không thương lý do nhưng quá đủ tham nguyệt tiên thành toàn bộ đông nguyệt giới thậm chí cái kia phụ cận sùng bái Bát Tôn Am kiếm tu, nghĩ đến đều cũng tìm được thảm thiết vô cùng sau khi chiến đấu thanh toán. Có thể nói, Tiếu Không Động tại hư không đảo ở lâu một khắc, hắn phía sau đại bản danh tính nguy hiểm liền cao hơn một điểm. Như tình huống như vậy, nói thế nào không vội. Nói thế nào không lo nghĩ. Ta. Tiếu Không Động chần chờ, biểu lộ rất là phức tạp. Hắn cũng hồi lâu chưa từng thấy qua sư phụ của mình, có nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vài chục năm nay ngoại trừ nhiệm vụ cùng hành động, nào có như vậy mặt đối mặt nói đùa thời gian. Tiếu không động thậm chí liền lão sư mặt đều đã cảm giác lạ lẫm. Hiện tại cơ hội, đối với hắn mà nói, thực sự khó được. Ở chỗ này nghỉ ngơi cái ba năm ngày, cùng lão sư sung sướng nói mối tình sâu sắc, tâm cảnh rộng rãi, đạp đất phong thánh, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lúc này, hắn đã không phải hài đồng, là đại gia trưởng. Cá nhân chi tư tình, so với trong nhà ngàn vạn cổ kiếm tu chi sinh mệnh, không có ý nghĩa. Tiếu không động chỉ dừng nửa hơi, nhân tiện nói, lão sư, ta phải nên rời đi trước. Lời nói này đến kiên quyết, hiển nhiên đã làm tốt lựa chọn. Bác Tôn Am gật đầu một cái, đi thôi. Lão sư, trân trọng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhìn nhau không nói gì ở giữa, tiếu không động trịnh trọng liền ôm quyền, định rời đi. Sở hữu người lúc này vậy kịp phản ứng tiếu không động trên vai gánh nặng bao nhiêu. Trên trời đệ nhất lâu trước mắt vẫn chỉ là một giới xác không, bị phát hiện vậy không có gì đáng ngại. Quỷ nước dạ miêu càng là tiện tay vì đó, tuy nói tại đông thiên vương thành đâm căng mấy chục năm cũng coi như tâm huyết nhưng quỹ nước vận doanh cực kỳ có chừng có mực cảm xúc chỉ thành lập nho nhỏ một giới tổ chức tình báo đại sự không tiếp đại loạn không làm lực ảnh hưởng càng chỉ cực hạn tại đông thiên vương thành bên trong dạng này dạ miêu đối thánh thần điện đường mà nói liền không quan trọng gì một cái phân bộ lực lượng đều có thể giải quyết nhưng muốn rảnh tay thanh lý lại cực kỳ phiền phức dù sao tổ chức tình báo đâm căng quá sâu vẫn phải đi đào dạng này lại được cân nhắc liệu sẽ lãng phí cả người cả của vật lực cùng phải chăng có lời dù sao dạ mưu tồn tại cũng có thể cho thánh thần điện đường đông thiên vương thành phân bộ mang đến cực lớn lợi ích tham nguyệt tiên thành khác biệt nó hệ thống quá to lớn một khi hư không đảo chi cục lan truyền ra ngoài bác tôn am cờ lệnh dựng lên tham nguyệt tiên thành trực tiếp phản chiến đó là có thế loạn thế nó bị định tính vì hắc ám thế lực đối thánh thần đại lục cách cục ảnh hưởng quá lớn nhưng là lại không thể không đi trọng tân định nghĩa nó ở đây phần lớn không phải là người ngu bác tôn am hời hợt một câu đi thôi bọn hắn bây giờ trở về nghỉ, trung sợ mà kinh hãi. Cùng với như vậy tâm tình lại đi nhìn Tiếu không động cái kia rời đi bóng lưng, thậm chí có thể nhìn ra vị này tham nguyệt tiên thành đại sư huynh lần này đi sự khốc liệt, ý chí chi kiên quyết. Bác Tôn Am cứ như vậy. Cũng không có cái khác biểu thị. Hắn nhưng là lão sư hắn. Chu Nhất Vi nhìn xem người chung phòng bệnh đi xa, lại về nhìn bác Tôn Am, lại không thể từ nó trên mặt nhìn ra một chút dư thừa cảm xúc đến. Không khỏi trong lòng hắn phát lên một chút tức giận, nhưng phút chốc gạt bỏ, vậy không dám lên tiếng ta giận cái gì đâu ta có tư cách gì đâu trời cao một thước bác tôn am lời nói này vốn là không chỉ là thực lực còn có hắn tâm tính mỏng lạnh chu nhất viên ngắm nhìn bốn phía thấy được đại đa số người cùng mình phản ứng tiếp cận bao quát lệ tịch nhi mai tị nhân các loại đều đối bác tôn am có bao nhiêu một chút khác cảm xúc cũng là cho tới bây giờ mọi người mới nhìn thấy truyền thuyết nhân vật trên thân cái kia phần tổng cộng có tuyệt tình cao cao tại thượng người nhìn thấy đều là như chó rơm quả nhiên. Tại cái này trầm mặt kim từng người có phức tạp tâm tư biệt ly bên trong, đơn độc từ tiểu thụ có thế làm cao giọng la lên, đại sư huynh. Ân. Tiếu không động bước chân dừng lại, cười miễn ngoái nhìn, hắn rời đi rất chậm, giống như vậy đang mong đợi cái gì. Từ tiểu thụ bình tĩnh nhìn qua hắn, mỉm cười mà chống đỡ. Đối với tiếu miệng rộng, hắn cảm nhận vô cùng tốt, vô cùng tốt. Vô luận là cái kia chống đỡ bao tải, giải cứu hắn tại hồng cẩu tử cục lôi thôi đại thúc hình tượng hay là tại dưới biển sâu đối mặt quỷ nước tiền bối lúc, hội lung tung trêu chọc, mất đi có chừng có mực cảm giác tính tình thật đứa trẻ. Hoặc là đóng vai bác tôn am lúc, hoàng mỹ trở lại như của một thơ một kiếm, một kiếm một ca phong thái cao ngạo kiếm khách. Tiếu không động cực kỳ mị lực. Nếu không phải gia hỏa này liền có một cái tham nguyệt tiên thành, từ tiểu thụ đều muốn đào hắn. Hiện tại nhìn xem vị này ôn văn nhã nhặn đại sư huynh, từ tiểu thụ lại không nhiều biểu thị chỉ là nói khẽ. Có việc gọi ta, ta hiện tại nhưng không nhất định so ngươi yếu. Tiếu Không Động bật cười gật đầu. Tốt. Hắn không có lãng phí lần này quay người, thật sâu nhìn qua tất cả người, giống như là muốn đem nơi này rất nhiều gương mặt đều nhớ kỹ. Cuối cùng nhanh chóng cướp qua lão sư. Hắn không thấy ta. Các vị bảo trọng. Tiếu Không Động hét dài một tiếng, hóa thành kiếm quang, nhảy vào thời không bên trong. Bác Tôn Am lúc này mới nâng lên mắt đến, theo dõi hắn đi xa phương hướng, nhướng mày, nhiều vẻ giận. Gia hỏa này. Từ tiểu thụ tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ chỗ đó nhìn không ra đến người chung quanh đối bác Tôn Am cảm xúc. Nhưng hắn cũng coi như biết được bác Tôn Am làm người, nghĩ đến hắn liền căn bản không có khả năng hội đi giải thích cái này chút đồ vật. Ngươi nên nói điểm cái gì, hắn một mực chờ đợi ngươi, hắn cực kỳ sùng bái ngươi. Từ tiểu thụ liền không có nhiều như vậy che giấu, lựa chọn thẳng thắn. Sở hữu người lúc này mới cảm giác trong lòng ngực khẩu khí kia trữ đi ra, mịt mờ nhìn hầm hầm bác Tôn Am. Quả nhiên, loại trường hợp này liền cần có một cái từ tiểu thụ. Chu nhất viên trong lòng mừng thầm, còn là mình thụ gia tương đối tốt, có cái gì nói cái gì. Bác Tôn Am lời nói đều không nói, chỉ đem cuốn lấy nhúng máu băng vải mu bàn tay phụ sau thắt lưng, lạnh nhạt chuyển mắt lường từ tiểu thụ một chút. Không nói cũng đúng. Từ tiểu thụ ha ha bồi cười nói, thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói bên trong nha, các ngươi thầy trò tình thâm tất nhiên là không cần nhiều lời. Chu Nhất Viên Nhận xem thường, bị động giá trị, 3 Nhận kinh thường, bị động giá trị, 2 Nhận nguyền rủa bị động giá trị, 1 khúc nhạc dạo ngắn qua đi, từ tiểu thụ trợn mắt chuyển hướng không dư hận, không chút khách khí quát. Thời cổ ảnh trưởng có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Ngươi đều tặng cho ta, làm sao còn có thể thao túng nó, ngươi đây là chơi xỏ lá. Không dư hận liên tục khoát tay, bằng hữu, ngươi hiểu lầm, thời cổ ảnh trưởng có linh, nó vậy thích xem hí. Ách! Lời này lập tức đem từ tiểu thụ sạc đến tịch ngòi. Ngay tiếp theo bác Tôn Am, đều cảm giác ngực ẩn ẩn làm đau, không còn có thế giữ yên lặng. Ngươi làm sao tại cái này? hắn hỏi bác tôn am tiên sinh không phải ngươi nói ta có thể qua đến xem thử à ta rất hiếu kỳ không dư hận nghiêng đầu cho nên ngươi cũng chỉ là nhìn toàn bộ hành trình không tham dự tham dự ta không phải cũng thành ngươi quân cờ một trong à cái này đứng ở đạo khung thương mặt đối lập ta cũng không muốn bác tôn am im ắng nhìn qua hắn không dư hận thì mỉm cười mà đối bên hông mấy người nhẹ hít một hơi tốt trực tiếp mọi người đều tốt trực tiếp nguyên lai like trong kế hoạch bác tôn am còn muốn lợi dụng không dư hận nhưng không dư hận nhân gian thanh tĩnh căn bản vốn không mắc lừa chỉ là nhìn xong toàn trường ngươi từ chừng nào thì bắt đầu nhìn từ tiểu thụ hiếu kỳ không dư hận vân vê đầu ngón tay cười như không cười liếc đến ngươi giả trang ta thời điểm thập phần thú vị ách từ phêu tiểu thụ rụt đầu một cái lại làm con rùa không hỏi nữa nhìn không ra a à, tiểu tử ngươi làm sao vậy dài một đầu ác miệng vẫn là cái rắn hổ mang mặt ngoài nhìn không ra lớn bao nhiêu độc tính loại kia tới đều tới ngươi không vì hư không đảo làm điểm cái gì sao? Lúc này bác Tôn Am nhìn về phía tàn phá cự nhân quốc gia, nói không chừng, từ đó ngươi có thể được đến mong muốn đáp án. Đáp án? Không dư hận giật mình, truy hỏi, bác Tôn Am tiên sinh xin hỏi cụ thể là làm cái gì? Ta chỉ là thuận miệng nhất lên, không có nghĩa là ngươi làm, liền thật có thể đạt được ngươi mong muốn. Ta cũng không biết ta muốn cái gì. Xem hết cả tràng, cũng là không biết. Không biết. Cái kia xác thực đáng giá thử một lần. Bác Tôn Am nhìn phương xa, hơi hơi gật đầu. Trong lúc nhất thời, sở hữu người khẩu vị đều bị treo ngược lên. Không dư hận đang tìm cái gì. Bác Tôn Am nói thử một lần, lại là thử cái gì. Đơn độc từ tiểu thụ mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn xem chắp tay đứng ngạo nghễ, mắt ngắm phương xa bác Tôn Am, cảm giác hơi quen thuộc. Đây không phải hắn lắc lư người thức mở đầu sao. Tới trước cái như lọc vào trong sương mù, lại bố trí lớn vò, đem người đưa vào đến, lại một nắm mắt được từ tiểu thụ có lòng nhắc nhở một chút lo nghĩ ca chớ có trúng tặc nhân gian kế tốt xấu thời tổ ảnh trường cũng là người ta đưa bác tôn am lúc này quay đầu ngươi được thiên tổ truyền thừa từ tiểu thụ mạnh mẽ kinh đang muốn cãi lại ý thức được bác tôn am là người một nhà nhưng thiên tổ truyền thừa lớn như vậy sự tình là có thể tùy ý đối lão bác bực này bẩn người nói sao nỗi lòng không định giờ liền nghe bác tôn am nói ta cũng phải qua a à. từ tiểu thụ mộng không chỉ là ngươi ta còn có một người đến qua ai hắn họ bắt bắt việc bắt hoa nhiêu đạo bắt hòe vô lệ thiên cũng thương thập tôn tọa vị kia từ tiểu thụ nhìn qua bác tôn am cũng không nói đến tên thật đến lại đạt được đối phương khẳng định ánh mắt sở hữu người cơ hồ cũng liền dừng lại tại tầng này âm thầm kinh hãi từ tiểu thụ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn nghĩ đến càng làm hắn hơn rùng mình đồ vật hiện tại là tại hư không đảo bên trên hiện tại trận chiến đều đánh xong đối với đạo khung thương hàng ngũ không dư hận bác tôn am các loại thẳng thắng. vì sao đơn độc bắt hòe hai chữ liền bác tôn am đều nói năng thận trọng từ tiểu thụ há to miệng gian nan nuốt thập tôn tọa bên trong có thánh đế sao bác tôn am khóe môi nhếch lên mắt lộ ra ý đầy vẻ. có sở hữu người con ngươi rung lên ngay cả không dư hận đều lộ ra ngoài ý muốn thần sắc lúc này nhỏ ngừng lại về sau bác tôn am khóe môi đường cong rõ ràng hơn lần nữa há mồm còn không chỉ một vị giấy trắng Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1327, Sờ Thần Cuối cùng cơ hội Không ngừng một vị Thập tôn tọa thực lực sai biệt như thế cách xa sao Từ tiểu thụ biểu lộ ra khá là kinh hải, Cũng là lúc này mới nhớ tới Đối với thập tôn tọa bên trong những người khác Hắn phần lớn có chút ấn tượng Nhưng đơn độc có như vậy mấy vị Hiếm khi nghe ngoại nhân đề cập qua Đủ loại dấu hiệu Hiện nay nghĩ đến Không phải là tối khế thánh đế hai chữ lãng quên chi đạo Khôi lôi hán thần diệt hữu bán phật đà bắc hoè không dư hận nếu như có thế ra thánh đế hẳn là cái này không quá quen thuộc trong năm người mấy vị dựa theo bác tôn am trước đây nói chuyện đến xem bắc hoè cho là trong đó một trong liền là không biết cụ thể nắm giữ năng lực gì mà hắn hẳn là cũng tính một cái hoặc là nửa cái a từ tiểu thụ biểu lộ cổ quái lường không dư hận một chút không có người nào sau so vị này càng phù hợp thánh đế loại kia như có như không đặc tính ngoại trừ bắt, còn có ai từ tiểu thụ hỏi một chút sở hữu người lực chú ý vậy liền theo chuyển tiến đến gần, liền không dư hận đều mặt lộ vẻ tò mò. Dù sao bực này bí mật, hắn cũng không biết. Bác Tôn Am lắc đầu, cũng không có nói rõ. Ta cũng chỉ biết đại khái, không biết cụ thể. Ta nhớ được từng có qua dạng này một người bạn, hắn đến từ Tây Vực Phật Tông, hiện tại hẳn là tại, còn tại làm lấy cái gì, có lẽ đã kết thúc. Hắn giống như sách qua, ta giống như hỏi qua, nhưng cụ thể là cái gì, cũng không nhớ rõ. Hiện tại ta, liền hắn đều nhanh muốn quên lãng hữu oán phật đà không ngừng từ tiểu thụ sở hữu người trong nháy mắt chắc chắn bác tôn am vị bằng hữu này là ai ly kỳ là như vậy trở về nghĩ, xác thực có quan hệ hữu oán phật đà hết thảy tựa như đều quên tính cả hắn tại thập tôn tọa bên trong làm qua cái gì tại sao được truyền tụng vì phật như hữu oán một ứng đầy đám người đều nghĩ không ra khôi lôi hắn đâu thần diệt đâu từ tiểu thụ nhớ kỹ bác tôn am sách qua hai cái này tên cái kia hẳn là có thế sách ngươi nhìn ngươi có thế không có chút nào gánh vác nhất lên bọn hắn bác tôn am vừa cười từ tiểu thụ lập tức rõ ràng hai vị này hẳn không phải là chí ít trước mắt không phải không có gì ngoài thập tôn tọa năm đó cái kia một đời bên trong còn có không ít người có trở thành thánh đế tiềm chất không thể nói trước bây giờ đều chỉ kém một cơ hội bác tôn am vòng vo nhất lên cái khác từ tiểu thụ tự nhiên mà vậy liên tưởng đến thất kiếm tiên nhưng thất kiếm tiên thực lực cách xa càng lớn lại tuổi tác khoảng cách vậy lớn không có gì ngoài biết rõ mấy vị giống như cũng chỉ có hữu đồ hoa trường đăng phong thính trần ôn đình hiếm khi nghe thấy. Hựu đồ, ngươi biết hắn bây giờ thân ở phương nào sao? Mai Tị Nhân bỗng nhiên lên tiếng. Bác Tôn Am khẽ lắc đầu, không nói lời gì. Từ tiểu thụ cũng liền hỏi tiếp, cái kia hoa. Hắn đột nhiên đình trệ. Sở hữu người vậy liền theo có loại kia lưng phát lạnh cảm giác. Nhớ mang máng. Lớn cũng không quá nhớ kỹ. Chỉ còn lại có năm đó để bác kiếm tiên vẫn lạc một trận chiến, cố sự người chủ không có gì ngoài Bác Tôn Am, cũng chính là hoa trường đăng. Lại nguyệt bắt hoa nhiêu đạo, trong đó một trong liền là hoa, làm cho người ta suy tư. Cho nên vị này. Từ Tiểu Thụ hít một hơi thật dài. Hắn còn không phải, chí ít trước mắt không phải. Bác Tôn Am ngược lại là không có ngậm miệng không đề cập tới năm đó duy nhất bại một lần sự tình tâm tư, phản phất cái này chút hắn đều chưa từng để ở trong lòng qua. Hoa Trường đang tự khốn tại Bình Phong chút địa, đáng tiếc. Mai Tị Nhân trong mắt nhiều một chút tiếc hận, cũng liền thừa hắn dám thẳng thắng. Bác Tôn Am khẽ gật đầu, nói: hắn là ta gặp qua số lượng không nhiều thiên phú tâm tính đều là thượng giai cổ kiếm tu bây giờ bế quan không ra xác thực không phải chỉ bởi vì hựu đồ càng nhiều là bởi vì hắn chính mình bán thánh ở chết một góc từ tiểu thụ bỗng nhiên nghĩ đến cái này là vậy tại phong kiếm cũng hoặc là tu luyện cái khác bất quá có thể được bác tôn am như thế tán thưởng nghĩ đến liền xem như có chút khoảng cách cũng sắp nam vực phong gia vị kia đâu từ tiểu thụ hỏi hắn không được trực tiếp như vậy sao sở hữu người đều sửng sốt một chút, từ tiểu thụ hỏi lại, cớ gì nói ra lời ấy. Phong thính trần thiên tư không sai, gia cảnh rất dồi dào, nhưng chỗ khốn là hồng trần, một ngày đi không ra, một ngày không cách nào tiến thêm. Vậy hắn hiện tại, hắn nhiều nhất, cũng liền cùng tỷ nhân tiên sinh không kém bao nhiêu đâu. Bác Tôn Am nở nụ cười, bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Mai Tị Nhân nói, đương nhiên, ngài còn có cơ hội. Mai Tị Nhân cười lạnh nhanh chóng đông đưa cây quạt, ngươi liền không cần bù, lão hủ rất có tự mình hiểu lấy, Khí số cũng liền đến tận đây. Đó cũng là rất mạnh. Từ tiểu thụ vội vàng vậy bồi thêm một câu. Lời này ngược lại là không phải hư. Thánh đế mới bao nhiêu A. À? Có thế có tỵ nhân tiên sinh như vậy chiến lực của kiếm tu, chỗ đó còn được xưng tụng yếu. Đó là trạng thái hơi không tốt một chút thánh đế, đều phải nơm nớp lo sợ, đề phòng bị một kiếm chém chết tồn tại A. À? Với lại, tuy nói Nam vực phong thính trần lâu không xuất thế, nhưng tuổi tác nên so tỵ nhân tiên sinh nhỏ hơn rất nhiều ở vào lão già cùng bác tôn am cái kia một đời ở giữa A. Thần không biết, quỷ không hay, cao nhất đã có được hôm nay tỷ nhân tiên sinh trình độ, vậy hắn là thật rất mạnh A. Phong thính trần không được, nhưng hắn hậu nhân bồi dưỡng đến không sai. Bác tôn am thuận miệng nói đầy miệng, vậy liền để xuống cái này chút, nhìn về phía từ tiểu thụ nói. Sách nhiều như vậy, không thuần là đang lãng phí miệng lưỡi. Tiếp xuống thân là quảng hạt trên trời đệ nhất lâu, ngươi muốn đối mặt, phần lớn chính là cái này cấp bậc. Ta đề nghị là, kịp thời bày ngay ngắn tâm tính thua vậy không mất mặt khó được ngươi lại cũng sẽ có đề nghị từ tiểu thụ cười cười nói cái kia thu bị bắt hoặc là bị giết đâu đó chính là ngươi quá cùi bắp vấn đề bác công am không có sắc mặt tốt cho quay đầu nhìn trở về không dư hận trò chuyện về vừa rồi một chuyện a thiên tổ truyền thừa ta cũng không hiểu biết cụ thể có bao nhiêu người đạt được chỉ biết có ba nhưng không có gì bất ngờ xảy ra mọi người tiến độ hẳn là cùng ta không sai biệt lắm cắm ở nào đó một bước bên trên từ tiểu thụ lập tức liên tưởng đến thiên tổ truyền thừa ba bước lớn. Một, thu hoạch được thiên tổ chúc phúc. Hai, cứu vớt hư không nhất tộc. Ba, đạt được trước hư không đảo chi linh ý chí tán thành, giải phong thiên tổ chúc phúc, thu hoạch được thiên tổ truyền thừa. Trước mắt hắn là kẹt tại bước thứ hai, không biết như thế nào cứu vớt hư không nhất tộc, liền hư không nhất tộc còn lại mấy vị cũng không biết. Đồng thời, hư không đảo đều cho một trận chiến này tiêu xài đến không sai biệt lắm. Đừng nói cứu vớt. Cái này đều xem như cực hạn phá hư, nghĩ đến thiên tổ truyền thừa cũng không lớn khả năng có hy vọng bác tôn am tiến độ cùng ta hẳn là không sai biệt lắm cái kia bắt hòe cũng nên là kém không nhiều mới đúng đã nhiều năm như vậy bọn hắn đều không thành công vậy ta không thành công cũng liền rất bình thường thánh đế đều không được ta vậy một dạng cái kia ta cùng thánh đế tám lạng nửa cân từ tiểu thụ yên tâm thoải mái tiếp nhận hiện thực bác tôn am tiên sinh là có ý gì không dư hận không hiểu ngươi có truyền thừa bác tôn am nói thẳng từ tiểu thụ đột nhiên giật mình đúng vậy a à, không dư hận mạnh như vậy có lẽ vậy từ một nơi nào đó đạt được thiên tổ chúc phúc vậy mở ra truyền thừa con đường đâu không có không dư hận lại là lắc đầu vậy ta an tâm bác tôn am không nghi ngờ gì có một chuyện có lẽ cần ngươi hỗ trợ là vừa rồi nói thử một lần xem như bác tôn am tiên sinh cứ nói đừng ngại không dư hận không có trực tiếp đáp ứng hiển nhiên cũng là không ngốc bác tôn am liền nhìn trở về từ tiểu thụ Bất kể hiềm khích lúc trước nói, ta đối thiên tổ truyền thừa không có nửa điểm hứng thú. Nhưng như thế một cái lệ thuộc vào người khác đồ vật treo ở trong đầu ta hồi lâu, cái này để người ta sinh lòng khó chịu. Nhưng đem phần này lực lượng tư địch, lại còn không bằng mình tiếp nhận, vừa vặn ngươi đã đến. Thân ngươi kim nhiều đạo, đi không tầm thường đường, thiên tổ truyền thừa liền thập phần thích hợp ngươi. Từ tiểu thụ nghe xong lời này, bản năng cảm nhận được khó chịu, thậm chí nhìn về phía dưới chân phải chăng có hố. Thiên tổ sẽ không nhưng thật ra là cái gì tà ác? không phải. Vậy ngươi, ta là cổ kiếm tu, ta thật chướng mắt. Chủ yếu là, cái này vốn là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, tại ngươi trở thành thánh nô người đứng thứ hai sau lễ gặp mặt, cũng là hư không đảo ngươi trăm cây nghìn đắng thuê kim. Kiểu nói này, từ tiểu thụ cũng liền cười hắc hắc một cái, cảm giác có thế tiếp nhận. Thì ra là thế a, à, vậy nhưng lấy thử một chút, nhưng muốn làm sao thử. Không dư hận cũng không hiểu, sở hữu người nhìn qua bác Tôn Am, cái sau dậm chân nói. Nghiên cứu hồi lâu, ta tính vậy nghiên cứu triệt để thiên tổ lực trong nông lấy hư không đảo trong ngoài đảo vốn không thụ ngoại lực khống chế bây giờ nội đảo thành thánh đế thế gia nhà mình ngục giam Nhiễm nhiên là bị ngoại lực xâm nhập chỉ cần nội đảo một ngày không về cứu vất hư không nhất tộc liền là lời nói vô căn cứ nhưng là từ tiểu thụ có chỗ mong đợi xác thực có nhưng là đó là cái quanh co phương pháp mà chúng ta đã hoàn thành hơn phân nữa bác tôn am nói gì pháp phá rồi lại lập Hắn nói mạnh mẽ mấy chữ, làm cho sở hữu người lâm vào trầm tư. Từ tiểu thụ nhớ mày, nhìn về phía cái này cảnh hoang tàn khắp nơi hư không đảo ngoài đảo, lại nhìn về phía cần thử một lần không dư hận. Bác Tôn Am còn không giải thích, hắn đã cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải là muốn nói, nổ rất hư không đảo, sau đó dùng thời gian quay lại, quanh co cứu vớt hư không nhất tộc A. Từ tiểu thụ trọn tròn mắt, cái này không khỏi cũng quá ý nghĩ hảo huyền. Ngươi cực kỳ thông minh. Ngươi đây là lừa gạt A. Nó, trước hư không đảo chi linh sẽ bị ngươi lừa gạt phá hư đã thành bây giờ cố định sự thật không thay đổi kết quả cũng là thiên tổ chi linh nắm không thả sau nên tiếp nhận bác tôn am thần sắc lạnh lùng nó đã dám che giấu liền phải biết hội dẫn đến bây giờ cục diện ta chỉ bất quá thuận nước đẩy thuyền đem thời gian điểm dời trước thôi từ tiểu thụ nghe được nghẹn họng nhìn trân trối đây cũng không phải là lừa gạt đây là sáng loáng uy hiếp a uy hiếp thiên tổ chi linh trước đó từ tiểu thụ nghĩ cũng không nghĩ qua Hắn tập trung tinh thần đều là như thế nào bổ sung lấy hoàn thành cái này truyền thừa nhiệm vụ, kết thúc không thành còn chưa tính. Nhưng bác Tôn Am, trời cao một thước bác Tôn Am, sở hữu người trong lòng kinh hải, hiện lên này câu. Giờ khắc này, từ tiểu thụ vậy hoàn toàn lý giải vì sao có người nói xưng để bác kiếm tiên cùng. Người này tư duy thuộc tính, căn bản vốn không tại trên mặt đất, hắn cao nhập trong mây là từ trên bản chất cùng. Nhưng vậy liền coi là thành công, cũng chỉ là quanh co cứu vãn ngoài đảo hư không nhất tộc đi, còn thiếu nội đảo từ tiểu thụ chần chờ nói. Tinh tế tưởng tượng, vi hiếp thiên tổ chi linh cũng không gì không thể, đối phương lại sẽ không phản kích. Mình không nghĩ tới, chỉ là tầm mắt nhận hạn chế thôi, cho rằng thiên tổ cấp độ này vẫn là quá cao. Mặc dù đúng là cao. Nhưng có bác tôn am loại này coi trời bằng vung chi đồ tại thay đổi một cách tự nhiên ảnh hưởng, từ tiểu thụ cảm giác mười tổ cũng liền chỉ là một cảnh giới, cũng không phải là cái gì không thể siêu việt tồn tại. Tự nhiên, kế hoạch cũng liền có thể thử một lần. Là, cho nên ta còn sẽ cho nó một lần cuối cùng cơ hội. Tại các ngươi cứu vất hư không đảo ngoài đảo thời điểm, ta hội khế ước thứ diện chi môn, bằng vào ta lực tạm thời chống lại ngũ đại thánh đế thế gia đối nội đảo ảnh hưởng. Ngắn ngủi, cái này sẽ hình thành một cái tương đối cân bằng, ước bằng không ngoại lực xâm lấn. Thức thời lời nói, thiên tổ chi linh liền hội ý thức đến, đây là nó cuối cùng cơ hội. Chờ một chút. Chậm đã. Từ tiểu thụ vội vàng khoát tay hô ngừng, hắn cơ hồ muốn nghe choáng, cái này Thiên Phương Dạ đàm kế hoạch có thể nói tất cả đều là lỗ thủng. Không nói đến trước hư không đảo chi linh đã vẫn lạc, căn bản không có khả năng hội đáp lại. Ngươi nói trước, vậy thì có sao? Nhưng sau hư không đảo chi linh, ta nhớ được là không có bao nhiêu linh trí. Người ta đều có thể cho ngươi truyền thừa, liền có còn sống đặc tính, không nên xem thường nó. Cái kia đã sau hư không đảo chi linh thật có ý chí, nói như ngươi vậy, nó có lẽ cảm ứng. Ngươi cho rằng ngũ đại thánh đế thế gia, liền có thể cho nó lời hữu ích nghe, tốt nhan sắc nhìn họ như thánh đế đều dám tùy ý xâm lấn ách ngươi ách ân ngươi nói giống như có điểm đạo lý a từ tiểu thụ đều không nghĩ tới như thế không hợp thói thường phương án bên trong bác tôn am có thể nói ra cứng như vậy là nói dốc đến tính có chút đáng tin cậy lời nói đến hắn trở về đến hiện thực hỏi nhưng ngươi bây giờ như thế ách phế ngươi có thế khế ước thứ diện chi môn hắn nắm xuống bác tôn am đầu ngón tay cái sau không nói gì chỉ lộ ra ngay hắn cái kia quấn quanh băng vải thập đoạn kiếm chỉ. Kiếm chỉ phía trên, kiếm niệm lấp lóe. Từ tiểu thụ bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm niệm, nhị đại triệt thần niệm. Đó là áp đảo thánh lực phía trên, tương truyền tu đến cực hạn có thể cùng tổ nguyên lực sánh vai cùng lực lượng. Bác công am là không có thánh lực, vậy không phải bán thánh, chỉ là cái hậu thiên luyện linh sư. Nhưng dùng kiếm niệm loại lực lượng này đến khế ước thứ diện chi môn, nghĩ đến chỉ sẽ càng tốt, sẽ không thất bại. Cũng là, ta đang suy nghĩ cái gì? Từ tiểu thụ tự dẻo vừa cười, gia hỏa này nhìn như phế, cái kia cũng chỉ là nhìn như, nó trong cơ thể lực thật muốn giải phóng đi ra, sợ có thế bao phủ cả tòa hư không đảo. Ngươi còn có vấn đề? Bác tôn am hỏi. Ta. À. Từ tiểu thụ xác thực cảm giác còn có rất nhiều vấn đề, kế hoạch này từ trên căn bản tự hồ liền không thể được. Nhưng nhìn xem bác tôn am cái kia trấn định tự nhiên, đã tính trước bộ dáng, hắn nghĩ đến giống như dùng bình thường biện pháp, xác thực vậy không có khả năng thông quan thiên tổ truyền thừa. Có lẽ có thể sử dụng người ta bác tôn am sớm đều thử qua. Đã nhẹ không ăn, cái kia cũng chỉ phải cho hắn ăn cứng rắn. Từ tiểu thụ hắc hắc vừa cười, ta không thành vấn đề. Vậy liền chỉ còn ngươi. Sở hữu người ánh mắt đi theo bác tôn am, nhìn về phía không dư hận. Mặc dù nghe không hiểu bác, từ cụ thể đang nói chuyện cái gì, nhưng tựa như là đang thảo luận một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Chỉ có chu nhất viên có chút trầm mặt, giống như là nghĩ đến khác địa phương đi lên, im ắng nghĩ non, nguyên lai like còn có thể dùng uy hiếp sao không dư hận cũng không có bất kỳ cái gì áp lực cùng bị đẩy đi dấu hiệu chỉ mỉm cười hỏi bác tôn am tiên sinh nếu ta thật làm như vậy lại có thể đạt được ngươi nói cái gì đáp án đâu ta chỉ nói đáng giá ý vị này ngươi có khả năng tốn công vô ích cho nên ngươi có thể lựa chọn không hợp tác bác tôn am tự nhiên càng thêm không ăn áp lực dù là không dư hận là kế hoạch bên trong không thể thiếu nhất một vòng nhưng nên nói hắn vẫn là sẽ nói đường tại dưới chân đi cùng không đi quyền quyết định tại ngươi là bước vào vực sâu chết không tán thân nơi là đi vào đào nguyên, phẩm vị chim hót hoa nở, là tại chỗ không động, an hưởng thanh tịnh tâm u. Chân là ngươi, mình quyết định. Bác Tôn Am tiên sinh, quả nhiên là một diệu nhân. Không dư hận thổn thức lấy lắc đầu. Hắn vốn là tại hướng phía trước tìm kiếm từ không có khả năng bảo thủ. Vốn nghĩ còn có thể nhờ vào đó sự tình, dù là không chiếm được thiên tổ chi linh đáp án, cũng có thể được bác Tôn Am một cái hứa hẹn. Chưa từng nghĩ người ta nhìn càng thêm vì thông thấu, ngươi muốn hay không muốn, hắn sớm toàn bộ biết được. Tới đi, ta hội hết sức, nhưng cái này cần mượn đến thời tổ ảnh trượng. Không dư hận lệch ra đầu. Từ tiểu thụ không hề nghĩ ngợi liền đem thời tổ ảnh trượng đưa tới, vừa vặn cái này trượng liền trên tay, thật thần kỳ. Cái kia trong nháy mắt, người khác nhìn không thấy, ngươi cũng có thể nhìn thấy thiên tổ chi linh, về phần ngươi muốn hỏi cái gì, nó liệu sẽ trả lời, không liên quan gì đến ta. Bác Tôn Am khó hơn nhiều điểm một câu. Người khác tận tâm tận lực hỗ trợ, hắn tự nhiên vậy có thể giúp thì giúp. Liền là đáng tiếc, trước kia bạn đã không tại đó là cái hoàn toàn mới không dư hận sở hữu người thối lui đến bác tôn am không dư hận từ tiểu thủ ba người sau lưng nhìn qua bọn hắn nhìn ra xa trời xa chỉ cảm thấy không hiểu tim đập nhanh thiên tổ là thần a đúng dạng này làm tức giận thần chúng ta thật sẽ thành công nếu như thất bại liền không vì đó nếu như thật thất bại vậy liền thất bại nhưng nó sẽ chết chúng ta đây từ tiểu thủ còn muốn hỏi lại bác tôn am miễn cười nghiêng đầu chuyển đến. Ngươi sợ. Từ tiểu thụ sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu. Không, ta chỉ là. Có chút hưng phấn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1328, cùng luân hồi. Ta bắt đầu. Không dư hận cầm trong tay thời tổ ảnh trượng, cả hai lực lượng là như thế hòa hợp, phản phất tiến vào nhân đạo hợp nhất trạng thái. Mọi người tại chỗ nhìn lại, đúng là cảm giác người này không còn tồn tại, nhưng hắn tiếng nói âm thanh lại rõ ràng như thế truyền lọc vào trong tay từ tiểu thụ có chút muốn nói lại thôi bây giờ liền bắt đầu ngươi vậy có thiên tổ truyền thừa ta vậy có thiên tổ truyền thừa cái này bắt đầu như quá vội vàng thiên tổ chi linh như thế nào phán đoán cùng lựa chọn bắt đầu đi bác tôn am lại gật đầu một cái từ tiểu thụ há to miệng cũng liền đem nội tâm nghi hoặc nuốt xuống thành như lão bác nói cho dù là sau hư không đảo chi linh cũng coi là thiên tổ chi linh một bộ phận nó nên có chút trí tuệ hiểu được như thế nào lấy hay bỏ a à. không nói lời gì không dư hận dưới chân sáng lên không gian áo nghĩa trận đồ trận đồ này quá to lớn mông lung ảnh xước ở giữa để cho người ta thấy không rõ bên trong chân thực đạo văn nhưng lại bao trùm cả tòa hư không đảo nó vừa lấy ra ở đây sở hữu người ngước mắt liền có thể trông thấy mặt kính thế giới một chỗ khác cái kia vô số to lớn cự thú lây tại không gian phía trên muốn cầu dòng ngó ngoài đảo rốt cuộc kinh khủng hình tượng thầm thì thầm thì lệ lệ Lệ. Hạ. Rối loạn mà xa xôi quỷ thú trống lên một tiếng, làm lòng người đầu tóc vì sợ mà tâm rung động, nhưng mọi người sớm thành thói quen cảm giác này. Không dư hận như vậy chí cao không gian áo nghĩa, mới chính thức khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thập tôn tọa thực lực. Không gian áo nghĩa. Bán thánh sao? Chu nhất viên âm thầm liếu lưỡi. Không cần suy nghĩ nhiều, thời tổ ảnh trưởng có chút sáng lên, dường như từ hư ảo sát không trạng thái, trở nên cụ thể. Trong nháy mắt, không dư hận dưới chân áo nghĩa trận đồ phát sinh vặn vẹo, lại đi trải rộng ra một tầng nhàn nhạt đồ văn. Thời gian hương vị. Thời gian áo nghĩa. Lần này, đừng nói là chu nhất viên, quỷ nước, mai tị nhân các loại đều dọa kêu to một tiếng. Nhưng rất nhanh bọn hắn kịp phản ứng, đây cũng không phải là là áo nghĩa lực, chỉ là đối thời gian chi đạo lô hỏa thuần thanh vận dụng thôi. Không phải là áo nghĩa. Quỷ nước bình phục bản thân nổi lòng, sắc mặt phức tạp nhìn qua không dư hận bóng lưng, nhưng đã là áo nghĩa hình thức ban đầu hắn liền là áo nghĩa bán thánh, biết được cái này cùng nhau đi tới trong đó gian khổ. Nhưng trước mặt người này, không chỉ có đầy đủ mạnh mẽ thuộc tính không gian áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa hình thức ban đầu, hắn là tu luyện thế nào? Quỷ nước đối không dư hận biết không rõ ràng, lại là cảm giác vô luận là bực nào thiên tài, đánh trong bụng mẹ, thậm chí là dùng 10 thế luân hồi đi tu luyện, đều không nhất định có thế ngộ ra thời gian chân nghĩa A. Hắn rất mơ hồ. Quỷ nước cao mày không biết nên như thế nào đi hình dung mình hiện tại nhìn xem không dư hận người này đoạt được đến đặc thù cảm thụ, hắn suy nghĩ đột nhiên liền toát ra không dư hận cũng không thuộc về thời đại này thậm chí căn bản lại không tồn tại qua loại ý nghĩ này đây là căn cứ vào áo nghĩa bán thánh nhạy bén nhất trực giác nhưng vừa tỉnh táo trở về quỷ nước lại cảm thấy ý tưởng này thập phần đột ngột cùng hoang đường hắn chuyển mắt liếc nhìn những người khác cố ý chú ý đến mai tị nhân trạng thái nhưng cũng không từ nó trên mặt nhìn thấy cùng loại thần sắc phản phất bực này bí mật cũng hoặc là ảo giác chỉ có mình một cái người phát hiện kỳ quái quỷ nước đè ép nghi vẫn không có lên tiếng hắn không hề giống cái nào đó vừa hiếu kỳ liền sẽ đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng người bên hông bác tôn am hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt đồng dạng liếc nhìn không dư hận dưới chân đặc thù áo nghĩa trận đồ hai tầng áo nghĩa lực dù là trong đó một trong chỉ là hình thức ban đầu đây cũng là trên đời hiếm có khó trách hắn chịu ra tay xem ra xem xong hư không đảo một trận chiến đối với hắn trợ giúp rất lớn là bởi vì từ tiểu thụ sử dụng thời tổ ảnh trượng năng lực cùng thấy được hoàn tuyền thời gian không gian thuộc tính sao Bác Tôn Am rất nhanh thu hồi ánh mắt. So với cái trước không dư hận, cũng chính là cùng hắn cùng thời kỳ thập tôn tọa vị kia. Dưới mắt cái này hình tượng thư sinh không dư hận, có thể nói lực lượng khôi phục được vô cùng nhanh. Cái này thậm chí muốn siêu qua năm đó thập tôn tọa bên trong không dư hận đỉnh phong thực lực, mà lần này hắn vừa mới diện thế không lâu, hắn còn có tương lai một đoạn đường rất dài có thể đi. Thời đại thừa số. Bác Tôn Am dư quan không khỏi quét từ tiểu thụ một chút. Hắn tin tưởng vững chắc mình ánh mắt không có phạm sai lầm cái này một thời đại, để toàn bộ lịch sử tiến trình tại rời đi, liền chỉ có thể là từ tiểu thụ. Đang tại bốn phía đóng vai trấn định từ tiểu thụ kỳ thật có chút chân tay lúng cuốn, căn bản không có phát giác được phần ngoài ánh mắt nhìn chăm chú. Thật là khó chịu, thật khẩn trương. Không dư hận khôi phục ngoài đảo, bác tôn am khế ước nội đảo, ta muốn làm điểm cái gì? Dương mắt nhìn nhìn xem. Đây cũng quá lúng túng a. À. Mượn cảm giác, phát giác được không người phát hiện chính mình khó chịu, từ tiểu thụ tiếp tục đóng vai lấy trấn định, dứt khoát làm cái người cây cột đứng chỗ ấy, cái gì vậy không nghĩ. Nên làm, phía trước ta đều làm. Dù sao cũng là vì hư không đảo ván này, vì thánh nô liều quá mệnh lưu qua máu nồng cốt phần tử. Hiện tại không hề làm gì, hưởng thụ điểm làm sao rồi. Đây là lễ vật. Người ta bác tôn am chính miệng nói, đâu còn có thu lễ người cần xuất lực thuyết pháp. Nghĩ như vậy, quả nhiên, người liền thoải mái hơn. Chẳng biết lúc nào, không dư hận đã ở không biết nơi nào, lật ra một căn u linh dạ lan khô cạn nhánh cái này u minh quỷ đô linh thực đại biểu cho vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn lại sớm tại bán thánh cùng thánh đế chiến dưới đã mất đi chỗ có sinh mệnh vết tích cùng luân hồi không dư hận nhìn hư vô răng môi khẽ mở phiêu miếu đọc nhấn rõ từng chữ dưới chân áo nghĩa trận đồ theo nói có chút xoay tròn rất nhanh dung nhập thiên đạo ẩn trốn hư vô cùng lúc đó trên tay hắn điêu tàn khô gầy nhánh lại khẽ rung lên phun ra u minh như quỷ mị từng mảnh từng mảnh xoay tròn lam sinh mệnh tại rung động Phía sau sở hữu người đồng thời đã nhận ra dị thường. Hư không đảo quy tắc dường như tiến vào một loại đặc thù trật tự bên trong, như đồng thời ở giữa tại ngược dòng, cũng giống như luân hồi tại thay đổi. Chết đi không linh trí sinh mệnh bắt đầu khôi phục, lại như là tại phá mà trọng sinh, cùng không dư hận trên tay u linh dạ lan bình thường, có thể kết thúc, vậy nên ánh rạng đông. Tái tạo sinh mệnh. Chu nhất viên thanh âm có chút trung rẩy, như là chứng kiến thần tích, nhìn qua như vậy u linh dạ lan tại một cái chớp mắt đi đến luân hồi, tỏa sáng tân sinh. Hô gió thổi qua cái kia bôi như u linh sinh mệnh chi lam liền bay múa theo gió trôi hướng sau khi chiến đấu rách nát hết thảy địa phương tội nhất điện huyết giới u minh quỷ đô đọa uyên tuyệt tẩn hỏa vực dạ lan sinh mệnh cánh hoa dẫn đầu bay vào thê thảm không nở nhìn nhất các đại tuyệt địa bên trong màu lam vừa biến mất cái kia phương tuyệt địa liền bắt đầu tân sinh luân hồi đá vụn đang run rẩy trở về tụ hợp cổ điện tại tái tạo cơ cấu khôi phục mặt đất vết thương bị nước chảy làm dịu đứt gãy của một bị gió mát khâu lại lấy. Hết thảy tàn phá vết tích, như là gặp sau cơn mưa chi xuân, tỏa sáng lên sinh cơ bừng bừng. Ở trong đó cố nhiên không có cách nào vãn hồi, dù sao tiếp nhận qua thánh đế ban kích, nhưng không dư hận không có tuyệt đối cưỡng cầu. Không thể trở về ngược dòng theo gió mà đi, quy về sinh mệnh cuối cùng, đó là số mệnh. Có thể trở về nhặt lên lưu luyến, hồi phục đến nguyên thủy bộ dáng, đây là tự nhiên. Không dư hận trên tay liền một đóa u linh dạ lan, cánh hoa lại liên tục không ngừng từ đó tung bay, trôi hướng một chỗ lại một chỗ địa phương. Duy Mỹ mà rung động. Từ tiểu thụ thấy con mắt đều đăm đăm. Đây là không dư hận. Thời gian cùng không gian kết hợp, có thể chữa trị cả một tòa hư không đảo vết thương. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đây là bán thánh. Chu Nhất Viên lại nhịn không được lặng lẽ lên tiếng, trái phải nửa ngày tìm không thấy một cái dám trò chuyện, chỉ có thể nhìn hướng chiến hữu của hàng gia, ngươi cũng là bán thánh, ngươi có thể làm được. Hàng gia thu hồi trong mắt hoảng sợ, tại lệ tịch nhi trên đỉnh đầu đạp chân trừng chu nhất viên một chút người đang vũ nhục bản đại gia hắn tuyệt đối không chỉ bán thánh quỷ nước cũng nhịn không được tới đây ánh mắt vậy cũng chỉ có thể là thánh đế mai tị nhân nhanh chóng đông đưa cây quạt cũng là bất khả tư nghị tại dưới mắt sinh mệnh kỳ tích nhưng lại không giống a hắn không có cực kỳ thuần túy loại kia thánh đế lực từ tiểu thụ không khỏi rút về thân thể cảm giác mình đã không xứng đứng tại không dư hận bên người gia nhập phía sau bày trò chuyện hắn liền cùng thánh đế đánh qua đối thánh đế lực có rất rõ ràng nhận biết lệ tịch nhi khẽ lắc đầu dường như nhớ lại cái gì thấp cảnh thánh đế cùng cao cảnh thánh đế là không giống nhau dạng nếu như là thất cảnh trở lên đem có phong thần xưng tổ lực tổ nguyên lực từ tiểu thụ nhạy cảm vừa tỉnh phát giác được mình có lẽ vẫn là tầm mắt nhỏ hẹp biết tổ nguyên lực cứ như vậy mấy loại thần tính lực ma tính lực tà thần lực tử thần lực lấy loại này phương thức tư duy lại đi nhìn không dư hận năng lực từ tiểu thụ trong đầu tung ra một cái từ thời tổ lực như thế không lưu vết tích tổ nguyên lực biểu hiện ra từ tiểu thụ còn là lần đầu tiên gặp không có bất kỳ cái gì hoa lệ đặc hiệu chói mắt nhan sắc tựa như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản tự nhiên thế giới liền bắt đầu khôi phục vậy cũng là một loại cảnh giới a từ tiểu thụ trầm ngâm suy nghĩ lên đây rốt cuộc là không dư hận cảnh giới quá cao vẫn là nhưng thật ra là thời tổ ảnh trượng chân chính lực lượng lộ ra không có đáp án thậm chí rất nhanh hắn suy nghĩ liền không tự chủ được về tới trước mắt mỹ lệ thế giới tái tạo trên tấm hình quên đi vừa rồi đang tự hỏi cái gì. Cùng luân hồi tái tạo rất nhanh. Bất quá thế giới bên ngoài nửa ngày tầm đó thời gian, tại U Linh dạ lan lực lượng dưới, chính đại tuyệt địa đã khôi phục cái bảy tám phần. Tội nhất điện đại thể giàn giáo đều trở về. Giống như U Minh quỷ đô loại kia toàn bộ bị ma đế hắc long nảy lên, nện xuống vỡ vụn nơi, đều bị thời không đại đạo chỉ dẫn lấy trở lại, gây dựng lại, thành lập nên trật tự mới. Mà giống huyết giới loại kia đã trải qua cùng phong đai, bị thánh đế lực triệt để sửa cách cục địa phương, vậy đồng dạng trở về, nhiều trước đây như vậy núi thay biển máu cảnh. Thánh đế lực đều có thể sửa. Tuy nói vọng tắc thánh đế đã không tại, nhưng hắn lưu lại vết tích, cùng luân hồi đều có thể xóa đi, cái này không có gì hơn khía cạnh ấn chứng điểm cái gì. Sở hữu người nhìn về phía không dư hận ánh mắt đều có chút thay đổi. Cái này mặt ngọc thư sinh nhìn xem thanh tú, cùng bác tôn am bình thường, hoàn toàn không dễ trêu chọc. Rất tốt, tới phiên ta. Hư không đảo cách cục đã bị khôi phục hơn phân nữa, lại nhiều liền là xâm nhập thay đổi nhỏ, càng thêm lãng phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Đến tận đây, không dư hận trên mặt đã nhiều tái nhật vẽ, hiển nhiên chi tiêu quá lớn. Bác Tôn am động. Trên tay hắn thứ diện chi môn ném đi, kiếm niệm từ đầu ngón tay phá xuất, ngang nhiên đâm vào. Sắc. Một tiếng hét to phía dưới. Ông. Một thanh âm vang lên hư không đảo kịch liệt trung lên. Cái kia tại không gian áo nghĩa trận đồ ảnh hưởng bên trong, ảnh xước còn có biên giới nội đảo thế giới, dường như muốn hóa thành giống như tờ giấy yếu ớt, có thể bị tùy tiện xé mở nội đảo cảnh, không hết quỷ thú, có thể thấy rõ ràng. Nhưng không người vô lễ, không thú làm càng. Vốn nên lay tại mặt kính thế giới phía trên đối với ngoại giới thèm nhỏ giải nội đảo quỷ thú nhóm, giờ phút này như gặp mảnh hổ, từng cái an phận thủ thường co đầu rút cổ tại mình ứng tại vị trí. Tham kiến bác tôn am đại nhân. Tham kiến bác tôn am đại nhân. Cao thấp không đều nhưng kiệt lực mong muốn trăm miệng một lời từng đạo thanh âm, có mang theo kích động, có mang theo sợ hãi, có mang theo kính sợ, từ trong đảo phát ra, thông qua thứ diện chi môn lực lượng trao đổi bên ngoài, truyền ra. Hàng gia vô ý thức ngay tại lệ tịch nhi đỉnh đầu bắn lên, cút bắt tay vào làm liền cung hạ eo. Ham. Lệ tịch nhi đưa nó bắt xuống dưới, nó mới lạnh rung dừng lại lên tiếng. Như vậy kính sợ, từ gốc rễ phát ra, sửa chữa không được. Từ tiểu thụ nhìn thấy dưới mắt một màn, đã có chút hướng về, lại có chút rung động. Hắn phát hiện chính mình giống như sai một cái điểm. Nội đảo quỷ thú, dù là thả ra tới, thực có can đảm làm ẩu sao sợ hãi khắc ở bọn chúng thực chất bên trong dù là bác tôn am chết rồi chỉ còn lại một miếng da thả trên ghế cho bọn hắn nhìn thấy tất cả quỷ thú sợ là vậy sẽ lập tức thần phục võ lực xác thực khó mà chân chính khuất phục lòng người nhưng tuyệt đối võ lực giống như lại có thể dẫn đến một cái khác kết cục các ngươi nội đảo mỗi lần gặp bác tôn am đều phải toàn bộ như thế không có ngoại lệ không có bạch mạch tam tổ ma đế hắc long đâu bọn hắn là có thể không bái nhưng đến xoay người bác tôn am ở trong mắt các ngươi, thật có lợi hại như vậy. Hắn, liền là thần. Kiếm niệm xâm lấn thứ diện chi môn, cưỡng chế lại không ẩn chứa bất luận cái gì quanh co phương thức. Rất nhanh, thứ diện chi môn rung lên, lựa chọn thần phục, bác tôn am liền bị huyền bí thần dị ánh sáng bao phủ. Hắn phản phất thật hóa thành thần, tại ánh sáng dẫn dắt dưới, chậm chậm lơ lửng. Xua tan. Bác Tôn Am cũng không đắm chìm trong bực này ngoại vật lực bên trong, lạnh nhạt một lời nói ra, chân trời đã nứt ra một đạo miệng lớn. Đó là một đại môn. Thông hướng nội đảo đại môn. Vô số màu đen giao thoa to lớn xiền xích cuốn phong trên đó, nội uẩn thánh đế lực, rõ ràng thập phần ương ngạnh, nhưng lại đang nhanh chóng sụp đổ. Oanh. Bất quá một sát, phủ bụi chi môn từ bên trong mở, bên trong truyền đến gần trong gan tất từng tiếng quỷ thú gầm, tràn đầy cao vút sụp sôi chi tình. Cho đến giờ khắc này, tất cả nội đảo tồn tại, đều biết bác tôn am đại kế đã thành, hư không đảo dễ như trở bàn tay. Cung nên bác tôn am đại nhân cung nên bác tôn am đại nhân. Thấu qua to lớn thứ diện chi môn, ngoài đảo người vào thời khắc này đã có thể nhìn thấy nội đảo phong cảnh. Điều hiu hoang vu tràn đầy viễn cổ khí tức màu vàng các đá trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn, to lớn đám cự thú ngay ngắn trật tự xếp thành hai nhóm, xoay người hạ thấp người, đợi tại to lớn thứ diện chi môn hai bên. Bọn chúng có cao nhập trong mây, có bất quá cùng nhân loại bình thường đầu gối các loại ngay ngắn, hoặc là ba đầu sáu tay cùng nhau cùng mình, hoặc là che trời chi dực che lấp rủ xuống che. Đều cực kỳ thu liễm đều cực kỳ ước thúc. Kế ước xong thứ diện chi môn phản hồi lực lượng ánh sáng, ẩn ẩn đã nhanh muốn từ trên người bác Tôn Am biến mất. Hắc Long Bác Tôn Am nhẹ giọng vừa gọi. Thứ diện chi môn bên trong liền vang lên một tiếng to rõ long ngâm, đột nhiên bên ngoài sắc trời lờ mờ, mà đế Hắc Long liền từ bên trong nhô ra bộ phận thân rồng. Lần này, nó cũng không có nhìn về phía từ tiểu thụ, mà là buông thõng đầu rồng, đem lung lay sắp đổ bác Tôn Am tiếp nhận ở, trở về co rụt lại, liền muốn đem ngênh vào nội đảo. Trong ngoài đảo thông đạo, hoàn toàn đã thông. Từ tiểu thụ thấy thế, nhìn không được nhìn về phía quỷ nước, dễ dàng như vậy liền đã thông. Quỷ nước biết từ tiểu thụ suy nghĩ, nhẹ giọng đáp. Kỳ thật, hư không đảo căn bản vốn không cần giáng lâm thánh thần đại lục, thánh thần điện đường cũng không kịp tham gia, quấy nhiễu chúng ta hành động. Bác Tôn Am sớm có thể câu thông nội đảo, tại chúng ta cầm tới thứ diện chi môn sau. Thánh kiếp, đế kiếp các loại liên thông trong ngoài đảo lực lượng, vậy hoàn toàn có thể dùng cái khác thay thế. Nhưng vẽ vời cho thêm chuyện ra, chính là vì đem thánh thần điện đường bộ phận cánh chim chiếc sát ở đây vận khí tốt còn có thể đem một vị nào đó trước đây không biết thánh đế lực vây nhốt bộ phận quỷ nước vừa cười tiếp lấy lại nói kế hoạch lúc ấy nói lúc cao tại trong mây không người tin tưởng chỉ khuất phục tại võ lực mà phối hợp bây giờ lại toàn bộ rơi xuống đất thực hiện cho nên ngươi bây giờ thấy hết thảy là bác tôn am nên được trước đây nội đảo quỷ thú nhưng còn lâu mới có được giờ phút này cung kính khác không nói nhìn xem mới nghe thấy một tiếng hắc long liền hấp tấp chạy ra nghênh tiếp ma đế hắc long quỷ nước đều có chút thổn thức hắn là biết được ma đế hắc long ngạo khí dù là trước đó bác tôn am muốn kỵ nó đều tránh không được một phen liều mạng giải dụa bây giờ a à, chỉ có thể nói bác tôn am không hổ là bác tôn am chờ một lát đứng ở đầu rồng phía trên chỉ lưu lại một cái bóng lưng trốn vào thứ diện chi môn bên trong bác tôn am để lại cho từ tiểu thủ cuối cùng một tiếng rất nhanh nương theo thiên địa lờ mờ tan biến ma đế hắc long thân rồng không thấy thứ diện chi môn vậy đi theo ẩn độn mà đi thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Phản phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua. Bỗng nhiên, trong mây phía trên, lại như xét đánh hàng tiếp theo một đạo phích lịch âm thanh. Phá! Đất bằng ba trượng khói, chim bay như kinh dây cung. Từ tiểu thụ mắt tối sầm lại, có năm đó rút ra kiếm thuật tinh thông lúc cái loại cảm giác này, thần hồn trốn vào một thế giới khác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1329, Thiện. 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 Hỗn độn không phân rõ trọc không âm dương bốn mùa không quy tắc trật tự đây là một phương đặc thù thần dị không gian đặt mình vào trong đó như chỗ lưu động dịch thể bên trong tối nghĩa khó mà tự điều khiển liền tư duy đều muốn đình trệ tức ngực khó thở đây là từ tiểu thụ duy nhất cảm thụ loại cảm giác này sau rút ra tinh thông hình bị động kỹ tiến vào đặc thù thế giới khó chịu hơn vô số lần không cái sau không có chút nào khó chịu tương phản thập phần hưởng thụ từ tiểu thụ vô ý thức liền hít một hơi lại cảm giác thần hồn nuốt vào một nguồn vật bẩn, suýt nữa không có nôn mửa ra. Giống như ngâm nước đưa tay chọc một cái, hắn lại thật bắt lấy cái gì. Trong tay có vật thật, người kiểm tự như đạp ở thực địa bên trên có điểm chống đỡ, lúc này mới dễ chịu một điểm. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Thời gian. Bên tai truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm, trong tay nắm chặt đồ vật có chút sáng lên. Giống như là có cái gì đồ vật bắt đầu ở sinh mệnh mình bên trên lưu động, từ tiểu thụ cái này mới có thể thấy rõ thế giới mơ hồ, sền sệt, mông lung. Cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng trên tay, là thời tổ ảnh trượng, đây là có thể xác nhận điểm. Cái này dị năng vũ khí giao phó phương thế giới này, hoặc là nói phương thế giới này bên trong mình thời gian. Thế là từ tiểu thụ thân ở không gian bộ phận vĩ độ bị mở rộng, hắn tiến vào thích hợp hoàn cảnh, bắt đầu có thể bình thường hô hấp cùng suy nghĩ. Lo nghĩ ca. Hướng khía cạnh xem xét, không dư hận liền ở vào một bên, hắn cũng bị kéo vào phương thế giới này. Bất quá, Tại cái này phương thần dị không gian bên trong, không dư hận thân hình cực kỳ mơ hồ, ẩn ẩn có thể chia làm hai bộ điểm. Thời gian, không gian phân biệt rõ ràng, tại hắn hình người trong thân thể trái phải chảy xuôi, buộc vòng quanh đại đạo vết tích. Tinh tế xem xét, thân thể của hắn hóa thành hai bức tranh, tràn đầy tất cả đều là phức tạp đạo tắc đường vân. Còn muốn nghiêm túc quan sát âm thầm ghi lại, lại hội phát hiện chính mình hoa mắt, cái kia hai bức tranh toàn thành mơ hồ giao thoa loạn ngấn, cái gì đều không nhớ được. Đa tạ. Từ tiểu thụ hơi kinh hãi nói ra, ý thức được cái này có lẽ liền là không dư hận bản tướng. Tại cái này đặc thù không gian bên trong, hết thảy trở về nguyên thủy cùng hỗn độn, không dư hận vậy phản phát quy chân. Nhưng ở trong thân thể của hắn, không gian cùng thời gian rõ ràng kề vai sát cánh, không có ai mạnh ai yếu chi điểm. Gia hỏa này thật chỉ là quên, mà không phải sẽ không. Hắn nhớ lại lúc, sợ liền là bác Tôn Am nói thời gian áo nghĩa đại thành thời điểm. Từ tiểu thụ vụn trộn tại quyển sách nhỏ bên trên ghi lại ngàn vạn không thể gây không dư hận. Nhưng cũng còn tốt, gia hỏa này đủ cường đại, vậy đủ hiền lành. Nếu không mình cảnh giới quá thấp, vừa rồi nếu không có hắn xuất thủ, muốn từ không đến một thích ứng nơi đây thế giới, không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Như thế nào? Cách đó không xa truyền đến một đạo mang theo hồi âm phiêu miếu thanh âm. Rõ ràng chỉ là như thường lệ hỏi ý, nhưng âm thanh qua chỗ, kinh động khắp nơi, liền hỗn độn đều sinh gần sóng, trong và đục suýt nửa đâm tắt đi ra. Từ tiểu thụ thần hồn vì đó mà đau, đó là như kiếm đâm, như kim đâm từ bên trong ra ngoài truyền đạt hướng cảm giác đau thần kinh trực tiếp cảm thụ. Hắn toàn bộ người đều bóp méo, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể nỗ lực chuyển mắt, xem hướng thanh âm phát nguyên nơi. Nhưng gặp phương xa chậm rãi đạp đến một đạo lại lẫm áo bào trắng kiếm khách bóng dáng, dài ngắn phù hợp, thần tuấn phi phàm, dài mà tùy tiện tóc đen vô câu vô thúc, thuần chất mà mãnh liệt mắt đen như điện như ánh sáng. Cao lớn bóng dáng phía sau, giao nhau gánh vác lấy hai thanh hư ảo cự kiếm, một tím một kim, bên hông thì đeo khắc hai thanh trường kiếm, một đen một xanh. Hắn rõ ràng như thế nhỏ bé tại cái này hỗn độn thế giới bên trong so như sâu kiến, từng bước một đạp đến, khí thế lại như khí thôn sơn hà huyễn cảnh trong được đến cự nhân bình thường, kéo lên, cuối cùng cao lên trong mây. Ngươi là Bác Tôn Am Từ tiểu thụ nhìn một cái, đều cảm giác hai mắt nhói nhói, cơ hồ chảy máu. Bực này phong hoa tuyệt đại, khí sâu cổ kim, không giống với bên ngoài nghèo túng lôi thôi Bác Tôn Am hình tượng, hắn gặp một lần, tại lần đầu lật ra, quan kiếm điển, thời điểm Bác Tôn Am bản tướng quả nhiên từ tiểu thụ một cái liên tưởng đến làm gương sáng cho người khác, hòa ái dễ gần tị nhân tiên sinh bản chất là một dữ tận kiếm tượng. Cổ kiếm tu tất cả đều như thế, bác tôn am lại như thế nào hội đơn giản đâu. Hắn bề ngoài yếu đuối che lấp lại, lòng dạ chưa hề giảm hơn phân nửa điểm, từ đầu đến cuối đều là thủa thiếu thời hăng hái bộ dáng. Nơi này, xác nhận thiên tổ lưu lại thần đình. Nhưng cùng với tàn khuyết không đầy đủ thiên tổ chi linh bình thường, nên chỉ còn một góc, liền thế giới đều vô cùng hỗn độn. Bác Tôn Am nói xong, như nhiên vậy từ từ tiểu thụ khó chịu thần hồn trong sự phản ứng nhìn thấy mình hiện tại bản tướng dị thường. Hắn thấp mắt đánh giá mình hai mắt, khẽ cười nói, khó được, có thể trở lại như cũ ta lực lượng một hai. Ngươi quá trói mắt. Từ tiểu thụ gian nan lên tiếng. Như vậy tư thái dưới, hắn phát hiện chính mình tính cả bác tôn am đối thoại đều lộ ra thập phần khó khăn. Gia hỏa này xé rách tất cả ngụy trang về sau, đáng sợ đến không cách nào làm cho người nhìn thẳng. Loại cảm giác này đơn giản liền là thánh đế ở trước mặt, không được dương mắt mà nhìn đến chờ một chút. Bác Công Am suy nghĩ một chút, đưa tay nắm lại bên hông hư ảo màu xanh kiếm. Kết một tiếng. Cái kia kiếm phút chốc đứt gãy. Bác Công Am đều sửng sốt một chút, thật lâu bật cười, suýt nữa quên mất, đều là giả. Hắn không còn chấp nhất tại rút kiếm, chỉ buông lỏng tay ra, hơi ngước mắt. Oanh. Hỗn độn thế giới bên trong, kiếm ý giống như thủy triều từ dưới chân hắn cuồn cuộn tàn phá bừa bãi mà ra. Chỉ một thoáng, thiên địa sinh hoa, sinh cơ dạt dào, hỗn sinh cửu kiếm, xác định khắp nơi, dư một hóa vạn, nhận đạo tác thì thế giới có hình thức ban đầu. Cùng qua đi, thanh hà chảy xuôi, giới định thật giả, không có huyễn hóa, phản hư là thật, đại Phật cầm kiếm, mở điểm trọc thanh thế giới bắt đầu diễn hóa. Đến cuối cùng, bách quỷ tuần thế, mở luân hồi, vạn pháp kiềm chế, phản phát quy chân, hồng trần sinh tướng, nhiều gây phiền não thế giới ngay nắng trật tự. Bất quá nửa cái hô hấp ở giữa từ tiểu thụ liền đã mất đi loại kia đặt mình vào bột nhão bên trong sền sệt cảm giác khó chịu, như cá gặp nước, vô cùng vừa ý. Nhưng hắn nhìn qua quanh mình sinh động như thật thế giới, cũng không biết mình lập tức nên là bực nào biểu lộ. Sững sờ cúi đầu xuống, thần hồn đã nhiều thực thể, liền hai tay vân da đều vô cùng chân thực. Lại nhìn về phía Bác Tôn Am. Bác Tôn Am một kiếm ra ngoài, đã khôi phục được bên ngoài như vậy suy nhược tư thái, không còn như là ánh nắng mặt trời chói chang chướng mắt. Nhưng nó nội uẩn lực lượng, từ tiểu thụ đã thật không dám đi làm suy nghĩ sâu xa. Cho đến tận này, gia hỏa này cũng chỉ trong Bác cung đối cẩu vô nguyệt thi qua một thức đại Phật trảm, trừ cái đó ra liền không có gặp hắn xuất kiếm A. Nguyên lai dưới da cừu, ngươi lại hung mảnh như vậy. Cái này, là cái gì? Từ tiểu thụ nhìn về phía quanh mình thế giới. Bác Tôn Am vừa cười, thế giới thứ hai, vì ngươi chế tạo riêng thế giới, hiện tại ngươi nên không có loại kia cảm giác khó chịu đi. Thế giới thứ hai. Nguyễn Cửu Vạn, mặt vô tâm, quỷ tàn tình. Chính đại kiếm thuật, hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay, phút chốc liền buộc vòng quanh một cái chân thực thế giới. Từ tiểu thụ không biết làm như thế nào ngôn ngữ, hắn nghĩ tới đồng dạng thi triển một kiếm thế giới thứ hai sau ngã đầu liền ngủ tiếu không động. Khả năng đây chính là tiếu miệng rộng vì sao cường đại như vậy, vẫn như củ sùng bái bác tôn am nguyên nhân A. À. Không thể so sánh nổi. Bác tôn am rất mau nhìn hướng về phía không biết phải chăng là chân trời, không còn quan tâm từ tiểu thụ. Thế giới thứ hai tiện tay vì đó, thuần túy là bởi vì từ tiểu thụ cảnh giới quá thấp, rất dễ dàng tại thần đình bên trong nổ chết. Làm xong cái này chút, hắn tự nhiên về tới chính sự bên trên, xa xa lên tiếng nói. Như ngươi thấy, ngươi chi thần đình khốn không được ta ta năng lực ngươi vậy gặp qua một lần cuối cùng cơ hội ngươi nên hiện thân thần đình từ tiểu thụ một mặt kinh ngạc tại bác tôn am ăn nói ngông cuồng dám đối một tôn viễn cổ chân thần nói chuyện như vậy một mặt thì là phẩm nhai lên cái này thế giới thứ hai bên ngoài hỗn độn thế giới còn nhớ kỹ lúc ấy thu hoạch được thiên tổ truyền thừa lúc liền bị nhốt vào qua một loại trạng thái đặc thù suýt nữa lầm đại sự lúc kia không có không dư hận thực hiện thời gian không có bác tôn am sáng lập thế giới thứ hai hư không đảo chi linh dài dằng dặc một đoạn lớn truyền thừa giới thiệu kết thúc càng phải toàn dựa vào bản thân cuối cùng nhất niệm tránh thoát trói buộc liền là thần đình từ tiểu thủ rốt cục ý thức được thiên tổ cũng không phải là thật sự là một người tốt nếu như khi đó hắn ra không được rất có thể liền hội tại loại này mơ màng nghiêm túc trong trạng thái bị ngoại lực giết chết dục thân đều hủy về phần ý thức vẫn còn thuần túy là bởi vì thần hồn khốn vào thần đình bên trong đây là có thế vĩnh sinh thế nhưng tương đương vĩnh sinh giam cầm ta đã hiểu từ tiểu thụ giật mình lại rõ ràng cái gì. Thiên tổ truyền thừa vì sao muốn vây khốn mình thần hồn đâu. Vạn sự đều là đến có thể có lợi mới đúng. Liên tưởng đến to như vậy hư không đảo, tại gián lâm thánh thần đại lục trước đó chẳng có sinh cơ, bóng người không thấy một cái, liền hư không tùy tùng đều không có bao nhiêu. Sau đó hư không đảo chi linh mơ màng nghiêm túc, ý thức không rõ, lại là cái gì mới có thể bảo vệ nó bất tử bất diệt đâu. Sợ là đến thôn vệ rất nhiều cường đại thần hồn, từ đó hấp thu lực lượng A. Như thế, nó mới có thể bảo vệ cái gọi là thiên tổ truyền thừa có thể kéo dài tiếp, nhưng vì muốn kéo dài phần này truyền thừa, lại được không ngừng thôn vệ thần hồn, tuần hoàn ác tính. Từ tiểu thụ cảm giác có lẽ không chỉ mình, bác Tôn Am, bác Hòe đạt được thiên tổ truyền thừa. Nên có những người khác đến qua lại không có thế đi tới, tiếp theo thành duy trì sau hư không đảo chi linh thanh tỉnh chất dinh dưỡng. Chật chật. Nào đó một cái chớp mắt, từ tiểu thụ lông tơ đứng đấy, liên tưởng đến tại thiên tổ lực phù hộ dưới, trước đây đã không người lên giết chóc, hư không nhất tộc sớm nên lần nữa sinh sôi đi lên mới đúng. Cái này chút đồ vật a, à, liền không thể suy nghĩ nhiều. Ngước mắt đi theo nhìn lại, xa xôi chân trời, không bao lâu, xuất hiện một viên mơ hồ, màu xám to lớn ánh mắt. Nó cũng không linh động, tương phản buồn ngủ, nhưng ráng chống đỡ lấy tinh thần, lúc này ở trong hỗn độn phơi bày ra thực thể, nghiêm túc quan sát đến phía dưới cái kia đặc sắc mỹ diệu thế giới thứ hai. Kể đến sau, thiện. Bốn phương tám hướng đột nhiên đẩy ra phiêu miếu âm thanh, giống như hồng chung đại lữ, gột rửa tâm bụi từ tiểu thụ trái tim không khỏi da tóc nhảy lên. Thiên tổ chi linh thanh âm. Gia hỏa này, thật có ý thức, thật có thể đối thoại. Không cần giả thần giả quỷ, ngươi nên không có bao nhiêu thời gian, ta liền nói ngắn gọn a. À. Bác công am đục ngầu hai mắt cùng đối mặt, không gặp nửa điểm cảm xúc gần sóng, cất giọng nói. Ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra, bằng vào ta trước mắt lực, đối kháng ngũ đại thánh đế thế gia đối hư không đảo nội đảo chế ước, còn miễn cưỡng. Cùng ngươi một dạng, ta thời gian không nhiều, một khi lực lượng biến mất, rất nhanh ngươi liền hội lần nữa bị bọn hắn trấn áp. Có lần này đối kháng, bọn hắn cái gì đều sẽ biết. Tiếp đó, như là như vọng tắc đăng lâm hư không đảo, cùng ngươi chi linh điểm đình đối kháng tình huống, chỉ sẽ gặp nhiều, sẽ không gặp ít, thậm chí lần tiếp theo là rất nhiều thánh đế tề tụ, cường thế trả ngươi. Ngừng tạm, bác tôn am lời nói xoay chuyển. Cho nên, chúng ta giao dịch là hư không đảo ngoài đảo đã trưởng tại tay ta, sau này không lại có ngoại lực xâm lấn, hư không nhất tộc ta vì ngươi bảo hộ. Về phần nội đảo, đã đến giờ, ngũ đại thánh đế thế gia rốt cuộc ước thúc không ngừng, không thuộc về nơi đó sinh vật sẽ tự ra đi, trả lại các loại tình thổ. Từ tiểu thụ nghe xong, mới hiểu nguyên lai đạt được thứ diện chi môn, chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ ngoài đảo. Nội đảo quỷ thú nhóm trước mắt còn không cách nào tùy tiện đi ra, ngũ đại thánh đế thế gia còn thực hiện khác phong ấn. Bất quá ngẫm lại vậy xác thực, đó là thất đoạn cấm một trong. Nếu như như vậy tùy tiện có thế ra, ai hội xem nhẹ thứ diện chi môn tồn tại đâu. Bác tôn Am có thế từ thánh đế bố cục dưới, mưu đồ đến thứ diện chi môn đoán chừng đã là phí không ít công phu hoặc là đứng ở bạch mạch tam tổ mà đế hắc long trăm năm mưu đồ cự nhân trên bờ vai bất quá vẫn là mãnh liệt a à. trong hư không cái kia con mắt màu xám lóe ra nhìn chầm chằm bát tôn am dường như đang trầm tư rất nhanh bốn phương tám hướng lại lần nữa bay xuống thanh âm khi nào đến lúc đó đến lúc đó lại là khi nào ta không biết có lẽ ngày mai có lẽ ngày kia có lẽ ba năm có lẽ ngàn năm nhưng ngươi ngoại trừ tin ta không có những biện pháp khác bác tôn am cười giống như là nắm chết thiên tổ chi linh bọn hắn nhưng sẽ không cùng ta một dạng cùng ngươi thương lượng mà ta nếu không phải có cầu cũng không có khả năng ở đây cùng ngươi đạt thành giao dịch hiện tại liền là ngươi tốt nhất cơ hội về phần nói rằng một vị ngươi còn muốn chờ a à. bác tôn am trong mắt nhiều một chút ngạo ký cười lạnh nói trăm đời không ta này thiên kiêu vạn năm khó ra lại cao hơn người ngươi không có thời gian chờ càng đợi không được tiếp theo vị mạnh hơn ta người hỗn độn thế giới ù ù rung lên thần đình có thiên tai mọc lan tràn ngay tiếp theo thế giới thứ hai đều tại rung động gần như sụp đổ từ tiểu thụ nghe được âm thầm đổ mồ hôi đây là giao dịch cái này mẹ nó là uy hiếp ép buộc a người bác tôn am liền là như thế định nghĩa giao dịch liền không dư hận đều cảm nhận được thiên tổ chi linh lửa giận mắt sắc kinh ngạc có chút che lại môi bác tôn am làm như không thấy đối xử lạnh nhạt nói thời gian ba cái hô hấp còn không nói lời nào, ta như phong thần, dẫn đầu trảm ngươi. Thần đình đình chỉ run rẩy, thiên tai lập tức biến mất. Bên tai bay tới một đạo vô cùng bình tĩnh, nghe không ra có bất kỳ tức giận gì thân cận thanh âm, thiện. Thiện. Cái này thành. Lần này, đừng nói từ tiểu thụ, không dư hận đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Bác Tôn Am Mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, lại nói. Rất tốt, giao dịch đạt thành, ta vì ngươi vì nỗ lực nhiều như vậy, cũng nên đàm luận điều kiện. Một, ngươi không đảo ủy quyền tại ta, ngươi không được lại ảnh hưởng, can thiệp thứ diện chi môn chủ đạo tính lực lượng. Hai, nghe nói ngươi cùng trảm thần quan có chút giao tình, nhiễm bính di chỉ lần tiếp theo mở ra, ta cần ngươi trợ giúp. Ba, người này tên là từ tiểu thụ, sư tòng bách gia, tinh nghiên nghìn đạo, tài tình hơn xa với ta, thiên phú trước nay chưa từng có, sau này thành tựu nhất định tại trên ta, hắn so ta càng thích hợp tiếp nhận ngươi chi truyền thừa, ngươi cảm thấy thế nào? Nhận ca ngợi, bị động giá trị, một. Nhận nhìn chăm chú, bị động giá trị, ba. Từ tiểu thụ đều không nghĩ tới bác tôn am như thế há mồm liền ra, trong lúc nhất thời áp lực núi lớn. Bên hông hai người coi như xong, trong hư không cái kia buồn ngủ màu xám ánh mắt trong mắt lúc này đều nhiều một chút tinh mang, liền nhìn mình cầm chầm. Hô! Từ tiểu thụ thật dài thở vào một hơi, đứng ưỡng ngực, ngẩng cao đầu, dài vung tay áo. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, hư không vạn cổ như đêm dài. Thế giới một cái an tĩnh. Liền bác tôn am trong mắt đều phát ra một sợi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới từ tiểu thụ cũng có thể xuất khẩu thành thơ, còn ra dáng. Thật lâu, thiên tổ chi linh thu hồi ánh mắt, tiếp nhận tất cả uy. Giao dịch nội dung. Thiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1330, từ tiểu thụ, ngươi trưởng thành. Nhiễm mính di chỉ. Gặp được thiên tổ chi linh hiếp yếu sợ mạnh một mặt, từ tiểu thụ lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở bát tôn am vừa rồi đề cập đến cái từ này bên trên. Ẩn ẩn, hắn ngửi thấy hố hương vị, còn nhớ kỹ tại không tha sảnh bên trong, thả ra hàng gia lúc đó, hắn liền được có quan hệ nhiễm mính di chỉ bộ phận tình báo. Trảm thần quan nhiễm mính, mình khế ước hư không tướng quân hồng tự hồ liền nhận biết. Nghe nói năng lực thậm chí tại hơn phân nửa mười tổ phía trên, có chém chết tổ nguyên lực như vậy uy năng. Bác cung bên trong sau khi kết thúc, bác tôn am tiên nhân chỉ đường, vì chính mình an bài đến tiếp sau bên trong, liền là đông thiên vương thành, tứ tượng bí cảnh. Thật vừa đúng lúc, nhiễm mính di chỉ ngay tại tứ tượng bí cảnh mà mở ra cái kia di chỉ ba cái chìa khóa trảm thần lệnh, trước mắt vậy còn có một thanh trên người mình. Từ tiểu thụ sao dám không đề phòng. Ngươi. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, bác tôn am quay đầu lại đến, yên tâm, hiện tại ngươi là thánh nô người đứng thứ hai, ta sẽ cùng với ngươi thương lượng. Từ tiểu thụ nghe tiếng nhớ mày, càng thêm lo lắng đề phòng. Mới đón lấy thánh nô người đứng thứ hai, liền đem ngươi ngón tay cho nắm gãy mất, ngươi sẽ không cho ta tiểu hài xuyên A. Không nên không nên, cái này thánh nô thật sự là quá nguy hiểm, có năng lực thật được bản thân vỗ cánh bay cao. Lúc này, bác Tôn Am quay đầu nhìn lại, nói thẳng, hỏi. Nhiễm bính di chỉ, ngươi như thế nào giúp ta? Thiên tổ chi linh cái kia màu xám ánh mắt trung lên, hỗn động thế giới bên trong liền tách ra một vệt ánh sáng, chậm lại. Bác Tôn Am giật mình, thế giới thứ hai chủ động tách ra, cũng không có kháng cự lực lượng này tham gia. Hắn không có phát giác được sát cơ. Thiên tổ ánh sáng huyển hóa thành một màn ánh sáng, bên trong hiện ra lờ mờ rách nát, tràn đầy bụi bặm cổ lão nơi tại cái này phương vẫn như cũ như là cự nhân quốc gia bao la thế giới bên trong, có lớp kính thập phần bắt mắt tường. Tường kia rộng lớn vô biên, nặng nề như đất, toàn thân ngân sắc, khắc dấu lấy phức tạp đạo văn, lộng lẫy, giống như côi bảo. Thiên tổ chi linh thanh âm trôi xuống. Chí thiện duyên phận, đều là hệ vật này. Tường. Lớp kính tường, có thể giúp đỡ được gì? Từ tiểu thụ mờ mịt nhìn về phía một bên, cái này hội ngay cả không dư hận đều xem không hiểu cái này trắng ngân sắc đẹp để tường có thế lên cái tác dụng gì. Bác Tôn Am đồng dạng nhướng mày, nhưng rất nhanh thoải mái. Đây không phải tường. a, à, Không phải tường, vậy nó là cái gì? Thuẫn Thuẩn. Chỉ tường làm thuẫn là ngươi mắt mù, vẫn là ta thiểu năng trí tuệ. Từ tiểu thụ làm sao vậy không tưởng tượng ra được, cái này nhìn xem so thiên còn cao hơn, so đất còn nặng hơn bạc tường, như thế nào sẽ là một mặt tấm trắng. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hư không tùy tùng bình quân thân cao, hư không tướng quân sau giải phóng khoa trương thân hình. Thiên tổ Chi Linh đã muốn bảo hộ hư không đảo, nên cũng là hư không nhất tộc, hình thể không có khả năng hội nhỏ A. À. Vậy nó chỉ dẫn mặt này tấm trắng. Không sai. Bác Tôn Am nhìn xem từ tiểu thụ biểu lộ, biết là tiểu tử này mình có ngộ, gật đầu nói, thiên tổ, là hư không nhất tộc trí cao vô thượng lãnh tụ, nghe đồng đầu có thể đưa lên trời, chân có thế chống đất, bắt mặt trời cầm mặt trăng, không nói chơi. Toái quân thuẫn bằng vào chúng ta ánh mắt đến xem, tất nhiên là to lớn vô cùng, nhưng đối với thiên tổ mà nói vừa lúc là một cái vừa tay vũ khí. Chỉ bất quá, bực này đồ chơi, ta nhưng không cầm lên được, đến làm phiền ngươi cái này cao quý thiên tổ truyền nhân xuất thủ. Toái quân thuẫn. Từ tiểu thụ hơi có nghe thấy. Cùng tà tội cung một dạng, đứng hàng chính đại vô thượng thần khí một trong, là kiếm đao thương cung búa chủ y giao găm cung thuẫn bên trong trong đó một loại. Nhưng là chưa từng nghĩ qua, nó vẫn là thiên tổ ngày xưa vũ khí, khổng lồ như vậy, như thế dày đặc. Từ tiểu thụ lại xem một chút hình ảnh kia, đều cảm giác đầu ván mắt hoa. Cái này so với hắn sử dụng tốt nhất cùng bạo cự nhân còn muốn lớn đi, nhân loại làm sao có thể lấy lên được đến. Cái gì chí thiện duyên phận, tại sao phải hệ ở đây, liền không thể hệ một cái bình thường ít đồ. Ngươi hệ cái dây dày đều được. Thiên tổ ánh sáng huyễn hóa hình tượng rất nhanh vỡ vụn, nói đến thế thôi, hắn không nói thêm. Nhưng lúc này, liền bác Tôn Am cũng không khỏi đến suy nghĩ lên như thế vấn đề thực tế. Từ tiểu thủ coi như trở thành thiên tổ truyền nhân, có thể lấy lên được vật này. Thần nông vườn thuốc bị gia hỏa này dời long hạnh trước mắt hắn đang tại dùng tứ thần trụ về sau mà đế hắc long thánh đế lực cho hắn chính hắn liền có cự nhân huyết thống hư hư thực thực hư không tộc hậu nhân đây đều là có thế tăng cường nhục thân lực thủ đoạn trái phải suy nghĩ về sau bác tôn am phát hiện nếu như từ tiểu thụ chuyển không động toái quân thuẫn cái kia trong thiên hạ sợ là trừ chân chính hư không tộc người cũng chỉ có thần diệt có khả năng di chuyển vật này nhưng thần diệt tại thập tự nha giác không có khả năng trở ra đến bác tôn am nâng lên mắt giơ tay lên kém chút vỗ xuống, cuối cùng treo tại từ tiểu thụ trên bờ vai, khóe miệng giật một cái nói, "Tin tưởng mình. Ta. Chí ít ta là tin tưởng ngươi. Ngươi. Ngươi nhưng dẹp đi a." À. Từ tiểu thụ nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, bắt đầu suy nghĩ lên có cái gì đặc thù biện pháp, có thể thoát ly tiếp xuống gió bão vòng xoáy. "Ông." Hỗn động thế giới bỗng nhiên rung lên đẩy ra một chút gần sóng. "Ta thời. Không nhiều." Trong hư không, thiên tổ chi linh mí mắt lại rủ xuống, cực kỳ rõ ràng nhất mệt mỏi, thanh âm đều trở nên đứt quãng. Nên hỏi, ta đều hỏi. Bác Tôn Am nhìn về phía từ tiểu thụ, ngươi có vấn đề gì không? Ta có bó lớn vấn đề. Nhưng rất rõ ràng, con mắt này trước mắt trạng thái, cho không ra cái gì đáp án cùng có ít nội dung. Từ tiểu thụ lắc đầu, lựa chọn đem cơ hội nhường cho càng cần hơn người. Cái kia tới phi ngươi. Bác Tôn Am nhìn về phía không dư hận. Một mực đảm nhiệm người trong suốt không dư hận giơ tay lên, hỗn độn thế giới liền đã ngừng lại gần sóng thiên tổ chi linh con người màu xám ngưng tụ liếc nhìn trợ hắn duy trì thanh tĩnh của lực lượng này đầu nguồn tiền bối ta có một vấn đề không dư hận thập phần có lễ phép cái kia một cái chớp mắt từ tiểu thụ rõ ràng nhìn thấy thiên tổ chi linh màu xám trong đôi mắt hiện lên một chút cực kỳ linh động trêu tức ta không phải tiền bối có ý tứ gì từ tiểu thụ có chút nghe không hiểu không dư hận vậy sững sờ tại chỗ nhưng cũng không xoắn suýt ở đây mà là chuyển miệng hỏi Ta là ai? Đây thật là một cái tràn ngập triết học tính vấn đề. Từ tiểu thụ nhìn xem cái này bản tướng thân nhận thời gian cùng không gian hai bức tranh mất trí nhớ người, lại nhìn về thiên tổ chi linh cuối mí mắt vô thần mắt, tràn đầy mong đợi. Nếu như liền thần đều cho không ra đáp án lời nói, không dư hận chỉ sợ liền cũng tìm không được nửa đáp án. Tỉnh mịch, kéo dài hồi lâu. Cho đến hỗn độn thế giới lại nổi lên gần sóng hiện. Liền không dư hận lực lượng đều nhanh muốn không cách nào ổn định cái này phương thần đình lúc, thiên tổ chi linh màu xám ánh mắt bên trong, mới lại khôi phục đến một chút thần thái. Không. Dư. Hận. Câu trả lời này, tự như là một câu nói nhảm. Từ tiểu thụ, bác Tôn Am, lại đồng thời nhíu chặt nó lông mày, bắt được không giống bình thường khí tức. Không dư hận, danh tiếng lẫy lừng. Dù là chỉ bên ngoài hư không đảo một trận chiến bên trong, từ tiểu thụ vậy bắt trước qua, thiên tổ chi linh như có chú ý, tự có thể đến kỳ danh. Cũng không phải. Hắn vừa rồi giọng điệu, rõ ràng một bộ sớm đã quen biết tên này, không giống với hiểu biết mới bác tôn am từ tiểu thụ các loại tên giọng điệu kết hợp với một câu ta không phải tiền bối từ tiểu thụ trong đầu lóe lên một cái hoang đường kết luận hắn nhìn về phía bác tôn am cái sau trong mắt vậy có kinh ngạc hai người nhìn nhau không nói gì oanh hỗn độn thế giới gần như sụp đổ tứ phương tai nạn mọc lan tràn lần này không phải thiên tổ chi linh có tức giận mà là hắn hao phí quá nhiều lực lượng lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say hiển nhiên hắn cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy không dư hận đắm chìm trong vừa rồi hỏi một chút trả lời bên trong như có tâm đắc thế giới thứ hai căn cứ vào thần đình mà đứng vậy bắt đầu sụp đổ đang ở trước mắt hết thảy lại muốn đen đi lúc từ tiểu thụ lờ mờ nghe thấy có như vậy đứt quãng một tiếng ngươi quá khó khăn căn bản nghe không được với lại vì sao a đột nhiên lại nói chuyện từ tiểu thụ đột nhiên nhớ tới hư không tướng quân cùng sau hư không đảo chi linh nói chuyện nước tiểu tính đều cùng nói không chủ định giống như nhưng hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể mặc cho thanh âm tại bên tai đi xa thời khắc mấu chốt từ tiểu thụ chỉ cảm thấy trong tay thời tổ ảnh trượng không thấy hiển nhiên có người so với hắn còn gấp thần đình sụp đổ bỏ dở có như vậy một sát ba người có thể nghe thấy tiếp xuống xa vời như không có mấy chữ cũng khốn oanh thiên tổ chi linh quá dày vò khốn khổ từ tiểu thụ chỉ cảm thấy loại kia cảm giác hôn mê đánh tới thần đình không còn hắn liền trở về hư không đảo bên trên ngươi cũng khốn đằng sau là cái gì hắn nói chuyện thật chậm. Không dư hận cơ hồ không có hòa hoãn thời gian, rất tốt thích ứng trong ngoài thế giới sai nước cảm xúc, cao mày nhìn phía từ tiểu thụ, ánh mắt bên trong đều nhiều oán trách. Đợi chút nữa, ta muốn vỡ ra. Từ tiểu thụ đau đầu muốn nứt, ôm đầu, tốt nửa ngày không có chậm tới. Bên hông mấy người không biết phát sinh cái gì, lẳng lặng nhìn qua không dư hận đang suy tư, từ tiểu thụ tại che đầu. Tại bọn hắn thế giới bên trong, bác tôn am một tiếng qua đi, từ tiểu thụ, không dư hận cùng nhau chấn động, bất quá 45 phút, Hai người lại tỉnh trở về. Đương nhiên, bọn hắn hẳn là đã trải qua cái gì, không thể nói trước gặp được Thiên Tổ Chi Linh đâu. Không bao lâu, tình huống chuyển biến tốt đẹp, từ tiểu thụ khôi phục suy nghĩ. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Thiên Tổ Chi Linh trong mắt cái kia bôi trêu tức, hắn khoát tay nói. "Ta cảm giác, hắn cũng không phải là đang trả lời ngươi vấn đề, hắn có lẽ nhận biết ngươi. Ngươi thử đem không dư hận, ngươi cũng khốn." Liền cùng một chỗ, cái này không vừa vặn có thể đụng thành nửa câu có thể là trêu chọc lời nói. Trêu chọc không dư hận càng thêm không hiểu hắn làm sao đến mức muốn trêu chọc tại ta. Đại huynh đệ, ngươi khả năng trâu phê đến ngươi chính mình cũng không biết a, à, ngươi bản tướng thế nhưng là thời gian, không gian song áo nghĩa, sát vách hoàn tuyền đều thèm khóc loại kia. Từ tiểu thụ có rảnh nôn không được, liền nhìn chầm chầm không dư hận không muốn nói chuyện. Vậy ngươi nói, không dư hận, ngươi cũng khốn đằng sau nên tiếp cái gì. Không dư hận chống đỡ lấy cái cầm suy nghĩ. Ngươi cũng bị nhốt. Không dư hận nghe tiếng khẽ giật mình, ngước mắt liếc mắt từ tiểu thụ, dường như không nghĩ tới nhân loại sinh vật lại cũng có thể sinh ra như vậy ngạc nhiên não mạch kính. Cũng là vẫn có thể xem là một cái khả năng. Ngươi thật đúng là suy nghĩ lên. Từ tiểu thụ liền một câu treo chọc, căn bản không nghĩ lấy sẽ là như vậy phát triển. Dựa theo thiên tổ chi linh cái kia vẻ nho nhã nghiền ngẫm từng chữ một phương thức nói chuyện, có lẽ là đằng sau tiếp không được nữa vây lại, khó khăn loại hình. Hẳn là khốn tại. Ta vậy nghĩ như vậy. Không dư hận lúc này mới cảm giác cùng từ tiểu thụ tiếp vào cùng một kênh, nhưng khốn tại cái gì? còn có thể là cái gì có lẽ là muốn trêu chọc ngươi huy hoàng qua, bây giờ trạng thái cùng hắn so sánh, không có tốt hơn chỗ nào thôi. Nhưng lại làm sao đến mức này? Không dư hận giật mình, hắn thế nhưng là... Hắc, nói không chừng ngươi. Từ tiểu thụ nói xong nuốt xuống nước bọt, chậm hạ đầu óc đau đớn, tiếp lấy cười nói, ngươi cũng khó khăn. Khả năng không lớn là như thế tiếp A. Không dư hận chống đỡ lấy cái cầm suy nghĩ, cảm giác cái này khả năng quả thực không lớn, dựa theo thiên tổ chi linh như vậy viễn cổ phương thức nói chuyện đến xem lời nói từ tiểu thụ. Hư không thứ diện chi môn lại mở, lần này động tĩnh không lớn, chỉ bác tôn am một người từ đó cất bước đi ra. Không có thời gian cho ngươi hàng huyên, chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Từ tiểu thụ vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác, có chỗ giật mình, ngước mắt đi lên. Hư! Một chùm thô bạo ánh sáng, từ trời rơi xuống, đem sở hữu người đánh văng ra, chỉ bao phủ từ tiểu thụ một cái người. Đây là... Quỷ nước cả kinh lông tơ đứng đấy, kém chút coi là bựa lão đạo không đi, ẩn giấu một cái thiên tổ ánh sáng đánh lén. Bác Tôn Am khoát khoát tay, chớ hoảng sợ, đây là truyền thừa. Thiên tổ truyền thừa. Cái này tới. Quỷ nước cũng nhịn không được tò mò, trừng trừng nhìn chằm chằm bác Tôn Am, vậy không hỏi, chờ lấy đối phương nói. Gặp mặt một lần, đều trò chuyện thỏa, không có gì để nói nhiều. Bác Tôn Am vốn cũng không phải là nói nhiều người, một lời che chi, thoáng nhìn bên hông còn có cái tại đếm đầu ngón tay khốn vào trong đó không dư hận, cười nói. Bằng hữu, ngươi không khỏi cũng quá lo âu không dư hận lúc này mới tỉnh lại không hiểu ném đi ánh mắt bác tôn am tiên sinh ta vẫn như cũ không cần cùng ta lời nói ta cũng không có hứng thú ngươi vấn đề đáp án ta vậy không cho được chỉ có thể từ chính ngươi tìm phẩm ngộ ta rõ ràng đi thôi nơi này không có ngươi bất luận cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật ngươi nên triển khai tiếp theo đoạn lữ trình hy vọng ngươi có chỗ đến tốt không dư hận gật đầu quét qua ở đây mấy người không ai có bị nhìn nhận quan sát các loại mất tự nhiên hoặc vô ý thức muốn ngước mắt phản ứng, từng người vui vẻ vừa đúng. Không dư hận ánh mắt tại thiên tổ truyền thừa ánh sáng bao phủ xuống từ tiểu thụ trên thân dừng lại thêm, đưa tay, giống như là đưa qua cái gì đồ vật. Làm xong cái này chút, hắn sáng sủa vừa cười. Hư không đảo ô ô gió còn tại thổi, cùng luân hồi để thế giới tỏa sáng tân sinh, xuân ý dạt dào. Không dư hận vẫn còn, không dư hận không thấy. Một tích tắc này, chẳng biết tại sao, sở hữu người sinh lòng một loại cô độc. Nhưng chớp mắt qua đi, Tính cả phần này đặc biệt cảm giác cô độc, mọi người đều quên lãng. Tựa như nơi này kỳ thật cũng không có một cái nào ngoại nhân đến qua, hắn họ gì tên gì, cũng chưa từng báo cho qua ai. Bác Tôn Am trong tay siết chặt, giống như là tại bắt ở cái gì, nhưng lỏng bàn tay sau không có vật gì. Hắn thật dài thở dài, ngẩng đầu đón gió hô to, lần này, ta hẳn là có thể nhớ kỹ ngươi, bằng hữu. Quỷ nước, mai tị nhân các loại sững sờ, kinh ngạc xem đến, ngươi tại nói chuyện với người nào. Không có ai. Bác Tôn Am khoát tay, Xin lòng bực bội, không muốn trả lời, quay đầu thoáng nhìn từ tiểu thụ trên tay siết chặt thời tổ ảnh trượng, ngay cả cánh tay đều bởi vì dùng sức mà tuôn ra gân xanh. Hắn quay đầu vội vàng lại nói câu, coi như ta không nhớ được, hắn hẳn là có thể. Dù sao năm đó, ngươi cũng không có đưa ta thứ này, ta bằng hữu. Tiếng gió ô ô vẫn như cũ. Không dư hận không có trả lời, có lẽ, gió thay hắn trả lời. Quỷ nước, mai tị nhân liếc nhau, từng người trong mắt có kinh hãi. Bác Tôn Am khả năng không lớn động kinh, đó chính là hắn thấy được người khác nhìn không thấy đồ vật sẽ là cái gì cũng không có người muốn hỏi thật giống như mọi người chưa bao giờ qua loại dục vọng này hoàn tuyền đến qua bác tôn am nhìn trở về có gì nói ra lời ấy quỷ nước cảm giác bác tôn am trở nên hết sức kỳ quái cái kia chính là không có bác tôn am nắm vuốt đầu ngón tay chạm tới đến từ quanh mình mịt mờ thời gian vết tích nhìn về phía lệ tịch nhi ngươi nhớ kỹ một người thư sinh sao lệ tịch nhi liền giật mình đem tán đến gò má bên cạnh tóc bạc vén bên tai về sau, thần ma đồng chậm chậm xoáy lấy, yêu dị phi phàm. Thư sinh. Tính toán. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quỷ nước cảm giác bác tôn am nhưng quá quái lạ. Không thể nói. Ngươi không nói, chúng ta làm sao? Nói các ngươi cũng không hiểu, giải thích lại hội quên, ta nói thế nào? Quỷ nước kết một cái nắm đấm kém chút đều bóc nát, hắn vậy phiền bác tôn am điểm ấy, không coi ai ra gì. Không nói dẹp đi, với ai muốn nghe một dạng. Bác Tôn Am dứt khoát liền nhìn về phía một bên khác, vừa vặn thoáng nhìn từ tiểu thụ ngồi ở phương xa trên đỉnh núi, cô độc nhìn xem chân trời mây. Thứ diện chi môn lật một cái, hắn liền đi tới từ tiểu thụ bên người. Ngươi là thân ngoại hóa thân. Kiếm niệm hóa thân. Bán thánh hóa thân. Thứ hai chân thân. a, à, từ tiểu thụ tiếp nhận truyền thừa, ngươi không bị ảnh hưởng. Chúng ta là bán độc lập. Hắn hiện tại là cái gì cảm thụ? Đau nhất cũng hưởng thụ lấy, hắn một mực dạng này, đắng bên trong làm vui. Bác Tôn Am cũng liền thuận ánh mắt nhìn về phía tội nhất điện. Đám người nhìn quanh dưới, từ tiểu thụ bản tôn tại thiên tổ ánh sáng bên trong, giống như ôm thật chặt cái gì. Ngươi đang nhìn cái gì? Bác Tôn Am dựng lấy núi đá, cùng nhau ngồi xuống, tùy ý ngẩng đầu lên nhìn trời. Mây. Đất. Tang lão từng nói, thế giới là lồng giam, hồ Nga dưới có thiên, về phần thiên ngoại thiên là cái gì? Ta, đang suy nghĩ. Ta. Ngươi. Không. Là ta, dựa theo hắn lý luận suy nghĩ lời nói. Duy tâm sao? Có lẽ vậy. Cô độc thứ hai chân thân chống cái cầm, xuất thần nhìn qua chân trời mây, bỗng nhiên bên môi khẽ động, hỏi. Hắn để ta hỏi ngươi, tiếp xuống đi cái nào? Ngươi đoán được. Tứ tượng bí cảnh. Đúng. Nhưng ta đã bại lộ, trên trời đệ nhất lâu, từ thiếu, thậm chí là từ tiểu thụ. Người nhập cư trái phép. Bác công am đồng dạng nhìn lên chân trời mây, không bao lâu, hai người cùng nhau yên lặng bật cười mây đến tản mát mây cuốn mây bay chó xanh đuổi trăng dưới cây anh đào vì sao a đột nhiên nhìn mây bác tôn am chợt có cảm giác cảm giác mình quên cái gì cô độc cô độc bác tôn am sững sờ nhớ lại cái gì ngươi nhớ kỹ một người thư sinh sao không dư hận ngươi nhớ kỹ như thế ngoài ý muốn không phải ngươi vừa để cho ta đưa tiễn hắn sao ta bác tôn am bỗng nhiên từ trên núi đá đứng dậy sững sờ tại chỗ sau một lúc lâu hắn đè xuống phần bụng cuối người vừa cười quan sát bên người người lại nhìn về phía thay đổi khôn lường lại cười một tiếng từ tiểu thụ ngươi trưởng thành quyển thứ ba cuối cùng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý